chương 216, anh là người thừa kế của nhà họ Lâm. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lạc Tâm thì mặt liền biến sắc. Mặc dù đã lâu rồi nhưng Tống Huyền Khanh vẫn rất sợ Lạc Tâm như thể chỉ cần thấy Lạc Tâm là chân bà liền không tự chủ được mà run rẩy Bà nhìn chằm chằm Lạc Tâm, nuốt nước bọt một cách, rồi hỏi, sao? Sao cô lại ở đây? Đây là chuyện nhà tôi, không đến phiên cô quản. Lâm Thanh Diện là cháu của tôi, bà nói tôi có quản được hay không? Lạc tâm lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh biến sắc, trả lời, cô đừng có lừa đảo, sao nó có thể là cháu của cô được. Cô là người nhà họ Lâm, còn Lâm Thanh Diện chỉ là một tên phế vật ở Hồng Thành này thôi. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ Lạc Tâm sẽ xuất hiện ở đây, lại còn nói ra thân phận của anh, anh khẽ nhíu mày. Gì tới chỗ này làm gì? Chuyện của cháu không cần gì xen vào. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Cháu có thể chịu được sự nhục mã như vậy nhưng gì thì không dù sao cháu đã quyết định cùng gì về kinh đô thì nói chuyện này ra luôn. Lâm Thanh Diện là người thừa kế của nhà họ Lâm, là rồng là phượng, chứ không phải loại kiến sâu mà có thể tùy ý bắt nạt, lạc tâm gần từng chữ nói. Cô nói cái gì, nó là người thừa kể nhà họ Lâm, Tống Huyền Khanh kinh hô lên một tiếng. Audio điện tử võ tấn bền. Hứa Quốc Hoa cũng trợn mắt mà nhìn, vừa rồi lời lạc tâm nói làm cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Bây giờ Lạc Tâm lại nói Lâm Thanh Diện là người thừa kế nhà họ Lâm, tin này quả thực là như xét đánh ngang tai. Hứa Bích Hoài cũng giật mình, trước đó cô cũng chỉ biết Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm chứ không nghĩ tới anh lại là người thừa kế. Mà vừa rồi Lạc Tâm còn nói Lâm Thanh Diện đã quyết định trở về Kinh Đô, vậy là anh đã quyết trở về thừa kế nhà họ Lâm rồi à? Vậy sau này anh có quay lại không? Nhất thời, trong lòng hứa Bích Hoài đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng yêu thương nếu là thật thì chỉ sợ không bao lâu nữa lâm thanh diện sẽ vứt bỏ cô hứa quốc hoa đi nhanh tới bên người tống huyên khanh tràn đầy hối hận nói trước đó tôi đã nói với bà lâm thanh diện rất có thể là người nhà họ lâm rồi bà lại không tin bây giờ thì hay rồi người nhà họ lâm đã tìm tới tận cửa mà lâm thanh diện còn là người thừa kế bà nghĩ lại những chuyện đã từng làm với nó trước kia đi nếu nó thật muốn nổi giận với bà thì chỉ bằng mấy người có địa vị thấp như chúng ta làm sao mà gánh được lửa giận của nó. Tống Huyền khanh vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thanh diện. Nếu như Lâm Thanh diện chính là người thừa kế của nhà họ Lâm thì những điều bà làm với anh trước đó, chỉ sợ là anh sẽ muốn chém bà thành trăm ngàn mảnh. Tôn Tuệ Phương hoang mang nhìn khung cảnh trong phòng khách của biệt thự. Bà ta cũng không biết nhà họ Lâm là gia tộc thế nào, nhưng từ khí chất tỏa ra từ Lạc Tâm có thể đoán được gia tộc này tuyệt đối không đơn giản. Trả trách Lâm Thanh Diện có được biệt thự tốt nhất ở Hồng Thành, thì ra là người của gia tộc lớn. Chuyện hôm nay xảy ra càng làm cho Tôn Tuệ Phương được mở rộng tâm mắt, trước kia bà ta ở nông thôn, nào thấy được những loại chuyện thế này. Có khi, đây là những chuyện chỉ xảy ra ở các gia tộc lớn rồi. Lâm Thanh Diện, cậu nói cho tôi biết điều cô ta nói có phải thật không? Cậu thật sự là người thừa kế nhà họ Lâm à? Tống Huyền Khanh thất giọng run rẩy hỏi. Lâm Thanh Diện thấy Lạc Tâm đã nói ra mọi chuyện thì cho dù anh có giấu cũng không có ý nghĩa gì. Với lại anh đã quyết định sẽ về Kinh Đô một chuyến, nhiều năm ẩn nhấn cũng đã đến lúc rồi, nói ra cũng không quan trọng. Anh khẽ gật đầu với Tống Huyền Khanh, mặc dù Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đã xác định anh là người thừa kế của nhà họ Lâm, nhưng khi thấy anh tự mình thừa nhận thì vẫn không khỏi chấn kinh trong lòng. Cho đến lúc này, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa mới hiếu được, vì sao bà cụ năm đó cứ khăng khăng muốn gả hứa bích hoài cho Lâm Thanh Diện. Nhất định là bà cụ đã biết được thân phận của Lâm Thanh Diện nên mới làm như vậy. Bởi, bà cụ không phải làm hại nhà họ mà ngược lại còn đưa tới một phần cơ duyên to lớn cho họ. Nhưng mấy năm nay, Tống Huyền Khanh vẫn luôn ghét bỏ Lâm Thanh Diện, động chút lại bắt hứa bích hoài ly hôn với anh. Mà bà còn thường xuyên đánh mắng, chửi rủa Lâm Thanh Diện. Trong đầu hiện ra những hình ảnh này, mồ hôi lạnh trên người Tống Huyền Khanh không ngừng tuôn ra. Mấy năm nay, thái độ của hứa quốc hoa với Lâm Thanh Diện tuy không ác liệt như Tống Huyền Khanh, nhưng cũng chẳng tốt mấy, cũng chủ yếu là do ông ta nhát gan. Sau khi biết Lâm Thanh Diện là người thừa kế nhà họ Lâm thì hai chân của ông ta bất giác run bân bật. Mấy năm nay tôi đều làm gì không biết, Lâm Thanh Diện sao mà là phế vật được, quả thực là rồng thần ấy chứ. Tôi lại còn muốn đuổi nó đi, đúng là quá hồ đồ rồi. Tống Huyền Khanh tự lấm bẩm. Lạc Tâm thấy được phản ứng của Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa thì sắc mặt mới dịu đi một chút. Cô ta đi tới trước mặt Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói, đi xin lỗi Lâm Thanh Diện đi. Tống Huyền Khanh không dám trái lời, đi nhanh tới trước mặt Lâm Thanh Diện, vẻ mặt hối hận mà nói lời xin lỗi với anh. Lâm Thanh Diện, nghe mẹ giải thích, xin lỗi con, trước kia mẹ không nên đối xử với con như vậy. Con đừng chấp mẹ nhé, con người mẹ có đôi khi ngoài miệng thì nói khó nghe, nhưng thật ra là do mẹ chịu ảnh hưởng của mấy người bên ngoài kia nên mới thấy con không tốt. Nếu như mẹ biết con là người thừa kế nhà họ Lâm thì chắc chắn sẽ không đối xử với con như vậy. Tống Huyền Khanh nói, hứa quốc hoa cũng đi tới, vô cùng xấu hổ mà cúi đầu một cái trước Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt, trước đó ba cũng có nhiều chỗ không phải với con. Ba cũng xin lỗi con, hy vọng con tha thứ cho ba. Mặc dù trước kia ba đối xử với con không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không giống mẹ con cho nên ông ta còn chưa nói xong tống huyền khanh đã đập một tay lên đầu ông ta mắng hứa quốc hoa cái đồ không biết xấu hổ nhà ông ông nói ai đối xử với lâm thanh diện không tốt ông nói xin lỗi thì xin lỗi đi còn kéo tôi vào làm gì ông không muốn tiếp tục ở trong nhà này nữa đúng không hứa quốc hoa rụt cổ lại không dám cãi chỉ có thể để mặc tống huyền khanh đánh chửi mình so với lâm thanh diện hứa quốc hoa mới thật sự là người chịu uất ức. Lâm Thanh Diện nhìn hai người trước mắt, vẻ mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, hai người cũng đừng để chuyện này trong lòng. Con sẽ không vì chuyện ngày trước mà làm gì hai người. Hai người cũng đừng vì thân phận của con mà kiêng kỵ con. Có điều sau này đừng có làm chuyện quá đáng là được, Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều lập tức gật đầu, đồng ý với Lâm Thanh Diện bây giờ bọn họ tuyệt đối không dám dùng thái độ trước kia mà đổi xử với lâm thanh diện mẹ nếu đã vậy thì mẹ hãy xin lỗi chị tôn đi sau này chị ấy sẽ tiếp tục làm việc ở nhà ta con không hy vọng lại xảy ra chuyện như này nữa lâm thanh diện mở miệng tống huyền khanh vội vàng gật đầu sau đó đi tới trước mặt tôn tuệ phương vô cùng kích động mà nắm lấy tay bà em gái chuyện này là lỗi của chị em nhất định phải tha thứ cho chị sau này chị sẽ không đối xử với em như vậy nữa em tới làm giúp việc ở nhà của chị chị rất vui sau này chị nhất định sẽ nghe thanh diện tôn trọng em tôn tuệ phương nghe vậy thì sự căng thẳng trong lòng mới giảm bớt bà ta nói với tống huyền khanh chị tống chị đừng khách sáo về sau chúng ta cùng sống chung hòa thuận là được hứa bích hoài thấy bầu không khí hòa hoãn lại thì thở phào một hơi cười hỏi tống huyền khanh mẹ bây giờ mẹ còn muốn đuổi lâm thanh diện đi nữa không Tống Huyền Khanh lập tức xấu hổ, nói: "Lâm Thanh diện tốt như vậy, mẹ sao có thể đuổi đi được. Nhà của chúng ta không thể thiếu Thanh diện được, sau này mẹ nhất định sẽ sửa đổi tật xấu, không giống như trước kia nữa." Hứa Bích Hoài nghe vậy thì trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Nếu như Tống Huyền Khanh có thể thật sự thay đổi thì cả nhà bọn họ sẽ không còn cái vã nhiều như trước nữa. Lâm Thanh diện thấy chuyện đã được giải quyết thì thở dài một hơi. Sau đó anh quay qua nhìn Lạc Tâm rồi hỏi: Dì tới đây không phải chỉ xem náo nhiệt của nhà chúng cháu đấy chứ Lạc tâm cười Dì tới chỗ này chỉ muốn nhắc nhở bọn họ một chút Ước hẹn một tháng của chúng ta chỉ còn lại mấy ngày thôi Biết rồi Tới lúc đó cháu sẽ về với gì Lâm Thanh Diện nói Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện nói vậy Thì trong lòng lập tức khẩn trương Mở miệng hỏi Lâm Thanh Diện Lần này anh đi sẽ còn trở lại chứ Lâm Thanh Diện cười Xoa đầu cô Đương nhiên là sẽ về anh sẽ không làm người thừa kế, trở về chỉ muốn làm rõ vài chuyện, xử lý xong đương nhiên sẽ quay lại. Em ở đâu anh ở đó? Lạc tâm quan sát thái độ của Lâm Thanh Diện với hứa Bích Hoài, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hứa Bích Hoài, trong mắt lóe lên tia rảo hoạt. chương 217, Triệu Xuân Diệu quán cà phê Blue Love Lâm Thanh Diện cùng Lạc Tâm vừa ngồi bên cửa sổ uống cà phê vừa thưởng thức cảnh sắc của Vịnh Đằng Long. Kỳ thật có lúc gì thật sự không hiểu, Rõ ràng cháu có đủ thực lực làm cho tất cả mọi người tôn trọng mình nhưng cháu vẫn chịu đựng, cháu thật sự không để tâm đến thái độ của những người đó đối với mình sao?" Lạc Tâm hỏi. "Đã không nói thì thôi nói ra khiến người ta giật mình, sự lớn mạnh của tôi chỉ lộ ra với những người cần thiết mà thôi, có đôi khi thể hiện thực lực của chính mình một cách bừa bãi cũng không phải chuyện tốt." Lâm Thanh diện đáp. "Xem ra mấy năm nay, cháu thật sự trưởng thành rồi." Lạc Tâm cười nói. "Cảm ơn gì đã khen." sao có thể không trưởng thành được chứ lâm thanh diện nhìn lạc tâm nói xem ra cháu vẫn còn ghi hận gì dì đã đích thân đến tận đây mời cháu về lẽ nào còn không đủ để cháu quên đi chuyện năm xưa sao lạc tâm hỏi đây là hai chuyện khác nhau tôi chưa từng đồng ý với dì rằng mình sẽ trở về mà chỉ tha thứ cho dì thôi hơn nữa tôi về là vì lá thư mà ba tôi để lại chứ không liên quan gì tới gì hết lâm thanh diện trả lời lạc tâm chỉ cười cười không nói gì nữa hai người cứ im lặng môi như vậy mãi cho đến khi uống hết cà phê của mình, lạc tâm mới lại lên tiếng. Tối nay gì sẽ quay về kinh đô, còn cháu, phải bao lâu nữa mới quay vẽ? Lạc tâm hiếu tính lâm thanh diện, biết cho dù là vì lá thư này thì anh cũng sẽ quay về kinh đô, cho nên không cần phải về cùng lâm thanh diện. Chờ mọi chuyện ở đây được xử lý xong thì chắc khoảng vài ngày nữa, Lâm Thanh Diện đáp. Lạc Tâm gật đầu, nói cửa nhà họ Lâm vĩnh viễn mở rộng chờ đón cháu chỉ sợ là hồng môn yến, lâm thanh diện cười cười. Lạc tâm sừng sốt, trong lòng có chút hoảng sợ, nghĩ thâm, có khi nào lâm thanh diện đã phát hiện ra được gì rồi không? Nhưng cô ta cũng không thể hiện ra mặt vẫn bình tĩnh nhìn lâm thanh diện chăm chú. Chị của dì chỉ có một mình cháu, năm đó là vì tức giận, mới đuổi cháu ra khỏi nhà họ lâm, mấy năm nay, chị ấy đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần cháu trở về, cháu sẽ là chủ nhà họ lâm, mặc kệ cháu có thừa nhận hay không thì đây đều là chuyện đã định rồi. Lạc tâm nói xong, liền đứng dậy, quay người đi xuống lâu. Hẹn gặp lại tại Kinh Đô. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhờ mắt nhìn chầm chầm bóng dáng của Lạc Tâm đang rời khỏi Vịnh Đằng Long. Các người gọi tôi về thật sự là chỉ vì muốn tôi kế tục sản nghiệp của nhà họ Lâm ư. Chẳng lẽ các người thật sự yên tâm rằng sau khi tôi kế tục sản nghiệp của nhà họ Lâm thì sẽ không nhớ lại chuyện năm xưa mà xử trí các người à? chỉ sợ chuyến trở về lần này không đơn giản như trong tưởng tượng. Lâm Thanh Diện khẽ lẩm bẩm. Sau đó, anh không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, đứng dậy xuống lầu, quay về nhà. Tống Huyền Khanh cùng hứa quốc hoa sau khi biết Lâm Thanh Diện chính là người thừa kế của nhà họ Lâm thì thái độ đối với anh liền trở nên cung kính, không còn vinh mặt, hất hàm sai khiến Lâm Thanh Diện như trước nữa. Giọng điệu nói chuyện của Tống Huyền Khanh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, Bà ta nói chuyện nhỏ nhẹ nên bầu không khí trong nhà trông có vẻ hài hòa hơn hẳn. Lâm Thanh Diện thật sự rất vui vì sự thay đổi này, chỉ ít trong nhà cũng sẽ không còn giống trước kia, ngày nào cũng có tiếng mắng chửi của Tống Huyền Khanh. Kinh Đô, nhà tổ nhà họ Lâm. Trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện, lấy chìa khóa ra mở cửa hầm ngầm. Trông dáng vẻ thì người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi. Trên mặt tuy có vài nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ bà ta là mỹ nữ vạn người mê. Ngũ quan của bà ta hơi có nét giống Lạc Tâm, nếu nhìn kỹ còn thể nhận ra một vài đường nét trên mặt Lâm Thanh Diện nữa. Người này chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lâm, chị gái của Lạc Tâm, cũng là mẹ ruột của Lâm Thanh Diện, Lạc Hân. Bà ta bước vào căn phòng dưới mặt đất, bật đèn lên, trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn, lúc này có một thanh niên đang nằm trên giường. Đèn vừa được bật, anh ta liền mở bừng hai mắt, bật dậy khỏi giường. Xung mạo của người thanh niên này khá đẹp trai, có điều vì ở dưới tầng hầm lâu ngày nên trông dáng vẻ lôi thôi lách thích. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ có thể phát hiện tướng mạo của anh ta giống Lâm Thanh Diện đến 9 phần, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Người này tên là Triệu Xuân Diệu, anh em cùng mẹ khác cha của Lâm Thanh Diện, đến nay sự tồn tại của anh ta rất ít người biết được triệu xuân diệu nhìn thấy lạc hân liên vui mừng cất lời mẹ mẹ giúp con tìm được kẻ chết thay rồi sao lạc hân bước tới ngồi cạnh triệu xuân diệu nét mặt cương triều nói diệu con cố gắng chịu đựng thêm hai ngày nữa nhé hai ngày nữa là cái thằng vô dụng lâm thanh diện kia sẽ trở về đến lúc đó chúng ta giao nó cho thương hội thiên nguyên thì con sẽ được an toàn triệu xuân diệu nghe lạc hân nói vậy thì sắc mặt lập tức xa xâm, tức giận nói lại thêm hai ngày lần trước mẹ cũng nói với con như vậy con đã chờ ở cái nơi không thấy ánh mặt trời này lâu đến mức sắp thành người rừng rồi. Đã vậy, hơn tháng nay con không được động đến đàn bà, mẹ có biết con bí bách đến nhường nào không? Lạc Hân thấy Triệu Xuân Diệu nổi giận, liền vội vàng vỗ về, Diệu, con cứ yên tâm, cái thằng vô dụng lâm thanh diện kia thật sự sắp về rồi, nó vừa về mẹ sẽ nghĩ cách bắt lấy nó, đến lúc đó chúng ta giao nó ra rồi nói cô cả của Thương hội Thiên Nguyên là do nó bắt cóc thì khi ấy con có thể quang minh chính đại bước ra ánh sáng, hơn nữa cô cả của thương hội thiên nguyên vẫn đang bị mẹ nhốt ở một nơi bí mật, khi đó con tha hồ mà vui vẻ với cô ta. Lần này đúng là xui xeo, ai mà ngờ được cô ta lại là cô cả của thương hội thiên nguyên chứ, mà mấu chốt nhất là thương hội thiên nguyên thể còn tưởng rằng con đã giết chết cô cả của bọn họ, đúng là làm cho người ta đau đầu mà Triệu Xuân Diệu tức giận nói. Lạc Hân cười cười, nói, Diệu, chỉ cần con thích mẹ sẽ giúp con, cho dù là cô cả của thương hội thiên nguyên mẹ cũng sẽ giúp con có được. Kỳ thật người của thương hội thiên nguyên nghĩ cô cả của họ đã chết, cũng là nhờ mẹ đã âm thâm động tay động chân. Như vậy đến lúc đó Lâm Thanh Diện bị trở thành kẻ chết thay đưa đến thương hội thiên nguyên, thì cả đời này con có thể giữ cô cả của thương hội thiên nguyên làm nô lệ. Người của thương hội thiên nguyên chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra cô cả của bọn họ hiện vẫn còn bị mẹ nhốt ở một nơi bí mật. Vậy ý của mẹ là người của thương hội thiên nguyên sẽ tin rằng Lâm Thanh Diện mới là người bắt cóc cô cả của bọn họ sao? Triệu Xuân Diệu hỏi chuyện này con cứ yên tâm thương hội thiên nguyên chỉ chụp được một bên mặt của con khi con bắt cô cả của bọn họ thôi họ dựa vào tấm ảnh đó mà tìm được nhà họ lâm chúng ta mà ngoại hình của con và lâm thanh diện lại rất giống nhau người của thương hội thiên nguyên sẽ nghĩ chuyện này là lâm thanh diện làm đến lúc đó chúng ta giao lâm thanh diện cho thương hội thiên nguyên thì cho dù lâm thanh diện phủ nhận thương hội thiên nguyên cũng sẽ cho rằng nó đang chối tội lạc hân cười nói vậy là tốt rồi có điều lâm thanh diện cũng là con của mẹ mẹ nhẫn tâm để nó thay con vào chỗ chết ư triệu xuân diệu mở miệng hỏi sắc mặt lạc hân lập tức tỏ vẻ khó chịu nói cái thằng vô dụng đó sao có thể xem là con của mẹ chứ con của mẹ chỉ có một mình con thôi còn nó là thứ nghiệt chủng mà mẹ bị ép phải sinh ra cùng với lâm tông mà thôi mẹ chưa từng xem nó là con của mình năm đó không thẳng tay giết chết nó đã xem như là chút nhân đạo cuối cùng còn sót lại dành cho nó rồi triệu xuân diệu cười khẩy nói mẹ nói cũng đúng năm xưa mẹ cũng là bị ép gả vào nhà họ Lâm, trên người tên Lâm Thanh Diện đó chảy dòng máu của nhà họ Lâm nên anh ta hoàn toàn không xứng làm con của mẹ. Con nghe nói, ở Hồng Thành anh ta bị mọi người xem như tên bỏ đi, lẽ ra năm xưa mẹ nên thẳng tay giết chết cái loại rác rời đó. Diệu, con cũng đừng nói vậy, nếu năm đó mẹ giết chết nó thì hiện tại chúng ta biết đi đâu tìm người chết thay cho con chứ. Cho dù có dựa vào thế lực của nhà họ Lâm đi nữa cũng không dễ gì dây vào thương hội thiên nguyên, con muốn có được cô cả của thương hội thiên nguyên mà không muốn bị họ để mắt tới thì chỉ có biện pháp này thôi. Lạc Hân nói, biết rồi, biết rồi. Con nhỏ thương hội thiên nguyên đã bị con nhìn chúng rồi thì ngàn vạn lần không được để cho người khác chạm vào, đợi con ra ngoài rồi, nhất định sẽ vui vẻ chơi với cô ta, Triệu Xuân Diệu mất kiên nhẫn nói. Tuy rằng thái độ của Triệu Xuân Diệu rất mất kiên nhẫn nhưng Lạc Hân hoàn toàn không ghét, không giận gì anh ta bởi trong lòng bà, Triệu Xuân Diệu chính là ông trời của bà, Mặc kệ Triệu Xuân Diệu muốn gì bà cũng đều sẽ giúp anh đạt được. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con canh chừng con nhỏ đó kỹ càng, người con gái mà con trai mẹ thích thì sao có thể để kẻ khác chạm vào chứ, Lạc Hân nói. "Mẹ, con nghe nói tên Lâm Thanh Diện đó đã cưới được vợ ở Hồng Thành, cũng vô cùng xinh đẹp, hay là mẹ cũng kêu vợ của anh ta tới đây để con được sảng khoái một phen đi?" Triệu Xuân Diệu lộ ra vẻ mặt đáng khinh. Lạc Hân gật gật đầu, mở miệng nói, "Được được được." chờ sau khi Lâm Thanh Diện đến đây và đối phó xong với bên thương hội thiên nguyên, mẹ sẽ lập tức đem vợ của Lâm Thanh Diện đến đây cho con chơi, thằng nhóc này cũng khỏe quá nhỉ. Ha ha, ai bảo con là con của mẹ chứ, Triệu Xuân Diệu xấu xa cười. chương 218, 300 tỷ, quá nhiều sao. Tại một ngân hàng ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện đi vào đại sảnh, người giám đốc sảnh thấy Lâm Thanh Diện đến, hai mắt liền sáng rỡ, vội vàng chạy tới anh lâm đến ngân hàng của chúng tôi để bàn công việc ạ à. ông có thể đến chỗ chúng tôi thật đúng là vinh hạnh giám đốc sảnh cười nói trước kia lâm thanh diện đã từng đến ngân hàng này giám đốc sảnh biết trong tay lâm thanh diện đang giữ thẻ đen của ngân hàng thế giới cho nên thái độ đối với lâm thanh diện khá là cung kính tôi đến để làm sổ tiết kiệm cho vợ lâm thanh diện nói không thành vấn đề tôi lập tức sắp xếp nhân viên riêng cho anh không cần lấy số chờ đợi giám đốc sảnh nói chờ Số tiết kiệm của tôi có lẽ hơi nhiều tiền, làm ở sảnh chắc không ổn đâu, ông hãy sắp xếp cho tôi gặp giám đốc của các ông đi, kêu anh ta tới làm giúp tôi." Lâm Thanh Diện nói. Giám đốc sảnh lập tức gật đầu, nói, "Giám đốc của chúng tôi hiện đang bận, anh có thể chờ một chút không? Tôi sẽ đưa anh tới phòng khách VIP nghỉ ngơi, chờ quản lý làm xong việc tôi sẽ lập tức gọi anh." Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo giám đốc sảnh đến phòng khách VIP. Lần này anh đến ngân hàng là vì muốn làm số tiết kiệm cho Hứa Bích Hoài, anh cứ có cảm giác chuyến đi kinh đô lần này sẽ hơi mạo hiểm, cho nên trước khi đi anh phải sắp xếp ổn thỏa để đảm bảo cho Hứa Bích Hoài, như vậy anh mới có thể an tâm. Tới phòng khách VIP Lâm Thanh Diện ngồi sofa, thấy bên trong phòng khách VIP còn có một người nữa đang đợi. Người này cao lớn vạm vỡ, mặt tròn vo, bụng phệ, trông dáng vẻ thì đại khái khoảng hơn 40. Người kia thấy Lâm Thanh Diện cũng vào phòng khách thì lập tức đánh giá anh một lượt dù sao người có thể vào phòng khách VIP đều không đơn giản nên anh ta cũng muốn nhân cơ hội này làm quen. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra người này mặc toàn quần áo rẻ tiên, trông rất tầm thường, chẳng có dáng vẻ gì của một đại gia cả. Lẽ nào là người thân của nhân viên ngân hàng nên mới có thể vào phòng khách VIP? Người đàn ông trung niên cảm thấy khả năng này đáng tin hơn, dù sao cũng không có tiền, muốn vào phòng VIP của ngân hàng, chỉ có thể cùng người trong ngân hàng có quan hệ. Anh ta đảo mắt một vòng, sau đó đi tới chỗ Lâm Thanh Diện, duỗi một tay ra, cười nói: "Chào anh, tôi tên là Phương Hưng Quý, anh cũng đến đây bàn công chuyện sao?" Lâm Thanh Diện bắt tay anh ta rồi, "Tôi tên Lâm Thanh Diện, tới chỗ này để làm sổ tiết kiệm." Phương Hưng Quý nghe được tên của Lâm Thanh Diện thì cảm giác có chút quen thuộc rồi rất nhanh nhớ ra tên của kẻ vô dụng nổi tiếng Hồng Thành. Anh ta là người nhanh mồm nhanh miệng, chẳng suy nghĩ gì nhiều đã mở miệng nói: "Lâm Thanh Diện, tên này nghe rất quen." tôi nhớ ở hồng thành cũng có một gã bất lực tên y trang vậy lâm thanh diện cũng không để ý nói gã đó là tôi phương hưng quý sửng sốt không ngờ cái tên trông nghèo nàn này lại chính là gã vô dụng tiếng tăm nổi như côn của hồng thành bảo sao trên người toàn mặc ba cái thứ rẻ tiền hóa ra chính là anh à anh bạn không ngờ tôi lại gặp người nổi tiếng của hồng thành ở đây phương hưng quý ngồi xuống cạnh lâm thanh diện anh ta thuộc tuyết người đơn giản thẳng tính những lời vừa rồi không phải là khinh thường Lâm Thanh Diện mà chẳng qua anh ta không giấu được những suy nghĩ trong lòng nên nói thành lời mà thôi. Không ngờ anh đến ngân hàng gửi tiền mà lại được đưa vào tận phòng VIP, xem ra anh cũng không đơn giản nhỉ, tôi thấy mấy lời đồn đãi bên ngoài phòng chừng đều là giả, bằng không anh cũng sẽ không xuất hiện tại phòng VIP của ngân hàng thế này, Phương Hưng Quý nói. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười không nói gì. Nếu tôi đoán không sai thì anh chắc là người thân của nhân viên ngân hàng, kỳ thật tôi thấy anh muốn gửi tiền cũng không nhất thiết là phải đến chỗ này làm gì, anh ra ngoài quê giao dịch là có thể làm rồi, cớ chi phải đến đây chờ, trừ phi số tiền mà anh gửi tương đối lớn, ví dụ như tôi, lần này đến là muốn gửi hơn 15 tỷ, thế nào, lợi hại không, nói anh nghe nhé, đây mới là lợi nhuận một năm của công ty tôi thôi, sau này số tiền tôi phải gửi nhất định còn nhiều hơn nữa. Phương Hưng Quý nói xong liền khoe với Lâm Thanh Diện rằng anh ta đã thành lập công ty riêng và kiếm được rất nhiều tiền, giờ là lúc để tự hào và anh ta thường quan hệ với những người cùng đẳng cấp nên không có cơ hội phô trương. Bây giờ gặp được Lâm Thanh Diện nên đương nhiên phải khoe mẽ một chút, dù sao tiếng tăm của Lâm Thanh Diện cũng không tốt, Phương Hưng Quý cảm thấy nhất định anh cũng không giàu có gì, vào được phòng vịp chẳng qua là dựa vào quan hệ thân thích mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe Phương Hưng Quý nói cũng cười, bảo một lần gửi 15 tỷ quả thật không ít. Phương Hưng Quý đắc ý nói, đúng vậy, năm nay tuy kiếm tiền không dễ nhưng đối với một người có đầu óc như tôi thì sẽ không vì vậy mà buồn giàu. Thanh danh của anh không tốt thì chắc chắn là không tìm được công việc ngon lành, cho nên sau này anh sẽ khó mà sống nổi. Nếu sau này anh gặp khó khăn trong cuộc sống có thể tới tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc, không dám cam đoan anh sẽ kiếm được số tiền lớn nhưng một tháng có thể kiếm được vài ba chục triệu. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, anh chàng Phương Hưng Quý tuy rằng nói chuyện thẳng tuột nhưng bản chất là người thiện lương nên cười gật đầu với anh ta. Đúng rồi, anh tính gửi bao nhiêu? Phương Hưng Quý hỏi tiếp. Cũng không nhiều lắm, Lâm Thanh Diện đáp. Bởi vì Phương Hưng Quý đã có ấn tượng từ trước với Lâm Thanh Diện nên Lâm Thanh Diện nói không nhiều lắm liền cho rằng anh cũng chẳng gửi được là bao, đồng thời còn khẳng định sẽ không nhiều hơn 15 tỷ của mình. Chỉ chốc lát sau, giám đốc làm xong công việc của mình liên tới phòng khách vip sau khi thấy Lâm Thanh Diện thì lập tức kích động, chạy tới bắt tay. Anh Lâm, đã để anh đợi lâu rồi, giám đốc nói, Phương Hưng Quý đứng bên cạnh thấy vậy liên chừng mắt, nghĩ thâm mình là người gửi 15 tỷ còn lâm thanh diện chỉ dựa vào quan hệ vậy mà gã giám đốc này lại bắt tay lâm thanh diện chứ không bắt tay mình, đúng là không phân biệt được nặng nhẹ. Anh ta cố ý đảng hắng mấy tiếng, tỏ ý giám đốc cũng nên lại đây bắt tay anh ta. Giám đốc nghe Phương Hưng Quý đảng hắng liên quay sang nhìn với vẻ mặt thắc mắc. Xin hỏi, cổ họng của anh khó chịu sao? Giám đốc hỏi phương hưng quý thấy giám đốc vẫn chưa chịu bắt tay mình thì trong lòng cũng có chút khó chịu nói thẳng không có việc gì chỉ là chờ anh tới bắt tay tôi thôi nụ cười của giám đốc tắt ngấm ông ta nói bắt tay à thôi không cần đâu bây giờ tôi đang vội đưa anh lâm đi bàn công chuyện anh cứ đợi ở đây thêm chút nữa chờ tôi giúp anh lâm làm xong việc của mình rồi tới gặp anh phương hưng quý lập tức thở phì phò tức giận quát anh có ý gì rõ ràng là tôi tới trước dự vào đâu mà phục vụ anh ta trước chứ hơn nữa hôm nay tôi đến chỗ các người để gửi 15 tỷ lận đó, nếu anh còn chậm trễ thì tôi sẽ đi gửi ở ngân hàng khác. Rất xin lỗi anh, anh Lâm là người có quyền ưu tiên cao nhất ở chỗ chúng tôi, không phải anh đến trước là được đâu. Giám đốc giải thích, Phương Hưng quý chừng mắt thâm nghĩ, còn có cả quyền ưu tiên thì quan hệ thân thích của gã Lâm Thanh Diện này đúng là cứng cựa. Lâm Thanh Diện thấy xã ạc mặt Phương Hưng quý khó chịu, liền cười nói, để anh ấy đi chung luôn, anh ấy tới trước nên hãy làm cho anh ấy trước." Giám đốc thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, đành phải gật đầu. Trong lòng Phương Hưng Quý lúc này mới thoải mái một chút, nói, "Như kỹ, tôi mới là khách hàng lớn của các người còn anh ta dựa vào quan hệ, các người phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ." Giám đốc lấy làm kỳ quái, không biết Phương Hưng Quý đang nói gì. Lâm Thanh Diện tỏ ý bảo Giám đốc đừng quan tâm những lời anh ta nói, lúc này Giám đốc mới quay đi, dẫn hai người họ đi làm thủ tục. Tới văn phòng, Lâm Thanh Diện bảo giám đốc mở tài khoản cho Phương Hưng Quý trước, giám đốc cũng không dám chậm trễ, lúc giúp Phương Hưng Quý gửi 15 tỷ trong thẻ của của anh ta vào tài khoản tiết kiệm định kỳ của ngân hàng mình, giám đốc còn nể mặt Lâm Thanh Diện mà cho Phương Hưng Quý lãi suất cao nhất. "Tôi sẽ cho anh gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhất của ngân hàng chúng tôi, với 15 tỷ anh có thể thu về hơn 600 triệu tiền lãi." giám đốc nói. "Coi như anh thức thời, tôi chính là khách hàng lớn của các anh." Anh cho tôi gửi với lãi suất cao nhất là lẽ đương nhiên, dựa vào chuyện này, tôi sẽ không đi tố cáo anh nữa, Phương Hưng Quý đắc ý nói. Giám đốc hưởng cười, ngân hàng của bọn họ không hiếm lạ gì những khách hàng như Phương Hưng Quý, dù gì thì những ông chủ công ty lớn đều đến giao dịch ở chỗ bọn họ, trong số những hợp đồng từng qua tay vị giám đốc này thì 15 tỷ cũng chẳng nhiều nhận gì. Có điều hình như thái độ của Lâm Thanh Diện đổi với Phương Hưng Quý rất tốt cho nên anh ấy cũng không dám nói gì thêm. Phương Hưng Quý đứng lên quay sang nói với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, tôi làm xong rồi, tới lượt anh đó. Thật ra như tôi đã nói, anh có thể làm ở quầy giao dịch trong sảnh, việc gì phải mất công tới tận đây chứ, anh mà đến quầy làm thì có khi bây giờ người ta đã làm xong cho anh rồi ấy. Lâm Thanh Diện cười cười, nói chỉ sợ quầy giao dịch không làm nổi nghiệp vụ này cho tôi, cho nên không thể không tới chỗ này. Sao có thể chứ, lẽ nào anh cho rằng anh cũng giống tôi, muốn gửi 15 tỷ sao đừng đùa nữa, tiếng tăm của anh thế nào tôi đều biết, sợ rằng bây giờ anh còn phải dựa vào vợ mình mới có cơm ăn ấy chứ, thật ra anh không cần phải giả dạng ta đây có tiên làm gì, trước kia tôi cũng từng vậy, mệt mỏi lắm, sống thật vẫn tốt hơn, Phương Hưng Quý ra vẻ như mình là một cố vấn về cách sống vậy. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười rồi quay lại đối diện với giám đốc. Giám đốc nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh Lâm, xin hỏi anh cần làm thủ tục gì? Tôi muốn mở một tài khoản tiền gửi tiết kiệm dưới tên của vợ tôi, Lâm Thanh Diện nói. Anh muốn gửi bao nhiêu? Giám đốc hỏi. Tạm thời gửi 300 tỷ trước, nhiều quá sợ là ngân hàng các anh sẽ quá tải, Lâm Thanh Diện nói. Phương Hưng Quý nghe Lâm Thanh Diện nói xong lập tức trừng mắt, giật mình hô lên, anh nói gì? Anh định gửi bao nhiêu? 300 tỷ, Lâm Thanh Diện đáp. Phương Hưng Quý lập tức nuốt nước bọt, nói chẳng phải vừa nãy anh nói số tiền anh muốn gửi không nhiều sao? mẹ kiếp, 300 tỷ mà còn không nhiều à? Lâm Thanh Diện nhìn Phương Hưng Quý hỏi lại một câu, 300 tỷ là nhiều quá sao? chương 219, không cần biết bao nhiêu tiền, chúng tôi đều sẽ đưa. Phương Hưng Quý liên cảm thấy giá trị của mình bị đả kích, anh ta nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khó tin, không ngờ người này lại bảo 300 tỷ chẳng là cái đinh gì, thật sự là làm cho người ta nghe xong muốn đánh người. 300 tỷ không nhiều lẽ nào 15 tỷ của tôi mới xem là nhiều sao, Lâm Thanh Diện, anh nói cho tôi biết đi, có phải anh đang giỡn với tôi không? Phương Hưng Quý nhìn Lâm Thanh Diện vẻ khó tin. Lâm Thanh Diện nhún vai, nói tôi không giỡn, tôi muốn gửi 300 tỷ. Anh không phải là tên vô dụng nước tiếng Hồng Thành Ư, anh kiếm đâu ra 300 tỷ hả? Đừng nhây nữa, Phương Hưng Quý thắc mắc. Lâm Thanh Diện cười cười, nói có lúc những chuyện anh nghe được chưa chắc là thật. Sau đó anh liền quay lại đưa thẻ đen của mình cho giám đốc nói, chuyển trực tiếp từ thẻ đi. Giám đốc cầm lấy tấm thẻ, biếu cảm trên mặt cũng có chút trịnh trọng, 300 tỷ đối với Lâm Thanh Diện mà nói có lẽ không nhiều lắm, nhưng đối với ngân hàng bọn họ thì không phải là một con số nhỏ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, giám đốc nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh Lâm, tôi đã chọn danh mục đầu tư quản lý tài sản tốt nhất cho anh. Chúng tôi sẽ sử dụng 300 tỷ của anh để lập quỹ. Anh sẽ để ai đứng tên quỹ này? lấy tên của vợ tôi đi, 300 tỷ này là tôi gửi cho cô ấy. Lâm Thanh Diện nói, giám đốc gật đầu, nói, sau khi lập quỹ xong, tôi sẽ cung cấp cho anh báo cáo hàng tháng về lãi suất của quỹ, còn lãi suất hàng tháng thì sẽ chuyển vào tài khoản của vợ anh, anh thấy sao? Được, 300 tỷ này sẽ thu về khoản bao nhiêu tiền lời? Lâm Thanh Diện hỏi, nếu quản lý quỹ tốt thì việc thu về 15 tỷ lãi suất mỗi năm cũng không thành vấn đề, giám đốc nói. Phương Hưng Quý đứng đằng sau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, lợi nhuận một năm của công ty anh ta cũng chỉ có 15 tỷ, đã vậy số tiền này còn là do anh ta quần quật cả năm trời mới kiếm được, vậy mà Lâm Thanh Diện chỉ cần gửi 300 tỷ vào ngân hàng là có thể thu về 15 tỷ tiền lời, có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Được, vậy tôi sẽ đưa số tài khoản của vợ tôi cho anh, anh hãy chuyển tiền lời hàng tháng vào thẻ của cô ấy, đúng rồi, hiện tại cô ấy đang quản lý một công ty, sau này có thể sẽ gặp những vấn đề như cần vay vốn liệu cô ấy đến đây thì có tiện không? Lâm Thanh Diện hỏi. Về chuyện này anh cứ yên tâm, có 300 tỷ tiền gửi của anh tại ngân hàng chúng tôi thì vợ anh có thể vay ở chỗ chúng tôi vô điều kiện, giám đốc nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau khi hỏi rõ lên cất thẻ đen rồi đứng dậy. Được rồi, những chuyện còn lại tôi giao cho anh làm, tôi về đây. Lâm Thanh Diện nói. Giám đốc lập tức đứng dậy cúi chào, Phương Hưng Quý thì vẫn còn sốc, mãi đến khi Lâm Thanh Diện rời đi, anh ta mới chậm rãi hoàn hồn, trong lòng hối hận lúc ấy đã không trao đổi Facebook với Lâm Thanh Diệt, một mối quan hệ tốt như vậy đã bị anh ta bỏ lỡ. Khi nãy mình còn ra vẻ nói với người ta là muốn gửi 15 tỷ, đúng là hô đồ mà, chưa biết chừng bây giờ người ta đang cười vào mặt mình cũng nên, Phương Hưng quý tự lẩm bẩm. Công ty nhà họ hứa. Hứa Bích Hoài đang ngồi trong văn phòng với rất nhiều rắc rối, hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm sau khi tiếp quản công ty, nhưng ngay ngày đầu tiên này, cô đã phát hiện ra một vấn đề không thể bỏ qua trong công ty của mình. Tiền trong tài khoản công ty không đủ để duy trì hoạt động của công ty trong một tuần, sau một tuần nếu không đủ tiền, công ty sẽ gặp khó khăn vì tài chính và công việc bị gián đoạn. Hứa trai hiệp chết tiệt, lúc còn ngồi ghế chủ tịch, rốt cuộc anh ta đã làm gì mà trong tài khoản của công ty chỉ còn lại chút tiền còm như vậy chứ, chắc chắn toàn bộ số tiền đã bị anh ta tiêu xài hết rồi, hứa bích hoài tức giận nói. Đúng lúc cô đang đau đầu vì vấn đề tài chính của công ty thì điện thoại đổ chuông, là hứa cha hiệp gọi tới. Chủ tịch hứa, cảm giác thế nào khi mới nhậm chức? Có phải rất tuyệt không? Hiện tại cả công ty đều là của cô, chẳng còn ai đối đầu với cô nữa nên cô nhất định là rất vui. Có điều không biết cô đã phát hiện ra lễ vật mà tôi để lại cho cô chưa nhỉ, hứa trai hiệp cười mỉm mai. Hứa Bích Hoài biết lễ vật mà hứa trai hiệp nói là gì nên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hứa trai hiệp, có phải anh đã lấy hết tiền trong tài khoản của công ty không? Đó là toàn bộ tiền của công ty, anh làm vậy là đang biển thủ công quỹ. Tôi khuyên anh nên trả lại tiền càng sớm càng tốt, nếu không thì anh cứ chờ văn bản của luật sư đi, hứa Bích Hoài tức giận nói. Chủ tịch hứa, cô đừng có ngậm máu phun người, tôi lấy tiền của công ty khi nào chứ? Tiền mà tôi lấy đều là khoản thu nhập mà tôi xứng đáng được nhận, giọng điệu của hứa trai hiệp nghe rất thản nhiên. Đúng là tiền của anh ta không phải lấy từ tài khoản của công ty mà là từ dự án của tập đoàn Thiên Dương, kể từ khi anh ta trở thành chủ tịch, công ty đã không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào vào tài khoản. Hứa trai hiệp, anh là thằng khốn. Hứa Bích Hoài không cam lòng mắng một câu. Nếu không đủ vốn để quay vòng thì công ty nhà họ Hứa sẽ tương đương với việc phá sản trước khi bắt đầu phát triển. Hứa Bích Hoài hiện đang là chủ tịch nên dĩ nhiên vô cùng sốt ruột vì chuyện này. Ha ha. Bây giờ mới biết tôi khốn nạn à, lúc trước khi sa thải tất cả chúng tôi, sao cô không nghĩ tới sẽ có ngày này, nói cho cô biết, đây là quả báo mà ông trời đã ban cho cô." Hứa trai hiệp lạnh lùng nói. "Anh đừng cho rằng tôi sẽ không có biện pháp, tôi sẽ tìm ra cách để quay vòng vốn." Hứa Bích Hoài nói. "Đừng có ngây thơ như vậy, với bản lĩnh nhỏ bé đó của cô thì đi đâu để kiếm tiền chứ, hiện tại công ty của nhà họ Hứa đã sắp hết giá trị rồi." tôi đã nói với các ngân hàng lớn về tình hình của công ty nhà họ hứa, nên bây giờ cô đi vay tiền, người ta cũng sẽ không cho cô vay đâu, hứa cha hiệp cười nham hiểm. Hứa Bích Hoài siết chặt nắm tay, cách duy nhất mà cô vừa nghĩ ra lúc nãy là đến ngân hàng để vay, nhưng bây giờ hành động của hứa cha hiệp chẳng khác nào cắt đứt con đường sống cuối cùng của cô. Hứa cha hiệp, lẽ nào anh thật sự muốn nhìn công ty nhà họ hứa bị phá sản sao? Hứa Bích Hoài nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa trai hiệp tạm dừng một chút, một lúc sau mới mở miệng nói, bây giờ tôi không còn là người của công ty đó nữa, nó có phá sản hay không cũng chẳng liên quan gì với tôi hết. Nhưng nếu cô không muốn công ty nhà họ hứa cứ như vậy mà phá sản thì cô có thể đến cầu xin tôi và để tôi trở lại làm chủ tịch hội đồng quản trị, khi ấy tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Anh đừng có mời bây giờ tôi sẽ đến ngân hàng, tôi không tin bọn họ không cho tôi vay. Nói xong hứa bích hoài liên cúp điện thoại, thở hốn hến cô lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy cầm lấy một số tài liệu cần thiết và đến thẳng ngân hàng vừa tới trước cổng ngân hàng hứa bích hoài đã thấy hứa trai hiệp chờ sẵn nên sắc mặt lập tức khó coi hơn hứa trai hiệp cười khẩy nhìn chằm chằm hứa bích hoài anh ta tới đây là để chế nhạo cô hứa bích hoài tôi khuyên cô đừng phí sức nữa ngân hàng không thể nào cho cô vay tiền được chỉ bằng bây giờ cô hãy van xin tôi đi chưa biết chừng tôi nổi hứng cho cô tiền đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô phải để tôi quay về làm chủ tịch, đồng thời còn phải trịnh trọng xin lỗi tôi nữa, hứa cha hiệp nói. Anh đừng có mơ, cho dù ngân hàng không cho tôi vay đi nữa thì tôi cũng thả bán đi biệt thự nhà ở chứ không bao giờ cầu xin anh, để anh quay về công ty chẳng khác nào đẩy công ty xuống vực sâu, hứa bích hoài lạnh lùng nói. Hừ, tôi thật sự muốn xem xem cô sẽ làm thế nào để đưa công ty vượt qua giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, nói cho biết, không có tôi thì công ty cũng không tồn tại nổi đâu." Hứa trai hiệp hừ một tiếng, sắc mặt cũng u ám, lạnh lùng theo. Hứa Bích Hoài không để ý tới anh ta nữa, đi thẳng vào ngân hàng. Hứa trai hiệp thấy thế cũng vội đuổi theo, anh ta muốn tận mắt chứng kiến dáng vẻ thê thảm của Hứa Bích Hoài. Giám đốc sảnh không hề biết Hứa Bích Hoài là ai nên khi nghe Hứa Bích Hoài nói muốn vay tiền liền đưa cô đến trước một quầy giao dịch. Sau khi tìm hiểu tình hình, vẻ mặt của giám đốc sảnh trở nên hơi khó xử khi nhìn hứa bích hoài, hứa cha hiệp đứng bên cạnh cười khấy, anh ta đã đoán trước rồi, ngân hàng không thể cho hứa bích hoài vay tiền được. Cô hứa này, chuyện là như vậy, tôi cũng hiểu sơ về tình hình công ty các cô rồi, tôi nghe nói tình hình kinh doanh của các cô gần đây không được lạc quan lắm, hơn nữa công ty còn bị qua tay một lần, nếu chúng tôi cho cô vay thì ngân hàng của chúng tôi cũng phải gánh vác nguy cơ rất lớn, hiện tại, tình hình kinh tế cũng không mấy khả quan, cho nên chúng tôi, giám đốc sảnh khéo léo từ chối. Công ty chúng tôi cũng không tệ như anh nghĩ đâu, anh hãy tin tôi, chỉ cần các anh cho tôi vay tiền thì công ty của chúng tôi sẽ nhanh chóng thu lại lợi nhuận, tiền nhất định cũng trả đúng hạn mà, hứa Bích Hoài có chút sốt ruột nói. Giám đốc sảnh vẫn tỏ vẻ khó xử, rõ ràng là Hoàn không muốn giúp hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài, cô cũng đừng phí sức nữa, với tình hình hiện tại của công ty nhà họ hứa thì chẳng có ngân hàng nào cho cô vay đâu, vì vậy hãy thành thật cầu xin tôi đi may ra tôi còn trừa lại cho công ty một con đường sống hứa trai hiệp đứng phía sau nói hứa bích hoài nghiến răng lúc này cô cũng không biết nên làm gì mới phải chẳng lẽ phải bán biệt thự thật sao nếu tìm lâm thanh diện có lẽ anh ấy sẽ nghĩ ra cách gì chăng ngay khi hứa bích hoài định đứng dậy đi tìm lâm thanh diện nghĩ cách thì giám đốc ngân hàng đi ra anh ta nhìn thoáng qua hướng này khi thấy hứa bích hoài liền sửng sốt khi lập tài khoản cho lâm thanh diện anh ta cũng đã từng ngó qua thông tin cá nhân của hứa bích hoài cho nên biết được dáng vẻ của cô hiện tại có thể nói hứa bích hoài chính là khách hàng lớn của ngân hàng anh ta nên hiến nhiên là anh ta không dám chậm trễ vội vàng đi sang hướng đó các anh đang giao dịch gì vậy tại sao không mời khách hàng vào phòng vip giám đốc trực tiếp chất vấn giám đốc sảnh một câu giám đốc sảnh thấy giám đốc đến đây vội vàng nói cô ấy là người của công ty nhà họ hứa hiện tại tài chính của công ty họ đang rơi vào tình trạng cấp bách, muốn vay tiền của ngân hàng chúng ta, tuy nhiên, lợi nhuận gần đây của công ty nhà họ hứa không mấy lạc quan, vì vậy tôi dự định xem xét lại. Hứa trai hiệp nghĩ thầm, cho dù là giám đốc ngân hàng đến đây thì cũng không thể cho hứa bích hoài vay, chưa biết chừng còn chế nhạo hứa bích hoài vài câu cũng nên, cho nên anh ta không thèm để ý đến người giám đốc đó. Tuy nhiên, điều anh ta không ngờ là sau khi nghe giám đốc sảnh trình bày xong, giám đốc ngân hàng liền nói, ai bảo chúng ta sẽ xem xét lại hả, sau này chỉ cần là cô hứa đến vai tiên thì mặc kệ là bao nhiêu chúng ta cũng sẽ đưa, chỉ cần không vượt quá 300 tỷ là được. Hứa Bích Hoài nghe xong lời giám đốc, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nói, giám đốc, tôi không cần vay nhiều như vậy đâu, tôi chỉ cần 90 tỷ là đủ rồi, chương 220, không phải nơi các anh có thể tùy tiện dở thói ngang ngược. Không có vấn đề gì hết, xin mời theo tôi đến phòng khách VIP ạ, à. giám đốc cực kỳ cung kính nói với hứa Bích Hoài. Giám đốc sảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, anh ta không ngờ giám đốc của bọn họ lại nói rằng mặc kệ bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẽ cho hứa Bích Hoài vay. Giám đốc, tình trạng ngân hàng của bọn họ dạo gần đây rất không ổn, anh có cần suy nghĩ lại không? Giám đốc sảnh nói với giám đốc. Giám đốc trừng mắt nhìn anh nói, sau này nếu như anh còn dám nói mấy câu như thế này nữa thì anh quay về làm nhân viên ký quỹ đi, cô hứa là khách hàng quan trọng của ngân hàng chúng ta, sau này chỉ cần cô ấy đến ngân hàng của chúng ta làm nghiệp vụ, đều phải dẫn cô ấy đến phòng khách VIP, có biết chưa? Giám đốc sảnh nghe vậy sợ hãi gật đầu lia lịa nói, tôi biết rồi, biết rồi. Hứa trai hiệp khó hiểu nhìn giám đốc nói, công ty của cô ta sắp phá sản rồi, bây giờ anh cho cô ta vay, đến lúc đó chị e là tiền vốn cũng không thu hồi lại được. Thưa anh, cô hứa là khách hàng quan trọng của ngân hàng chúng tôi, cho dù có nguy hiểm thì ngân hàng của chúng tôi cũng sẽ cho cô ấy vay, xin anh đừng đứng đây bắn tiếng đe dọa nữa, giám đốc lạnh nhạt nói với Hứa trai hiệp. Vì sao? Sao cô ấy lại trở thành khách hàng quan trọng của ngân hàng các anh chứ? Hứa trai hiệp lại hỏi. Chuyện này tôi không thể nói cho anh biết, xin anh đừng đứng đây cản trở tôi xử lý hồ sơ cho vay giúp cô Hứa nữa, giám đốc đẩy Hứa trai hiệp ra, dẫn theo Hứa Bích Hoài đi vào phòng khách VIP. Hứa Bích Hoài nghiêng đầu nhìn hứa trai hiệp cười nói, không cần phải xin cậu, tôi vẫn có thể tiếp tục phát triển công ty, mộng đẹp của cậu lại phải tan biến lần nữa rồi. Hứa trai hiệp lập tức nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng hứa Bích Hoài, trong lòng cực kỳ oán hận. Chị bớt đắc ý đi, cho dù tôi không về công ty được thì trong tay tôi cũng còn không ít tiền, đống tiền này cũng đủ làm tôi tiêu giao sung sướng một đời rồi, ông đây mới không thèm loi hứa trai hiệp mắng xong rồi lập tức bước ra khỏi ngân hàng đứng trên đường phố hứa trai hiệp nhớ đến những lời hứa bích hoài nói với anh trong ngân hàng trong lòng lại thức điên lúc này điện thoại của anh reo lên anh cầm ra xem thì thấy là tin nhắn của ngân hàng tài khoản ngân hàng của quy khách có nguy hiểm tiềm tàng tạm thời bị đóng băng hứa trai hiệp lập tức đờ ra miệng há to đến mức có thể nuốt được một cái trứng gà đệt là ai đã đóng băng tài khoản ngân hàng của ông đây ngay lúc này lại có hai người mặc quần áo cảnh sát chạy lại gần hứa trai hiệp, chỉ trong chớp mắt đã bao vây anh ta lại. Hứa trai hiệp hơi hoảng loạn nhìn những người này, ấp úng nói các các anh là ai? Muốn làm gì? Người dẫn đội bước đến trước mặt hứa trai hiệp, đưa thẻ cảnh sát cho anh xem rồi nói, chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh từ tiện tham ô tài sản công ty người khác, mời anh đi theo chúng tôi. Những người đó cũng không cho hứa trai hiệp có cơ hội giải thích, lập tức bắt lấy anh dẫn lên một chiếc xe đậu ven đường hứa trai hiệp cực lực phản kháng nhưng anh ta làm sao là đối thủ của những người này được thấy anh ta phản kháng người ta liền lập tức ra tay một đám người ấn đầu hứa trai hiệp lên trên nóc xe đập một trận ra trò chỉ một lúc sau anh lập tức ngoan ngoãn hứa bích hoài đây đều là do chị làm hại chị chờ đó đi tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu hứa trai hiệp tức giận hét lên nhưng mà hứa bích hoài cũng không biết anh đang gặp phải chuyện gì cho dù có biết thì chắc là cũng sẽ không có chút thương xót nào sân bay Hồng Thành. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau bước vào sân bay, hôm nay là ngày Lâm Thanh Diện quay về Kinh Đô, Hứa Bích Hoài rất lưu luyến Lâm Thanh Diện cho nên đã đến sân bay Tiến Anh. Lâm Thanh Diện đã xóa sạch hết tất cả tai họa ngâm bên cạnh Hứa Bích Hoài rồi, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến Hứa Bích Hoài nữa. Anh cũng dặn dò hai người Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên rồi, trong khoảng thời gian anh không ở Hồng Thành, bọn họ sẽ phụ trách chăm lo sự an toàn cho Hứa Bích Hoài tiến đến đây được rồi, không cần vào cùng anh đâu, em cứ yên tâm, chờ xử lý xong chuyện bên đó rồi anh sẽ lập tức quay về, Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài gật đầu, trong mắt vẫn đầy lưu luyến, cô do dự một lúc rồi bước lên một bước, ôm lấy cổ Lâm Thanh Diện, hôn anh. Lâm Thanh Diện bị nụ hôn bất ngờ này làm cho giật mình, anh phải mất vài giây mới lấy lại tinh thân, sau đó nhanh chóng ôm lấy eo hứa Bích Hoài trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Người xung quanh thấy cảnh này đều cực kỳ hâm mộ, đương nhiên cũng có không ít cấu độc thân oán than vang trời, tức giận bọn họ đến tận sân bay rồi còn sâu ân ái. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Diện mới lưu luyến không nỡ buông hứa bích hoài ra, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Hứa bích hoài ghé sát vào tai Lâm Thanh Diện, mặt mày đỏ bừng nói, lần này đợi anh về, em nghĩ chúng ta cũng nên có con rồi. Cơ thể Lâm Thanh Diện lập tức cứng đờ, thân hình như đang bay bóng, hứa bích hoài lại nói chờ anh về là có thể có con, Chuyện này đối với Lâm Thanh Diện mà nói đúng là một cám dỗ rất lớn. Xem ra lần đi kinh đô này phải nhanh chóng giải quyết xong công việc mới được, chỉ cần lấy được lá thư do ba để lại thì anh lập tức chạy về Hồng Thành ngay. Cuối cùng, Lâm Thanh Diện bước vào sân bay, Hứa Bích Hoài đứng bên ngoài nhìn theo một lúc lâu rồi mới rời khỏi nơi này. Trong đại sảnh chờ chuyến bay, Lâm Thanh Diện ngồi xuống ghế chờ soát vé. Lúc này có một cô gái bước đến ngồi đối diện Lâm Thanh Diện. Gương mặt cô gái này trông khá dễ thương, dáng người rất đẹp, mặc một chiếc váy xếp ly, đôi chân dài xinh đẹp động lòng người. Cô gái này tên là Trình Nhược Tâm, là người Kinh Đô, lần này đến Hồng Thành để du lịch, hôm nay đặt vé máy bay bay về Kinh Đô, nhìn qua thì chắc là đi cùng chuyến bay với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chẳng Trình Nhược Tâm, thấy trong tay cô đang cầm một bịch sờ nách khoai tây thì Lâm Thanh Diện mới nhớ ra anh còn chưa ăn cơm chưa, có hơi đói bụng. Trình Nhược Tâm thấy Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm cô, lập tức trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à, đồ nhà quê. Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không tức giận, Trình Nhược Tâm có phải là gái đẹp không anh cũng không quan tâm, chỉ là anh rất muốn ăn miếng sờ nách khoai tây trong tay Trình Nhược Tâm. Trình Nhược Tâm thấy Lâm Thanh Diện không để ý đến cô thì chủ động ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Diện, sau đó đưa bịch sờ nách của mình cho Lâm Thanh Diện nói, thấy anh cũng thành thật, chắc là đói bụng đúng không. Cho anh ăn chút đó, anh cũng đừng có mơ mộng viển vông với tôi, tôi chỉ thấy anh tội nghiệp thôi, nhìn cách anh ăn mặc là biết ngay anh nghèo rồi, tôi chịu không nổi. Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, thò tay lấy vài miếng khoai tây ra, bỏ vào miệng. Anh là người hồng thành hả, trình nhược tâm hỏi, cô là một người hòa đồng, hơn nữa cũng không thích ở một mình, lần này đi du lịch mốt mình đã làm cô biết thế nào gọi là thật sự cô đơn nên dù không thích lâm thanh diện nhưng sự buồn tẻ ấy cũng đủ để cô nói chuyện với lâm thanh diện vài câu lâm thanh diện gật đầu rồi hỏi ngược lại cô cũng vậy à tôi không phải tôi là người kinh đô lần này đến hồng thành du lịch không phải tôi nói chứ hồng thành các anh chẳng có gì vui cả tôi ở đây vài ngày rồi mà chẳng thấy gì thú vị chuyện duy nhất làm tôi thấy mắc cười là hồng thành các anh có một tên vô dụng tên lâm thanh diện một người có thể vô dụng đến mức nguyên cái thành phố ai cũng biết cũng khá lợi hại anh chắc là cũng đã nghe nói qua người này rồi đúng không trình nhược tâm hỏi lâm thanh diện bất đắc dĩ thở dài sao anh lại thở dài trình nhược tâm khó hiểu hỏi tôi chính là lâm thanh diện lâm thanh diện đáp trình nhược tâm sửng sốt sau đó lại cười ha ha nói má ơi trùng hợp đến vậy sao anh chính là tên vô dụng tôi vừa nói đó hả không biết là xui hay may đây không ngờ lại gặp anh ở đây lâm thanh diện cạn lời nhìn cô nói tôi là lâm thanh diện nhưng mà tôi không phải tên vô dụng. Anh cũng đừng có cái chày cái cối nữa, chuyện của anh đã truyền khắp hồng thành rồi, lần này tôi đến đây chuyện duy nhất có thể nhớ được là chuyện về anh đó, tôi còn kể lại cho bạn tôi nghe nữa, họ nghe xong cũng lấy làm lạ, nếu tôi nói với mấy cô ấy là tôi chạm mặt anh ở sân bay chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy rất buồn cười đó." Trình Nhược Tâm cười nói. Lâm Thanh Diện không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa nên im lặng. Trình Nhược Tâm thấy Lâm Thanh Diện không nói gì thì khinh thường bĩu môi nói thầm chật, còn không cho người ta nói, nếu không muốn bị người ta nói thì làm chuyện gì cho ra hồn đi, bản thân mình không có bản lĩnh lại còn đi trách ngược lại người khác. Không lâu sau đã đến giờ soát vé, Lâm Thanh Diện đi thẳng đến cổng soát vé, sau khi soát vé xong thì lên máy bay. Anh ngồi xuống chỗ của mình, Trình Nhược Tâm cũng nhanh chóng bước lại đây, không ngờ chỗ ngồi của cô lại ở kế bên Lâm Thanh Diện. Sao tôi lại xui thế này? chỗ ngồi ngay cạnh anh, đừng nói là vì anh thèm muốn nhan sắc của tôi cho nên mới cố ý bám đuôi tôi đó nha. Trình Nhược Tâm ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Diện, trừng to mắt nói. Tôi không có nhàm chán đến mức đó, Lâm Thanh Diện nói. Chật, ai mà biết có thật không chứ, loại người như anh lòng dạ đen tối cũng là chuyện bình thường, đúng là xui xẻo khi ngồi cạnh anh, suốt chặng bay tôi lại phải lo lắng để phòng nữa. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà tái máy tay chân, nếu không chờ đến kinh đô rồi tôi sẽ lập tức gọi người đến xử đẹp anh, trình nhược tâm nghỉ ngờ vô căn cứ. Lâm Thanh Diện cảm thấy cô đúng là tranh cãi vô lý nên không để ý đến cô nữa, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, lại có hai người nước ngoài lên máy bay, cơ thể hai người nước ngoài đó đều rất cao to, trên cánh tay còn có cơ bắp, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất điển trai, hai người bọn họ vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô gái trên máy bay. Trình Nhược Tâm đương nhiên cũng bị hai người đàn ông nước ngoài điển trai này hấp dẫn, cô còn hét lên nữa. Hai người nước ngoài cũng để ý Trình Nhược Tâm, thấy cô khá xinh đẹp liên cười nhếch mép đi về hướng cô. Một trong hai người nước ngoài kia ngồi xuống cạnh Trình Nhược Tâm, mà người còn lại thì dùng chân đá vào giày lâm thanh diệt, dùng mắt ra hiệu với anh rồi chỉ vào chỗ ngồi ở phía sau. Rõ ràng là muốn bảo Lâm Thanh Diện đi xuống hàng ghế phía sau ngồi trình nhược tâm thấy vậy thì mặt mày kích động nói với lâm thanh diện anh còn đờ ra đây làm gì mau chạy xuống phía sau ngồi đi tôi muốn ngồi cùng với anh đẹp trai này lâm thanh diện cũng không nói tiếng nào trực tiếp đứng dậy ngồi xuống vị trí phía sau người nước ngoài kia thấy lâm thanh diện nghe lời như thế trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường dùng tiếng anh nói đúng là đồ chết nhát tuy lâm thanh diện nghe hiếu người nước ngoài kia nói gì nhưng cũng không định so đo với anh ta bây giờ anh đang nghĩ về ba của anh lần này quay về nếu như thật sự có thể xem được bức thư ba để lại thì nói không chừng còn có thể phát hiện ra manh mối gì đó lạc tâm nói ba của anh chưa chết chỉ bị mất tích thôi nếu thật vậy thì lâm thanh diện sẽ nghĩ cách tìm được ba của anh dù sao trên đời này trừ hứa bích hoài ra thì lâm thanh diện cũng chỉ còn lại ba là người thân mà thôi còn mẹ của anh từ lúc bị đuối ra khỏi nhà họ lâm thì anh cũng đã cắt đứt quan hệ với bà rồi hổ dữ còn không ăn thịt con lạc hân lại nhẫn tâm với anh như thế sao Lâm Thanh Diện có thể nhận bà là mẹ được chứ? Trước khi máy bay cất cánh, Trình Nhược Tâm đột nhiên hét lên rồi đứng bật dậy, mặt mày tức giận nhìn người nước ngoài đang ngồi cạnh cô, mắng chửi tay của anh sờ đi đâu đó. Anh đừng tưởng là tôi thấy anh đẹp trai thì anh có thể thích làm gì thì làm với tôi, thật không ngờ anh lại đề tiện đến như vậy. Người nước ngoài cũng nghe hiểu được một số câu tiếng Việt, thấy Trình Nhược Tâm dám ở trước mặt tất cả mọi người trong máy bay mà măng chửi anh ta nên lập tức dùng vài câu tiếng anh mắng chửi cô là gái điếm, easy girl. Trình Nhược Tâm tức giận, cô đúng là thích trai đẹp đó, nhưng mà cô không phải là loại người tùy tiện, vậy mà tên người nước ngoài này lại dám mắng cô là gái điểm, chuyện này cô không thể nhịn được nữa. Anh biến về chỗ ngồi của mình đi, tôi không muốn ngồi cạnh anh, Trình Nhược Tâm nói. Lúc này tiếp viên hàng không đã đến muốn giải quyết mâu thuẫn của bọn họ, nhưng mà người nước ngoài kia lại hỉ vào bản thân là người nước ngoài cho nên khinh thường tất cả mọi người trên máy bay, liên tục măng chửi những câu từ tục tiếu, thậm chí còn nói tất cả mọi người trên máy bay này là heo. Lúc này Lâm Thanh Diện đứng dậy, anh bước đến trước mặt người nước ngoài kia, lạnh lùng nói biến về chỗ ngồi của anh đi. Trình nhược tâm thấy Lâm Thanh Diện đứng ra vì cô nhưng không hề biết ơn, dù sao cô cũng đã biết Lâm Thanh Diện chính là tên vô dụng nổi tiếng ở Hồng Thanh cho dù anh có đứng ra thì cũng không thể nào chống lại được tên người nước ngoài cao to cường tráng này. Anh đừng có dính vào chuyện này, anh ta cao to như vậy, anh lấy đâu ra can đảm khiêu khích anh ta vậy, mau về chỗ đi, trình nhược tâm hô. Nhưng Lâm Thanh Diện không nghe lời trình nhược tâm, coi như là vì hai miếng snack nách khoai tây của cô đi, Lâm Thanh Diện tuyệt đối không cho phép mấy người nước ngoài kiêu ngạo ở đây. Huống chi đang trên đất nước C, sao lại có thể để cho hai người nước ngoài dở thói ngang ngược được? Người trên máy bay thấy thể hình của Lâm Thanh Diện và hai người kia chênh lệch quá xa, cũng không có ôm hy vọng gì với Lâm Thanh Diện cả. Lúc này người nước ngoài đã mất kiên nhẫn, vươn tay về phía Lâm Thanh Diện định đẩy ngã anh nhưng Lâm Thanh Diện đã bóp chặt lấy cổ tay của anh ta, sau đó vặn mạnh, một người nước ngoài cao gần 1m9 lập tức quay một vòng sau đó ngã xuống lối đi. Biến về chỗ ngồi của anh đi, nếu không tôi sẽ lập tức quăng anh ra khỏi máy bay, nước C không phải là nơi anh tùy tiện dở thói ngang ngược audio điện tử võ tấn bền. chương 221, đã đến Kinh Đô. Người trên máy bay thấy cảnh này cũng sợ đơ ra, bọn họ không ngờ rằng Lâm Thanh Diện lại có thể nhẹ nhàng đánh ngã người nước ngoài kia như vậy. Trình Nhược Tâm cũng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi mà nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện. Đây thật sự là tên vô dụng nổi tiếng khắp hồng thành sao. Lúc người nước ngoài kia tái máy tay chân với cô, chỉ có mình anh chịu đứng ra giúp cô, hơn nữa còn dạy cho tên nước ngoài này một bài học, cô thật sự không thể tưởng tượng được lâm thanh diện đứng trước mặt cô và tên vô dụng kia là cùng một người người nước ngoài đi cùng thấy vậy cũng lập tức đứng dậy dùng tiếng anh mắng lâm thanh diện còn vươn tay đẩy anh lâm thanh diện túm người đó lại dùng lực một chút cũng đẩy anh ta ngã xuống đất theo anh dùng sức rất thuần thục tuy rằng từ ngoài nhìn vào thì không rõ là anh đã dùng bao nhiêu sức nhưng trên thực tế thì cánh tay của hai người nước ngoài đã bị chật khớp hai người té lăn quay ra đất đau đến không bỏ dậy được người xung quanh châm trô khen ngợi, rối rít vỗ tay cho Lâm Thanh Diện. Tôi phải khiếu nại anh, tôi được đất nước của anh bảo vệ, các anh phải đối xử tốt với chúng tôi. Người nước ngoài trêu gẹo trình nhược tâm cố nhịn đau dùng tiếng Việt bập bẹ nói với Lâm Thanh Diện. Lúc này cơ trưởng đã đi đến, sau khi hiểu khái quát tình hình, lại thấy hai người nước ngoài này kiêu ngạo như vậy, lập tức dùng tiếng Anh nói thẳng, xin lỗi, hai anh làm trễ thời gian cất cánh của máy bay chúng tôi, hơn nữa tôi nghi ngờ hai anh là phân tử phạm pháp bây giờ tôi yêu cầu hai anh xuống máy bay phối hợp điều tra nói xong nhân viên trên máy bay nhanh chóng chạy lại kéo hai người nước ngoài xuống máy bay người trên máy bay đều hoan hô khen ngợi cơ trưởng quyết định rất đúng cơ trưởng nói thêm vài câu rồi kêu mọi người đi chuẩn bị sau khi điều chỉnh xong thì máy bay sẽ cất cánh còn hai người nước ngoài kia vẫn nên ngoan ngoãn ngồi ở hồng thành chờ điều tra vài ngày đi sau khi giải quyết xong mọi chuyện Lâm Thanh Diện lại xuống cạnh Trình Nhược Tâm. Trình Nhược Tâm mặt mày kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi, anh thật sự là tên vô dụng kia sao? Có phải anh cố ý gạt tôi, giỡn chơi với tôi không? Tôi giỡn chơi với cô làm gì?" Lâm Thanh Diện cười nói. "Vậy sao anh lợi hại đến mức đánh ngã được hai tên người nước ngoài kia một cách nhẹ nhàng như vậy?" Trình Nhược Tâm tròn xoe mắt nói. "Có lẽ là vì tôi khỏe hơn, thật ra bọn họ cũng chỉ thấy cao to vậy thôi chứ cơ bắp toàn để trưng cho đẹp." nếu không bọn họ không thể nào yếu hơn cả một người suốt ngày làm việc nhà như tôi lâm thanh diện tùy ý nói dối hả anh khỏe như thế là vì làm việc nhà mà ra à vậy bình thường anh phải làm bao nhiêu việc nhà trình nhược tâm ngây thơ tin anh lâm thanh diện cười nói việc nhà có thể khiến cho cả hồng thành đều biết tiếng tăm của tôi đương nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi trình nhược tâm lập tức bất nhiệt tình với lâm thanh diện ngay cô còn đang tưởng rằng lâm thanh diện là một người rất tài giỏi tự nhận là tên vô dụng nổi tiếng hông thành cũng chỉ nói giỡn. Bây giờ xem ra Lâm Thanh Diện cũng không có nói giỡn với cô, anh chính là tên Lâm Thanh Diện vô dụng kia, chẳng qua là vì làm việc nhà nhiều nên mới khỏe mà thôi. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh, trình nhược tâm nói. Tôi cũng nể mặt cô đã mời tôi ăn snack khoai tây nên mới giúp cô thôi, Lâm Thanh Diện cười trả lời. Chật, đúng là cho anh thì ánh sáng anh đã rực rỡ, tôi cũng chỉ nói khách sáo với anh mà anh còn đắc ý. Anh cũng đã nói hai tên kia cũng chỉ được mẻ ngoài cao to mà thôi, thật ra bên trong không có gì, anh không đứng ra giúp tôi thì cũng sẽ có người khác đứng ra, đừng có ở đây ra vẻ như giúp tôi chuyện gì to tát lắm." Trình Nhược Tâm nói xong, lập tức quay đầu qua, không hề nhìn Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, không ngờ Trình Nhược Tâm thật sự tin rằng hai người nước ngoài kia là hai tên vô dụng thật sự. Nhưng mà anh cũng không so đo, ngồi trên ghế nhắm mắt lại chờ máy bay cất cánh lúc gần đến chiều, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Kinh Đô. Lâm Thanh Diện bước xuống máy bay, thấy nắng chiều chó trang ở Kinh Đô, trong lòng rất cảm thán. Không ngờ rằng mấy năm sau anh lại về nơi này, chẳng qua cảnh còn người mất, Kinh Đô vẫn là Kinh Đô kia, chỉ là thiếu niên ở Điền Trung năm đó đã trở thành một sát thủ câm vũ khí sát bén giết chết hết tất cả những tà mà ngoại đạo dám cản trước mặt anh. Bước ra khỏi sân bay, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho Lạc Tâm, nói anh đã đến Kinh Đô rồi lạc tâm nói sẽ lập tức cho người đến sân bay đón anh nhưng lại bị lâm thanh diện từ chối lâm thanh diện muốn đi dạo một mình trên đường phố kinh đô cho nên dặn lạc tâm cho người đến đón anh trễ một chút bên ngoài sân bay lâm thanh diện tính tìm chỗ nào đó ăn uống mấy năm rồi không về anh đúng là có hơi nhớ nơi này ngay lúc này sau lưng anh vang lên giọng nói của trình nhược tâm lâm thanh diện tôi còn chưa hỏi anh đến kinh đô này làm gì nữa anh cũng đừng nói với tôi là anh đến kinh đô để làm việc nhà đó lâm thanh diện quay người lại cười trả lời trình nhược tâm đến xử lý một chút chuyện có gấp không trình nhược tâm hỏi không gấp vậy anh đi chơi với tôi đi bạn của tôi sẽ đến đón tôi lúc trước tôi kể cho họ nghe nhiều chuyện về anh lắm bọn họ đều rất có hứng thú về anh đều nói là muốn gặp anh ngoài đời đó nếu như anh không gấp thì đi cùng với bọn tôi đi nói xong trình nhược tâm lại vẫy vẫy tay với mấy người nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa mấy người kia lập tức chạy đến người này là lâm thanh diện là tên vô dụng nổi tiếng ở hồng thành đó anh ấy đã đồng ý đi chơi cùng với chúng ta rồi trình nhược tâm nói lâm thanh diện cạn lời từ nãy đến giờ anh chưa hề mở miệng đồng ý sẽ đi chơi cùng với bọn họ cái cô trình nhược tâm này thích tự ý ra quyết định thay người khác quá rồi người này là tên vô dụng nổi tiếng kia đó hả nhìn không giống lắm đúng là hay thật, vô dụng đến mức có thể nổi tiếng khắp thành phố, đúng là phải làm quen mới được. Nhóm người này nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện như là nhìn mấy con thú trong sở thú vậy. Lúc này một người đàn ông dân đầu nhóm người đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, vươn tay với anh rồi cười nói, Xin chào, tôi tên Triệu Vân Tùng, là con trai của ông chủ khách sạn Thanh Phong Tứ Quý. Hôm nay bọn tôi đến để đón Trình Nhược Tâm, nếu như anh đã quen biết với Trình Nhược Tâm rồi thì chúng ta đi chơi chung với nhau đi. Anh chàng Triệu Vân Tùng này là một người đàn ông vô cùng tự cao, bình thường thích khoe khoang sự giàu sang và các mối quan hệ của bản thân với người khác. Dạo gần đây anh ta đang theo đuổi Trình Nhược Tâm, đang suy nghĩ không biết phải thể hiện bản thân như thế nào thì lại gặp phải Lâm Thanh Diện. Bây giờ anh ta đang cần một người đổi lập để làm nổi bật sự ưu tú của mình, Lâm Thanh Diện là một tên vô dụng nổi tiếng, anh chính là sự chọn lựa tốt nhất để làm anh ta nổi bật. Lâm Thanh Diện từng nghe qua khách sạn Thanh Phong Tứ Quý nó cũng khá nổi tiếng ở Kinh Đô, thấy mấy người bọn họ đều muốn anh đi chơi cùng với họ, anh cũng không tiện từ chối nên trả lời cũng được. Lúc này có một cô gái mặc áo hai dây trang điểm rất đậm đứng bên cạnh Triệu Vân Tùng khinh thường bĩu môi, dẫn tên vô dụng như anh ta theo chơi làm gì chứ, loại người này làm gì có tư cách chơi với chúng ta. Ai ra, tiểu Mỹ đừng nói vậy mà, ở trên máy bay anh ta còn từng giúp đỡ tới đó, dẫn anh ta đi chơi một chút cũng đâu có sao, anh ta ở Hồng Thành ngày nào cũng phải làm việc nhà, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được một lần, chắc cũng không có tiền bạc để chơi bởi gì. Chúng ta hãy dẫn anh ta đi chơi cho thỏa thích. Trình Nhược Tâm nói. Nói đúng đó, anh ta không có tiền cũng không sao hết. Tôi có là được rồi, đi thôi. Chúng ta đi karaoke đi, lại gọi thêm vài món trong cây TV ăn. Tuy rằng giá hơi đắt một chút nhưng mà đối với tôi mà nói cũng chẳng là gì. Triệu Vân Tùng cũng nói theo. Ông chủ triệu rộng rãi nha. Những người xung quanh bắt đầu khen ngợi Triệu Vân Tùng trên mặt Triệu Vân Tùng cũng cực kỳ đắc ý. Chật, dù sao thì tôi cũng không muốn đi cùng với một tên nhà quê như thế này, mất mặt tiểu Mỹ lầm bầm. Nhóm người ra khỏi sân bay rồi đi thẳng đến cây TV Triệu Vân Tùng đã đặt trước. Cây TV Quân Hào là nơi ăn chơi nổi tiếng ở khu vực thành Tây của Kinh Đô, nơi này nổi tiếng cũng không phải vì chất lượng phục vụ ở đây tốt, mà là bởi vì cây TV này do một đại ca nổi tiếng ở thành Tây mở, là địa bàn của Trương Quân Hào rất nhiều người đến nơi này cũng không phải vì ca hát mà là vì muốn gặp được Trương Quân Hào, chỉ cần có thể có được chút quan hệ với Trương Quân Hào thì sau này làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Ông chủ triệu tuyệt thật đấy, không ngờ lại dẫn bọn này đến cây TV Quân Hào, xem ra dạo gần đây khách sạn của nhà anh kinh doanh không tệ nha. Tôi nghe nói muốn đặt phòng bao ở chỗ này nếu như không có chút quan hệ với Trương Quân Hào thì sẽ không đặt được đâu, một cậu trai nói. Triệu Vân Tùng lập tức mặt mày kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng lại nói, đâu có đâu có, cũng chỉ từng ăn cơm với anh Quân Hào vài lần mà thôi. Người xung quanh đều nhìn Triệu Vân Tùng bằng ánh mắt hâm mộ, có thể ăn cơm cùng với Trương Quân Hào đã là một chuyện rất tuyệt vời rồi. Trương Quân Hào sao, xem ra cái cậu nhân viên phục vụ làm việc ở nhà họ lâm năm nào bây giờ cũng đã lăn lộn đến trình độ này, mấy năm nay tôi không ở đây. Kinh Đô cũng đã thay đổi rất nhiều, Lâm Thanh Diện hơi cảm khái nói. Lâm Thanh Diện, lúc nãy anh nói gì đó, nhân viên phục vụ gì trình nhược tâm nhìn chằm chằm lâm thanh diện hỏi lâm thanh diện lắc đầu không có gì lâm thanh diện đừng nói là anh định tới chỗ này làm nhân viên phục vụ đó nha nói cho anh biết nhân viên phục vụ chỗ này không phải ai muốn làm là làm đâu hơn nữa ở chỗ anh sống anh còn là một tên vô dụng thì càng không thể đến chỗ này làm nhân viên phục vụ được nhưng mà nếu như anh muốn đến khách sạn nhà tôi làm nhân viên phục vụ thì tôi cũng có thể sắp xếp cho anh triệu vân tùng cười nói mọi người lại cười ầm lên. Ai ra, các cậu đừng có chọc Lâm Thanh Diện nữa, anh ta cũng khá lợi hại đó, ít nhất thì cũng rất khỏe, anh ta dù sao cũng coi như nửa bạn bè của tớ, các cậu nể mặt tớ chút đi, đừng cười nữa, trình nhược tâm nhìn không nổi nói. Nhược tâm, sao cậu lại nói chuyện thay cho tên vô dụng này chứ? Cậu đừng có nói với tớ là cậu thích cái tên vô dụng này đó nha, tiểu Mỹ đột nhiên dùng thái độ kỳ lạ nói. Cậu nói cái gì vậy, sao tớ lại thích anh ta được, tớ chỉ cảm thấy là do tớ mời anh ta đến chơi, các cậu không nên đối xử với anh ta như vậy, Trình Nhược Tâm nhanh chóng giải thích. Vậy sao, nhưng mà anh ta chỉ là một tên vô dụng, lúc trước khi cậu nhắc đến anh ta không phải cũng cười đùa vui vẻ sao, sao bây giờ lại bắt đầu nói chuyện thay cho anh ta rồi, Tiểu Mỹ hài hước nói. Triệu Vân Tùng nghe Tiểu Mỹ nói thế thấy cũng đúng, ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng có thêm chút địch ý. Ánh mắt của Nhược Tâm cũng không tệ, chắc là sẽ không thích một tên vô dụng như vậy đâu, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trước đi, Triệu Vân Tùng nói xong, trong lòng nghĩ thâm một tên vô dụng cũng xứng tranh giành trình nhược tâm với anh ta sao, chờ lát nữa anh ta phải làm nhục anh một trận mới được. Sau đó mọi người đi vào trong, Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến, cùng bọn họ bước vào trong cây tivi. mấy năm trôi qua, gương mặt của Lâm Thanh Diện cũng đã thay đổi ít nhiều, hơn nữa trước kia lúc Trương Quân Hào làm nhân viên phục vụ cũng không đủ tư cách tiếp xúc với Lâm Thanh diệt cho nên Lâm Thanh Diện cũng chưa gặp mặt Trương Quân Hào được mấy lần, cũng không biết khi Trương Quân Hào gặp lại Lâm Thanh Diện thì có còn nhận ra anh không nữa. chương 222, tôi hát không hay lắm. Vào cây TV rồi, một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ, dáng người quyến rũ, gương mặt gợi cảm lập tức tiến lên. Úi, đây không phải là anh Triệu sao, hôm nay lại ghé chơi chỗ chúng tôi à, Tôi Vân còn giữ lại phòng tốt nhất cho anh đó, người phụ nữ kia cười nói. Cảm ơn chị Vân, hôm nay tôi dẫn bạn bè đến chơi, anh Hào có ở đây không? Chị chào hỏi anh Hào giúp tôi, đợi khi nào có thời gian rảnh lại mời anh ấy đi ăn cơm, Triệu Vân tùng cười nói. Người phụ nữ được gọi là chị Vân nhìn mấy người đứng sau Triệu Vân tùng, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì hơi sững sờ. Cô làm việc ở nơi này, ngày nào cũng phải tiếp xúc với đủ loại người, cho nên mắt nhìn người cực kỳ chuẩn tuy rằng lúc nãy chỉ trong trong chớp mắt, nhưng mà cô có thể cảm nhận được trên người của người thanh niên này có một cảm giác sắc bén mà cô không thể nào bỏ qua được. Cảm giác sắc bén kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất, chị Vân cũng chỉ nhìn thấy được trong khoảnh khắc kia mà thôi, sau đó cho dù cô cứ nhìn chầm chầm lâm thanh diện thì cũng chỉ cảm thấy anh là một người bình thường. Anh Hào đang uống rượu cùng người khác ở bên trong, mấy người bạn này của anh trông quen thật đó, lúc trước chắc cũng thường xuyên đến đây chơi đúng không, nhưng mà người kia từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua nha không lẽ anh ta là con cái của gia tộc nào đó hả chị vân nhìn chằm chằm lâm thanh diện hỏi triệu vân tùng lập tức cười khinh bỉ đáp chị vân chị nghĩ nhiều quá rồi anh ta chỉ là một tên vô dụng từ nơi khác đến mà thôi ở chỗ anh ta sống anh ta là tên vô dụng nổi tiếng đó chúng tôi gặp nhau ở sân bay bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy người nào vô dụng đến mức ấy thấy rất thú vị nên dẫn anh ta theo cùng chị vân nghe triệu vân tùng nói xong thì lập tức xứng sờ không ngờ người người thanh niên khiến cô vừa nhìn đã để ý ngay lại là một người nổi tiếng vô dụng anh ta là một tên vô dụng sao tôi thấy không giống chút nào anh triệu đúng là biết nói đùa thật chị vân cười đáp chị vân tôi lừa chị làm gì chứ anh ta đúng thật là một tên vô dụng từ nơi khác đến người nhà quê thôi thấy người là không dám nói chuyện nữa triệu vân tùng giải thích mấy người tiểu mỹ cũng nói hùa theo Lúc này chị Vân mới gật đầu, nghĩ thầm lúc nãy có lẽ cô đã nhìn lầm rồi, bây giờ nhìn lại người thanh niên này cũng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa nhiều người nói anh ta như vậy mà anh ta cũng không phản bác gì, chắc là cũng chẳng có chỗ nào hơn người. Mọi người chờ một lát, tôi lập tức đi sắp xếp phòng bao cho mọi người, chị Vân nói xong thì quay người đi chuẩn bị phòng bao. Trình Nhược Tâm lấy làm lạ nhìn chằm chằm bóng lưng của chị Vân, hỏi Triệu Vân Tùng cô ta là ai vậy? Đây là lần đầu tiên cô đến đây cũng không quen biết với người phụ nữ kia, hơn nữa điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là, rõ ràng cô và Lâm Thanh Diện đều lần đầu đến nơi này, nhưng chị Vân không để ý đến cô mà lại đi chú ý đến Lâm Thanh Diện, chuyện này làm cô nghĩ mãi không ra. Cô ta là chị Vân, là người phụ nữ của Trương Quân Hào, mấy tên đàn em bên cạnh anh Hào bị thay đổi liên tục, chỉ có mình chị Vân luôn đi theo bên cạnh anh ấy, đừng có thấy cô ta chỉ là một người phụ nữ mà lầm, cô ta cực kỳ có thủ đoạn, ở chỗ này, trừ anh hào ra, người không thể chọc nhất chính là chị Vân, Triệu Vân Tùng giải thích. Trình Nhược Tâm gật đầu, lúc trước cô cũng từng nghe qua thanh danh của Trương Quân Hào nên biết người bên cạnh Trương Quân Hào cũng không dễ chọc. Rất nhanh đã có một nhân viên phục vụ bước đến dẫn bọn họ vào trong một phòng bao. Phòng bao này nhìn qua có hơi xa hoa, trong số các phòng ở cây KTV này thì nó cũng thuộc dạng tương đối tốt. Sau khi mọi người bước vào liền khen ngợi Triệu Vân Tùng dối rít nói đi chơi cùng với anh rất có mặt mũi, mặc kệ đi tới đâu cũng đều có thể hưởng thụ sự phục vụ chu đáo nhất. Triệu Vân Tùng cười đắc ý nói, đây đều là chuyện nhỏ, dù sao tôi cũng từng ăn vài bữa cơm với anh Hào, có thể hưởng thụ được chút yêu đãi cũng là chuyện đương nhiên thôi. Anh quay sang nhìn Lâm Thanh Diện nói, chắc là anh chưa bao giờ đến phòng bao nào tốt đến vậy đúng không? Hôm nay anh đi theo tôi coi như là đi đúng người rồi, chờ sau khi anh về cũng có thể khoe khoang với mấy người ở chỗ anh lâm thanh diện chỉ cười cười chứ không nói gì bước vào góc phòng ngồi xuống mọi người cũng rối rít ngồi xuống triệu vân tùng gọi rượu và đồ ăn một lúc sau mọi người đã thả lỏng người ca hát người uống rượu trình nhược tâm hát không hay cho nên cô không chạm vào micro lúc này triệu vân tùng đột nhiên bước lên chọn một bài hát bởi vì tình yêu đứng đối diện trình nhược tâm hát triệu vân tùng hát cũng không quá hay nhưng mà chính anh ta lại cảm thấy rất hay trong suy nghĩ của mình thì giọng ca của anh ta vô cùng mượt mà, hơn nữa những người xung quanh vì muốn nịnh bợ nên đều liên tục khen ngợi, làm trong lòng anh ta lại càng tự cao hơn nữa. Trình Nhược Tâm cũng biết Triệu Vân Tùng có ý với cô, nhưng mà cô cảm thấy con người Triệu Vân Tùng quá phủ phiếm, cho nên hoàn toàn không có chút hứng thú nào với anh ta cả. Bây giờ Triệu Vân Tùng lại đứng hát trước mặt cô, mọi người xung quanh còn không ngừng la hú, làm cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ triệu vân tùng hát xong còn cúi chào mọi người nữa mọi người lập tức vỗ tay khen ngợi triệu vân tùng hát hay hơn nữa còn nhốn nháo bắt anh tỏ tình với trình nhược tâm trình nhược tâm nghe thấy những người này bảo triệu vân tùng tỏ tình với mình thì sắc mặt lập tức trở nên khó xử nhanh chóng quay đầu qua nhìn lâm thanh diện nói lâm thanh diện anh cũng hát một bài đi khó khăn lắm mới đến đây được một lần không hát thì tiếc lắm triệu vân tùng thấy trình nhược tâm đổi sang đề tài khác trong lúc nhất thời cũng không tìm được cơ hội thích hợp để tỏ tình với Trình Nhược Tâm nên trong lòng cực kỳ oán hận nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy mình không thể tỏ tình được là vì Lâm Thanh Diện. "Tôi không hát đâu, tôi hát không hay lắm." Lâm Thanh Diện nói. Triệu Vân Tùng nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì lập tức hừ lạnh, nghĩ thầm mày dám phá hư cơ hội tỏ tình của ông đây, hôm nay ông nhất định phải làm cho mày mất mặt, nếu mày hát không hay thì ông đây nhất định phải bắt mày hát một bài, nếu không thì làm sao tao chế nhạo mày được chứ? Nói xong, Triệu Vân Tùng cũng cười nói, anh cũng đừng khiêm tốn, thường thì mấy người tự nhận mình hát không hay đều hát rất hay, tôi chọn cho anh một bài, anh hát bài lúc nãy tôi mới hát đi, anh chắc chắn biết hát, mau cầm micro đi, mọi người đều chờ nghe anh hát đó. Sau đó Triệu Vân Tùng lại bước qua chọn bài bởi vì tình yêu nữa. Tiểu Mỹ cũng nhét micro vào tay Lâm Thanh Diện, cô đã hiểu ý của Triệu Vân Tùng rồi, cho nên cũng muốn thấy Lâm Thanh Diện bị mất mặt. Anh mau hát đi để chúng tôi nghe thử xem tiếng hát của một tên vô dụng sẽ như thế nào từ trước đến giờ tôi còn chưa được thưởng thức bao giờ đâu tiêu mỹ nói với thái độ kỳ lạ trình nhược tâm vốn chỉ muốn mượn lâm thanh diện để rời đề tài không ngờ mọi người lại yêu cầu lâm thanh diện hát hơn nữa nhìn qua thì rõ ràng là đang chờ sau khi lâm thanh diện hát xong sẽ bắt đầu cười nhạo anh trong lòng cô có hơi áy náy nên nói nếu anh không muốn hát thì đừng hát không cần nghe lời bọn họ lâm thanh diện cười cười Cầm micro đứng dậy nói, nếu mọi người đã muốn nghe tôi hát, tôi đành bêu xấu hát vài câu vậy. Triệu Vân Tùng cười nhạo nói, anh cũng đã biết mình hát không ra gì rồi mà còn bêu xấu gì chứ, rõ ràng là làm trò hề. Tiếng nhạc vang lên, Lâm Thanh Diện hoàn toàn đảm chìm vào trong âm nhạc, đã lâu lắm rồi anh chưa ca hát, anh cũng muốn dùng tiếng ca để diễn tả một chút, chỉ tiếc là hứa Bích Hoài không ở cạnh, nếu không tặng bài hát này cho hứa Bích Hoài thì anh chắc chắn còn có thể thể hiện tốt hơn nữa. Mọi người đều cười khẩy, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, định chờ đến lúc anh vừa mở miệng ra sẽ điên cuồng chào phúng anh. Lúc này Lâm Thanh Diện cầm micro, vừa mở miệng thì một giọng hát làm người ta khoan khái cất lên nghe như tiếng nhạc trên trời. Đám người Triệu Vân Tùng vốn đang chờ chuẩn bị chào phúng Lâm Thanh Diện lập tức ngơ ngác, bọn họ kinh ngạc nhìn anh, không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể hát hay đến vậy. Trình Nhược Tâm cũng nhìn dáng vẻ đang ca hát của Lâm Thanh Diện mà đờ ra. Cô đã bị góc nghiêng của Lâm Thanh Diện hấp dẫn trong nháy mắt, hơn nữa tiếng hát động lòng người này, Trình Nhược Tâm vốn vừa mới biết yêu trong đầu đột nhiên lại nảy ra một vài suy nghĩ đặc biệt. "Mau xem thử có phải tôi đã quên tắt tiếng ca sĩ hát không?" Triệu Vân Tùng nói. Tiểu Mỹ nhanh chóng chạy qua xem, thấy chỉ mở nhạc đệm, nói cách khác, đó là giọng hát của Lâm Thanh Diện. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, có thể hát hay như vậy với hiệu ứng âm thanh của cây tivi chứng tỏ giọng hát của Lâm Thanh Diện cực kỳ hay mặt triệu vân tùng rất khó coi tuy rằng anh ta rất tự luyến cảm thấy bản thân hát rất hay nhưng sau khi nghe lâm thanh diện cất giọng thì anh ta lập tức biết giọng hát của mình không thể nào so sánh được với lâm thanh diện hơn nữa khi nhìn thấy trình nhược tâm đang nhìn chằm chằm lâm thanh diện thì trong lòng lại càng ghét hận không thể lập tức chạy cướp micro trong tay lâm thanh diện cái tên đáng chết này anh ta không phải cô dụng sao sao lại hát hay vậy chứ triệu vân tùng nghiến răng nghiến lợi nói đặc biệt khi nghĩ đến chuyện lâm thanh diện hát là do anh ta khuyến khích trong lòng lại càng hối hận một lát sau lâm thanh diện hát xong đặt micro lên bàn rồi chui vào góc ngồi tất cả mọi người đang chìm đắm trong tiếng hát của anh một lúc lâu sau vẫn chưa thoát ra được mãi đến khi nhạc đệm của bài hát tiếp theo vang lên mọi người mới lấy lại tinh thần trinh nhược tâm quay sang nhìn lâm thanh diện sao động trong mắt khó có thể che giấu được một lúc lâu sau cô mới hỏi sao anh hát hay đến vậy tôi cảm giác được trong giọng hát của anh đang ẩn giấu một người người đó nói đến đây trình nhược tâm có hơi ngược tuy rằng biết khả năng này là rất nhỏ nhưng mà cô vẫn không nhịn được liên tưởng chuyện này lên chính bản thân cô lâm thanh diện cười cười nói là vợ của tôi tôi rất yêu cô ấy trên mặt trình nhược tâm lập tức tràn đầy mất mát không biết vì sao cô rõ ràng chỉ mới quen biết lâm thanh diện được một ngày vậy mà bây giờ lại có hơi ghen rồi mãi người triệu vân tùng cũng mặt mày khó coi bọn họ vốn tưởng rằng lâm thanh diện là một tên vô dụng không ngờ lại hát hay đến vậy chuyện này không những làm bọn họ rất sốc mà còn có chút ghen ghét với lâm thanh diện một tên vô dụng dựa vào cái gì mà dám tài giỏi hơn bọn họ chứ nhưng mà sau khi chờ lâm thanh diện hát xong rồi thì không còn người nào chạy đến chào phúng anh nữa chẳng bao lâu tiểu mỹ đứng dậy nói là muốn đi wc rồi ra khỏi phòng bao mọi người tiếp tục ca hát uống rượu nhưng đã không còn náo nhiệt như lúc đầu nữa một lúc lâu sau tiểu mỹ từ bên ngoài bước vào hơn nữa còn đóng sầm cửa lại tất cả mọi người trong phòng đều quay qua nhìn cô tiểu mỹ sao vậy triệu vân tùng hỏi đừng nói nữa lúc nãy đụng chúng một tên dê xôm trong wc còn dám sờ mó tôi tôi tát cho tên đó một tát tên đó còn nói muốn cho tôi đẹp mặt tôi lập tức nói tên của anh triệu ra anh ta còn nói lát nữa sẽ dẫn người lại đây tính sổ nữa anh Triệu, anh phải giúp tôi đó, tên kia là một tên ăn chơi lưu lồng, chắc chắn không thể nào so được với anh Triệu." Triệu Vân Tùng nghe Tiểu Mỹ nói thế thì lập tức vỗ ngực nói, "Chuyện này cô yên tâm đi, giao cho tôi, mặc kệ là người nào đến tôi cũng có thể giải quyết, không giống như tên vô dụng nào đó, trừ một số kỹ năng hoa hòe loè loẹt ra thì chẳng làm được chuyện gì khác cả." Nói xong, anh còn nhìn lướt qua chỗ Lâm Thanh diện bằng ánh mắt khiêu khích. Chương 223, không thể không xen vào tivi quân hào trong một phòng bao cao cấp nhất trương quân hào đang ngồi trên sofa chị vân đang ngồi trong lòng trương quân hào dùng một tay quấn lấy cổ anh ta mặt trương quân hào gần như dí sát vào mặt chị vân luôn rồi lúc này cửa phòng bao được mở ra một người đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc trên mặt có một vết sẹo mờ đi vào người đàn ông kia mặt mày khó chịu trong ánh mắt còn mang theo chút tức giận anh ta ngồi xóm cạnh trương quân hào cầm một ly rượu lên nốc cạn Trương Quân Hào chú ý thấy phản ứng của người này thì lập tức hỏi, Cường Tử, làm sao vậy? Sao lại giận thế này? Cường Tử quay sang nhìn Trương Quân Hào, hơi ảo não nói, lúc nãy em ra WC, gặp phải một người phụ nữ ăn mặc như gái ngành, trang điểm cũng rất lắng lơ, em tưởng cô ta đi ra ngoài làm ăn cho nên mới bước lại bắt chuyện với cô ta. Lúc mới bắt đầu cô ta đã không vui, mảng em vài câu, em lập tức nói em là Trương Quân Hào, cái cô gái dâm đắng kia lập tức dính sát vô người em, còn túm tay em sờ mó lên người cô ta nữa. Em thấy chuyện này cũng coi như người tình ta nguyệt, đang định dẫn cô ta vào WC chơi một chút, ai ngờ vừa mới bước vào WC thì em lỡ mồm, sau khi cô ta biết được em không phải là anh thì lập tức tắt em, nói em cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Em nghĩ thâm, cũng đã đi ra ngoài tiếp khách rồi, còn giả bỗng ngây thơ cái quái gì chứ, nên mới nói cô ta vài câu, kết quả cô ta càng sung hơn, còn định tắt em nữa, em lập tức nắm tay cô ta định cưỡng gian luôn. Lúc này cô ta lại nói cô ta là người của Triệu Vân Tùng, nếu em dám đụng vào cô ta thì chắc chắn sẽ hổi hận, còn nói cho em biết số phòng bao, thách em có gan thì qua đó tìm cô ta nữa. Hôm nay đúng là xui thật, không ngờ lại đụng chúng chuyện này, một con đàn bà dâm đãng mà cũng dám giả bộ ngây thơ trước mặt em. Trương Quân Hào nghe Cường Tử nói xong thì quay sang nhìn chị Vân lạnh lùng nói, còn đám kiêu ngạo ở trên địa bàn của tôi, cái tên Triệu Vân Tùng này là ai? Sao nghe hơi quen tai? Triệu Vân Tùng chính là cậu chủ của khách sạn Thanh Phong Tử Quý, lúc trước từng ăn cơm với chúng ta vài lần, lúc nãy bọn họ đến chỗ chúng ta chơi, không ngờ người trong phòng bao kia lại chọc phải cường tử, chị Vân đáp. Khách sạn Thanh Phong Tứ Quý là cái thá gì chứ? Cậu chủ nhà bọn họ cũng dám chọc anh em của Trương Quân Hào tôi, hôm nay cường tử đến đây là để uống rượu cùng tôi chứ không phải đến để bọn họ khinh bỉ. Chúng ta đi qua phòng bao của họ xem, Xem thử Triệu Vân Tùng kiêu ngạo đến mức nào mà dám ngang ngược trên địa bàn của tôi, cho dù là ba cậu ta cũng không dám ăn nói với anh em của tôi như thế." Trương Quân Hào lạnh lùng nói. Trong phòng Triệu Vân Tùng, Triệu Vân Tùng đang cực kỳ đắc ý mà kể cho mọi người nghe khách sạn nhà anh ta ghê gớm đến cỡ nào, trong cái cây tivi này không có người nào mà anh không dám đụng hết. "Tiểu Mỹ yên tâm đi, chờ lát nữa cái tên dám đùa giỡn cô đến đây, tôi nhất định sẽ đập cho anh ta một trận, bắt anh ta xin lỗi cô đàng hoàng." anh ta cũng không biết tự soi gương xem bản thân là cái thá gì, lại dám đắc tội với bạn của Triệu Vân Tùng tôi, Triệu Vân Tùng nói. Tiểu Mỹ gật đầu nhìn Triệu Vân Tùng, hơi kích động nói, anh Triệu, anh đúng là quá ngâu. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng, Triệu Vân Tùng hết hồn, vội vàng quay đầu qua nhìn ra phía sau. Cường tử đờ ra bước vào, lạnh lùng hỏi, lúc nãy ai nói muốn đập cho tôi một trận đâu? Triệu Vân Tùng đánh giá cường tử, cảm thấy người này tuy rằng có hơi hung ác, nhưng mà anh cũng không hề quen biết, chắc cũng không phải người lợi hại gì, cho nên cũng không cần phải sợ. Hóa ra là anh, anh dám đùa giỡn bạn của Triệu Vân Tùng tôi, chuyện này nếu như anh không xin lỗi cô ấy, hôm nay tôi sẽ không để yên. Triệu Vân Tùng khí thế hùng hồn nói, kêu ông đây xin lỗi cô ta, mẹ nó mày mơ à, rõ ràng là con điếm thúi này quyến rũ ông, vậy mà còn kêu ông đây xin lỗi nó, bọn mà mơ à cường tử lạnh lùng nói anh đừng có ăn nói bậy bạ tôi quyến du anh khi nào anh đừng có ăn nói lung tung tiểu mỹ lập tức chối sợ cường tử nói chuyện khi đó ra dù sao nếu nói rõ ràng thì cô ta mới là người vô lý cũng không biết là đứa nào nghe nói tôi là trương quân hào thì lập tức chủ động dính lên người tôi dáng vẻ dâm đãng lúc đó đâu rồi sao giờ lại không thấy đâu nữa giờ lại giả vờ đáng thương với tôi à cường tử cười khẩy nhìn tiểu mỹ Mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn Tiểu Mỹ, cũng không ngờ rằng cô ta còn có một bộ mặt như thế nữa. Anh lừa ai chứ? Trương Quân Hào trông như thế nào tôi còn không biết sao? Anh bất đứng đây lừa gạt mọi người đi, tôi khuyên anh hãy nhanh chóng xin lỗi, nếu không chọc giận tôi thì cho dù là ông trời cũng không cứu nổi anh đâu." Triệu Vân Tùng quay sang nói với cường tử. "Không sai, anh Triệu của tôi cũng không phải là người mà ai cũng có thể trêu vào, hôm nay cho dù là ông trời cũng không cứu được anh, xin lỗi tôi nhanh lên." Tiểu Mỹ cũng nói. Ô, ông trời cũng không thể cứu được cậu ta, vậy tôi có thể cứu không? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, một đám người xông vào trong phòng bao, bao vây đám triệu vân tùng lại. Sau đó Trương Quân Hào bước vào trong phòng. Mắt mang theo sát khí nhìn chăm chằm Triệu Vân Tùng, khí thế làm người khác sợ hãi. Ngay giây phút Triệu Vân Tùng nhìn thấy Trương Quân Hào thì cơ thể lập tức run rẩy, ẩy, sau đó lo lắng đến mức không nói được chữ nào. Tiểu Mỹ cũng không biết Trương Quân Hào trông như thế nào, cứ tưởng rằng những người này là do cường tử tìm đến giúp đỡ, dựa vào thế lực của Triệu Vân Tùng thì chắc chắn có thể chống lại những người này. Anh lại là cái thá gì, dám giả ngầu ở chỗ chúng tôi, anh Triệu nhà tôi là người mà mấy tên côn đồ tép siêu như anh chọc nổi sao. Tiểu Mỹ kêu lên, mặt Triệu Vân Tùng lập tức trắng bệch, anh nhanh chóng xoay người tắt Tiểu Mỹ một bà tay rồi mắng, em mờ sao nó cô nói ai là côn đồ tép siêu hả. Đây chính là Trương Quân Hào anh Hào, tôi mà so với anh Hào thì chẳng khác nào rác rưởi cô cũng dám mắng anh Hào không dám chọc nổi tôi, cô muốn chết hả? Tiểu Mỹ ôm má, mặt mày kinh ngạc nhìn Trương Quân Hào, hoàn toàn không ngờ rằng cường tử có thể mời được Trương Quân Hào đến. Người trong phòng bao cũng hoảng sợ, những lời lúc nấy Tiểu Mỹ nói chắc chắn đã chọc Trương Quân Hào rồi, nếu Trương Quân Hào tức giận thì chỉ e là hôm nay tất cả bọn họ đều không thể đi được. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm Trương Quân Hào, Phát hiện người này đúng là cậu nhân viên phục vụ từng làm công ở nhà họ Lâm lúc trước, chẳng qua đã mấy năm trôi qua, trên người Trương Quân Hào đã có khí thế ngang ngược, đâu giống như dáng vẻ cúi đầu khom lưng với người khác hồi xưa nữa. Anh cũng không tính xía vào chuyện này, dù sao chuyện này là do Tiểu Mỹ tự mình gây ra, không liên quan gì đến anh, thái độ của những người này đối với anh cũng chẳng tốt lành gì, anh cũng không có tình thương bao la đến mức đi giúp đỡ những người từng khinh thường anh. Anh nói cái gì, anh ta anh ta là Trương Quân Hào. Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Quân Hào, tim hồi hộp đến mức sắp rớt ra ngoài. Nếu không thì sao? Triệu Vân Tùng tức giận chừng mắt nhìn Tiểu Mỹ, lúc này anh ta đã không còn tâm trạng để thể hiện, dù sao Trương Quân Hào cũng đang ở đây, lỡ mà nói sai một câu thì hôm nay anh ta cũng xong đời. Anh quay qua nhìn Trương Quân Hào, mặt mày hiện rõ sự áy náy nói, "Anh Hào, em thật sự không biết anh trai này là bạn của anh." xin anh nể mặt chúng ta từng cùng nhau ăn vài bữa cơm mà tạm tha cho cô bạn không biết điều này của tôi đi. Mặt của cậu, hôm nay cho dù là ba cậu đến thì tôi cũng không nể mặt ông ta, cường tử là anh em của tôi, cái con nhỏ đê tiện này dám đánh cậu ta, hôm nay tôi phải lấy lại sự công bằng cho cậu ta mới được, Trương Quân hào lạnh lùng nói. Tiểu Mỹ lập tức hối hận, nhanh chóng bước lên cầu xin, anh Hào, đều là do em sao, chuyện này đều là lỗi của em, em sẽ xin lỗi anh trai này, Xin anh tha cho em đi. Nếu cô đã biết chuyện này là lỗi của cô, vậy thì chắc cô cũng biết xin lỗi không có ích gì cả." Trương Quân hào nói, "Cường Tử, người này giao cho cậu xử lý, cậu muốn làm gì thì làm, tôi bảo đảm hôm nay không có ai dám cản cậu." Trên mặt Cường Tử lập tức nở một nụ cười xấu xa, có phần khinh bỉ nhìn Tiểu Mỹ nói, "Lúc nãy không phải cô không cho ông đây đụng sao, bây giờ ông đây sẽ chơi cô trước mặt bạn bè của cô, xem cô có còn dám phản kháng hay không." tiểu mỹ cực kỳ hoảng sợ theo bản năng lui về phía sau hai bước miệng liên tục xin tha đại ca em thật sự biết sai rồi anh bỏ qua cho em đi cho dù anh thật sự muốn em em cũng không có ý kiến gì nhưng mà chúng ta đừng ở chỗ này được không anh hào chuyện hôm nay thật sự chỉ là một hiểu lầm hay là xin anh hãy bỏ qua chuyện này đi em sẽ mời anh trai này đi khu massage chơi bời chúng ta đừng làm gì tiểu mỹ được không triệu vân tùng còn cảm thấy trương quân hào sẽ nể mặt anh cho nên lại mở miệng nói Trương Quân Hào nghe Triệu Vân Tùng nói, lập tức đá vào bụng anh ta mắng, hiểu lầm cái mẹ gì, hôm nay ông đến đây là để lấy lại sự công bằng cho anh em của ông, cậu tưởng mời anh em tôi đi mát xa là có thể làm anh em tôi hết giận à. Bây giờ chuyện có thể làm anh em của tôi hết giận chính là chơi con nhỏ này trước mặt các cậu, cậu đừng có đứng đây lãng phí thời gian của tôi. Triệu Vân Tùng ngồi bệch dưới đất, không dám nói gì nữa. Trình nhược tâm mặt mày tức giận nhìn thấy cảnh này, Nghĩ thầm cho dù Trương Quân Hào có giỏi cỡ nào thì cũng không thể ngang ngược vô lý đến mức này, lập tức bước lên nói: "Sao anh lại có thể như thế? Tiểu Mỹ cũng đã xin lỗi các anh rồi, sao các anh còn muốn đối xử như thế với cậu ấy chứ? Hơn nữa các anh lại còn định làm chuyện đó với cậu ấy nữa, ở đây có còn pháp luật không hả?" Cường Từ cười lạnh nói: "Pháp luật? Anh Hào chính là pháp luật ở chỗ này, cô lại còn thích xen vào việc của người khác à? Tôi thấy cô cũng rất đẹp đó, không bằng hôm nay hai người các cô cùng nhau chơi với tôi đi." Trình nhược tâm lập tức thay đổi sắc mặt, không ngờ rằng cường tử lại còn để ý đến cả mình nữa, trong lòng lập tức sợ hãi. Trương quân hào nhìn chằm chằm trình nhược tâm, cười nói cô gái này còn đẹp hơn đó, không bằng cậu chơi cô ta trước đi. Cường tử cười ha ha, vẫn là anh hào hiểu em nhất, em nghe lời anh, chơi cô gái nhiễu sự thích xen vào chuyện người khác trước vậy. Triệu Vân Tùng thấy cường tử định ra tay với trình nhược tâm thì trong lòng rất sốt ruột, nhưng mà anh ta cũng không dám làm trái ý Trương Quân Hào, cho nên dù rất đau lòng vì Trình Nhược Tâm thì cuối cùng anh ta cũng không dám đứng ra nói chuyện thay cho Trình Nhược Tâm. Cường Tử bước về hướng Trình Nhược Tâm, vươn tay kéo cô lại. Trình Nhược Tâm vội vàng lùi về phía sau, hoảng hốt nói: "Anh định làm gì? Nếu anh dám có ý đồ gây rối với tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay." Cường Tử khinh thường cười nói: "Cô có gan thì cứ báo cảnh sát đi, cô xem thử xem cảnh sát có đến bắt tôi hay không." "Nhược Tâm, cậu chấp nhận số phận đi." Trên địa bàn của anh Hào, không có người nào dám làm trái ý anh ta đâu, Tiểu Mỹ có hơi bất đắc dĩ nói, cô ta đã cam chịu tình cảnh bản thân sắp gặp phải rồi. Trình Nhược Tâm nghe Tiểu Mỹ nói thế thì lập tức oán hận nhìn cô ta nói, lúc nãy tớ mới nói chuyện giúp cậu, không ngờ cậu lại đối xử với tớ như thế. Tớ cũng có bắt cậu nói chuyện giúp tớ đâu chứ, rõ ràng là do cậu tự đâm đầu vào, cậu đừng có mà trách tớ, Tiểu Mỹ lập tức cãi lại. Thấy Trình Nhược Tâm sắp sửa bị cường tử kéo đi, Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đứng dậy chắn trước mặt Trình Nhược Tâm, lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, lúc nãy cô ấy cũng không làm chuyện gì sai, nếu hôm nay các anh định đụng vào cô ấy thì tôi không thể không xen vào chuyện này. chương 224, chúng tôi không có quan hệ gì với anh ta. Cường tử nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, chửi âm lên, mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám ở chỗ này cản trở ông đây, chẳng lẽ mày không nhìn thấy anh Hào đứng ở phía sau sao? sao? mau cút ngay cho tao, ông đây muốn chơi con bé này thật thoải mái. Anh Hào thì sao chứ, có tao ở đây, hôm nay ai dám động đến cô ấy, Lâm Thanh diện khí phách nói. Anh vừa dứt lời, mọi người ở đây đều sửng sốt, không ai nghĩ đến, một tên vô dụng nổi tiếng mà lại dám khiêu chiến với Trương Quân Hào. Duy chỉ có trình nhược tâm nhìn anh với ánh mắt phức tạp, trong vòng một ngày, Lâm Thanh Diện đã hai lần đứng ra vì cô, dù trước kia cô có thành kiến với Lâm Thanh Diện, nhưng lúc này những thành kiến đó đều tan thành mây khói dù là ai e là đều sẽ có những suy nghĩ đặc biệt đối với người trong vòng một ngày hai lần đứng ra giúp mình lúc nguy cấp lúc này trình nhược tâm không chỉ cảm thấy bản thân không còn chán ghét lâm thanh diện nữa mà còn hơi có tình cảm với anh trương quân hào thấy có người cản trở cường tử cũng liếc nhìn về bên này sau khi nhìn thấy khuôn mặt của lâm thanh diện anh ta lập tức sững sờ như là nhớ tới gì đó cảm thấy lạnh cả sống lưng Sao người này, người này lại quen mặt như thế? Không phải anh ta đã rời khỏi kinh đô rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Dù năm đó Trương Quân Hào chỉ may mắn gặp Lâm Thanh Diện vài lần, nhưng anh ta vẫn nhớ rõ gương mặt của Lâm Thanh Diện. Dù giờ đây khuôn mặt Lâm Thanh Diện đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn còn những nét của năm đó. Tìm Trương Quân Hào lập tức đập mạnh, nếu quả thật là vị nhà họ Lâm đó, hôm nay e là anh ta sẽ xong đời. Mẹ kiếp mày điên rồi à? mày không nghe thấy vừa rồi anh Hào nói gì sao? Nếu hôm nay mày dám nhúng tay vào chuyện này thì mày sẽ chết không có chỗ chôn. Mày mau cút sang một bên, đừng lãng phí thời gian của bạn anh Hào. Sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, Triệu Vân Tùng vội giống lên với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện công khai khiêu khích Trương Quân Hào, một khi Trương Quân Hào nổi giận, tất cả mọi người ở đây đều sẽ gặp nạn theo. Nên dù Triệu Vân Tùng có cảm tình với Trình Nhược Tâm cũng không quan trọng nữa, vào những lúc như thế này giữ được mạng mình mới là quan trọng nhất về phần anh ta có thích trình nhược tâm hay không đã không còn ý nghĩa dù sao trình nhược tâm đã bị bạn của trương quân hào nhìn chúng e là qua tôi nay sẽ không còn là phụ nữ sạch sẽ nữa tất nhiên triệu vân tùng chán ghét phụ nữ như vậy trình nhược tâm nghe thấy lời triệu vân tùng vẻ mặt đầy tức giận nhìn anh ta mở miệng nói triệu vân tùng tôi đúng là mắt bị mù không ngờ anh lại là người như vậy vẻ mặt triệu vân tùng hơi xấu hổ nhưng chuyện đã không thể cứu vãn được nữa nên anh ta cũng không cần giả vờ nữa trình nhược tâm tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi cô không nghe thấy thằng vô dụng này vừa nói gì sao nó đang gây sự với anh hào đấy cô biết chọc giận anh hào sẽ có hậu quả khủng khiếp đến mức nào không lúc đầu hôm nay chỉ cần cô và tiểu mỹ hy sinh một chút là được rồi nhưng nó lại nhất định phải gây đến mức này nên tôi cũng bó tay triệu vân tùng giải thích nói không sai loại ngu xuẩn này lại dám coi thường anh Hào như thế, anh ta là muốn kéo chúng tôi chết theo đây mà. Anh Hào, tôi có thể để bạn anh chơi, chơi thế nào cũng được, chỉ cần qua hôm nay, anh có thể tha cho tôi là được tiểu Mỹ tiếp lời. Những người còn lại cũng bắt đầu tiếp rượu, cũng bắt đầu khuyên trình nhược tâm đi theo cường tử, chỉ cần cô hy sinh một chút, như vậy mọi người đều được cứu rồi. Lũ các người thật đáng xấu hổ, tôi đúng là đen đuổi tám kiếp mới là bạn của các người, muốn tôi hy sinh để cứu các người ư, không có cửa đâu, trình nhược tâm điên cuồng hét lên. Vẻ mặt Triệu Vân Tùng và Tiểu Mỹ đều trở nên khó coi. Mẹ mày, xem ra hai chúng mày không biết tốt xấu, đã như vậy, thì đừng trách tao không khách khí, cường tử giữ dẫn hét lên, sau đó định ra tay với Lâm Thanh Diện, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện đá ngay một đá vào người, người cường tử lập tức đổ về phía sau bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người đều biến đối, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám ra tay với cường tử dù nhìn thấy lâm thanh diện ra tay với cường tử nhưng trương quân hào cũng không để người của mình ngăn cản bây giờ anh ta còn đang xác định xem rốt cuộc người này có phải vị nhà họ lâm đó hay không nếu đúng là người đó thì dù lâm thanh diện đánh chết cường tử anh ta cũng sẽ không nói gì thấy trương quân hào không có phản ứng gì triệu vân tùng đảo mắt vội nói anh hào tên này chính là kẻ vô dụng từ nơi khác đến ở đó anh ta nổi tiếng hèn nhát có lẽ vì đầu óc có bệnh chúng tôi không quen biết anh ta là anh ta mặt dày nhất định phải cùng đến ca hát với chúng tôi nên chuyện anh ta làm không hề liên quan đến chúng tôi anh hào tuyệt đối không nên để anh ta liên lụy chúng tôi đúng vậy anh hào anh ta không có bất cứ quan hệ gì với chúng tôi anh tuyệt đối đừng vì anh ta mà trách tội chúng tôi không sai anh hào tất cả chuyện anh a làm đều không liên quan gì tới chúng tôi chúng tôi căn bản không quen anh a những người còn lại cũng nhao nhao tiếp rượu lúc này cường tử từ dưới đất bò dậy nén đau nhìn trương quân hào mở miệng nói anh hào anh còn đứng ngây ra đó làm gì thằng nhãi này cũng đã ra tay với tôi rồi anh còn chưa cho người trừng trị nó sao trương quân hào không hề đáp lại cường tử mà đi tới trước mặt lâm thanh diện vẻ mặt đây cung kính thậm chí có chút rè giặt hỏi xin hỏi anh đây họ lâm phải không anh hào tên ngốc này tên lâm thanh diện đến từ thành phố nhỏ hồng thành ở đó anh ta nổi tiếng vô dụng anh không cần nói chuyện khách khí với anh ta như vậy. Triệu Vân Tùng thấy Trương Quân Hào cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, lập tức nói. Sắc mặt Trương Quân Hào lập tức biến đối, tên của vị nhà họ Lâm đó là Lâm Thanh Diện, hơn nữa sau này anh ta cũng nghe nói, hình như Lâm Thanh Diện đã đi Hồng Thành. Hiện Triệu Vân Tùng nói vậy, anh ta xác định, người trong phòng viết này chính là vị nhà họ Lâm đó. Lúc này anh ta quay người, trừng mắt với Triệu Vân Tùng, rồi nói với đàn em của mình, bắt hắn ta đè xuống, vả miệng 100 cái. Mấy đàn em của Trương Quân Hào lập tức đi tới, đè Triệu Vân Tùng xuống, tát mạnh khắp mặt anh ta. Triệu Vân Tùng vẻ mặt mờ mịt, không biết tại sao Trương Quân Hào lại đột nhiên để đàn em ra tay đánh mình, anh ta muốn cầu xin tha thứ, nhưng các bàn tay tới tấp tát vào mặt anh ta, khiến anh ta căn bản không có bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Mấy người tiểu Mỹ đều kinh ngạc nhìn Triệu Vân Tùng, nhất thời cũng không dám nói năng tùy tiện, bằng không e là người kế tiếp bị và miệng sẽ là bọn họ nhưng bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu, Triệu Vân Tùng chỉ nói Lâm Thanh Diện vài câu mà thôi, tại sao Trương Quân Hào lại phản ứng mạnh như vậy? Anh Hào, anh làm sao thế? Anh nên cho người trừng trị thằng ngu kia chứ, Cường Tử tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Trương Quân Hào tắt Cường Tử một bà tai, mẹ kiếp, tao thấy mày mới là ngu xuẩn, mày ngoan ngoãn cho tao một chút, nếu không ngay cả tao cũng không thể cứu được mày đâu. Cường Tử giật mình nhìn chăm chăm Trương Quân Hào, nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí của anh ta, biết anh ta không hề nói đùa, nên lập câm miệng lại. Trương Quân Hào đi về phía Lâm Thanh Diện, hiện anh ta đã không hề có phong cách lãnh đạo nữa, mà như quay về dáng vẻ làm chân sai vặt trong nhà năm đó, cúi đầu khom lưng với Lâm Thanh Diện, không hề dám ngẩng cao. Cậu, Trương Quân Hào vừa định mở miệng gọi Lâm Thanh Diện một tiếng cậu chủ, thì đã thấy thấy Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn mình. Anh ta hiểu ý Lâm Thanh Diện, thế là lập tức sửa miệng, anh Lâm, thật không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây, đã nhiều năm không gặp, anh đã thay đổi thật nhiều, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra được. Cậu cũng thay đổi khá nhiều, xem ra đã có phong cách lãnh đạo hơn năm đó rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Anh Lâm cứ nói đùa, tôi nào dám so với anh, ở trước mặt anh, tôi mãi mãi cũng chỉ là một tên sai vặt. Chuyện hôm nay đúng là hiếu lầm, tôi cũng không ngờ anh Lâm sẽ ở trong phòng VIP này sớm biết như vậy chắc chắn tôi sẽ không cho bọn chúng tới gây phiền phức cho anh, Trương Quân Hào vẻ mặt đầy áy náy nói. Một đám người nhìn thái độ của Trương Quân Hào với Lâm Thanh Diện, dù trong lòng kinh ngạc nhưng đều hiểu, chắc chắn Trương Quân Hào và Lâm Thanh Diện quen nhau, hơn nữa thân phận của Lâm Thanh Diện nhất định không đơn giản, nếu không không có khả năng khiến một đại ca như Trương Quân Hào trở nên khúm núm như thế. Bọn họ đều có chút hối hận, đều cảm thấy trước đó mình không nên đổi với Lâm Thanh Diện như vậy. Nếu Lâm Thanh Diện thật có quan hệ với Trương Quân Hào, vậy thái độ trước đó của họ với Lâm Thanh Diện chính là tự đào hố cho mình, giờ đây còn không phải tự mình nhảy vào sao? Vẻ mặt Trình Nhược Tâm cũng đầy kỳ quái nhìn Lâm Thanh Diện, lúc đầu cô tưởng Lâm Thanh Diện trở mặt với Trương Quân Hào thì chắc chắn Trương Quân Hào sẽ không tha cho bọn họ, nhưng giờ có vẻ Trương Quân Hào cũng không dám lỗ mãng trước mặt Lâm Thanh Diện. Lúc đầu cô cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cá chết lưới rách, giờ có vẻ sự tình không tệ hại đến như vậy nên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hôm nay tôi vừa về thủ đô chuyện hôm nay cũng không tính toán với cậu nữa nhưng sau này cậu tốt nhất hãy quản tốt bạn của cậu đừng tùy tiện nổi ý đồ với cô gái nhà người ta người khác tôi không xen vào nhưng đây là bạn tôi bảo cường tử đó tới xin lỗi cô ấy đi lâm thanh diện nói trương quân hào lập tức gật đầu quay đầu nhìn cường tử quát mày còn ngây ra đó làm gì mau đến xin lỗi người ta đi cường tử cũng không dám trái lệnh của trương quân hào, vội vã bước tới, không người với trình nhược tâm, mở miệng nói, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không dám nữa. Trình nhược tâm vẫn có chút bối rối, thấy cường tử đột nhiên xin lỗi mình, bông chốc cũng không biết nên nói gì. Lâm thanh diện, tôi nên nói gì, tha thứ cho anh ta sao? Trình nhược tâm khẽ hỏi bên tai lâm thanh diện. Không cần, chuyện này cô không làm sai, cũng không cần tha thứ cho anh ta, lâm thanh diện nói vẻ mặt cường tử đầy xấu hổ, sau đó quay đầu nhìn tiểu Mỹ, mở miệng hỏi, anh Lâm, tôi có phải nói lời xin lỗi với người này không? Vừa nãy cậu không nghe thấy bọn họ nói như thế nào sao, tôi và bọn họ căn bản không có quan hệ gì. Cậu có muốn xin lỗi họ hay không, hoàn toàn do cậu quyết định, không cần hỏi tô. Tôi không quen bọn bọ, hơn nữa tôi cũng không xen vào ân oán giữa cậu và bọn họ, tôi chỉ quan tâm một mình trình nha cờ tâm mà thôi, bây giờ cậu có thể tiếp tục ân oán giữa các người. Đám người tiểu Mỹ lập tức biến sắc, biết hôm nay trốn không thoát. suốt lời, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trình Nhược Tâm, nói chúng ta đi thôi. Trình Nhược Tâm khẽ gật đầu, đi theo Lâm Thanh Diện ra ngoài, khi sắp đến cửa, anh nói với Trương Quân Hào, cậu hãy giải quyết chuyện ở đây đi, tôi ở bên ngoài đợi cậu. Trương Quân Hào lập tức gật đầu, không dám trái lời. Sau khi Lâm Thanh Diện dẫn Trình Nhược Tâm đi ra ngoài, Trương Quân Hào im lặng nhìn mấy người trong phòng viết một chút rồi quay đầu nói cường tử nói cường tử tiếp tục đi tiếp tục làm gì cường tử hỏi trương quân hào mày không nghe thấy anh lâm vừa nói thế nào sao những người này không có quan hệ gì với anh lâm mày chỉ cần xin lỗi anh lâm và cô gái đó là được rồi còn lại làm như thế nào thì cứ làm hơn nữa bọn họ còn nói năng lỗ mãng với anh lâm nên mày phải làm ác hơn một chút trương quân hào mở miệng cường tử lập tức gật đầu quay đầu cười lạnh nhìn đám người tiểu mỹ lúc này Triệu Vân Tùng đã bị đánh đến miệng đầy máu. Anh ta vừa nãy cũng ăn đòn, trong lòng đang khó chịu đấy, đúng lúc có mấy người tiểu Mỹ để chút giận. Anh ta nhìn tiểu Mỹ chăm chăm, cười xấu xa nói, vừa nãy chính tai tôi nghe cô nói không quen biết anh Lâm, nếu đã như vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đi. Ông đây sẽ chơi cô ngay trước mặt bọn họ, sau đó sẽ tiếp tục trừng trị bọn họ, chương 225, một mình tôi là đủ rồi. Bên ngoài KTV, Lâm Thanh Diện và Trình Nhược Tâm đứng cạnh nhau. Trình Nhược Tâm hơi hồi hộp chăm chú nhìn anh. Chuyện vừa xảy ra thật khiến cô ngạc nhiên. Cô không biết tại sao Trương Quân Hào lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, khiến cô không dám cư xử với Lâm Thanh Diện như trước nữa. Lâm Thanh Diện, vậy Trương Quân Hào vô tư giúp anh như vậy, chẳng lẽ anh không phải lần đầu tiên tới thủ đô à? Nhìn dáng vẻ của anh ta hình như là quen biết anh vậy. Trình Nhược Tâm rẻ rặt nói. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn cô một cái. Người nói, rất lâu trước kia, tôi đã từng ở thủ đô một thời gian, lúc đó Trương Quân Hào vẫn là một nhân viên phục vụ, không ngờ khi quay lại lần nữa, cậu ta cũng đã trở thành ông lớn một phương rồi. Trình Nhược tâm thầm liên tưởng, hỏi, khi đó anh và anh ta đều làm nhân viên phục vụ, nên anh ta mới giúp anh phải không? Lâm Thanh Diện không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Trình Nhược tâm tưởng Lâm Thanh Diện cảm thấy xấu hổ, dù sao nếu thật như vậy, Trương Quân Hào cũng đã phát triển đến mức độ như bây giờ mà anh vẫn chỉ là một người bị chê cười là vô dụng, nói ra đúng là khá tổn thương tự tôn. Ngại quá, tôi không phải cố ý hỏi, chỉ cảm thấy hơi tò mò, đúng rồi, tiện thể nói một câu, anh hát rất hay, là người hát hay nhất trong những người tôi đã từng gặp." Trình Nhược Tâm nói. "Cảm ơn cô." Lâm Thanh Diệt đáp. Trình Nhược Tâm không khỏi bắt đầu nghịch đầu ngón tay của mình, vẻ mặt căng thẳng, luôn muốn nói gì đó với Lâm Thanh Diệt, nhưng lại không biết nên nói gì. Trên mặt cô toát lên hết sức tinh tế dáng vẻ thiếu nữ tuổi dậy thì mới biết yêu. Lúc này, Trương Quân Hào đi từ trong ra, đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hết sức cung kính nói, "Anh Lâm, tìm người đưa cô ấy về đi, ban đêm con gái một mình không an toàn." Lâm Thanh Diện mở miệng. Trình Nhược Tâm lập tức trừng mắt, nói, "Anh bảo người ta đưa tôi về nhà làm gì?" Lâm Thanh Diện sững sờ, hỏi, "Đã chết như vậy rồi, không đưa cô trở về thì cô còn muốn ở chỗ này làm cái gì?" nếu như cô còn có việc gì khác thì cũng có thể bảo cậu ta cho người đưa cô đi, vẻ mặt trình nhược tâm đầy xấu hổ, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện đúng là người đàn ông chính trực. Cô không muốn trở về, tất nhiên là vì muốn ở bên Lâm Thanh Diện thêm một lúc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể không hiểu phong tình như thế. Vậy, vậy tôi về nhà thôi, Messenger của anh là gì? Chúng ta kết bạn Messenger đi, Trình Nhược Tâm tiếp tục nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói cho Trình Nhược Tâm biết Messenger của mình tất nhiên anh nhìn ra tâm tư của trình nhược tâm nhưng anh và trình nhược tâm chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi hơn nữa anh cũng không thể phát sinh cái gì với trình nhược tâm nên tốt nhất vẫn không cần cho trình nhược tâm hy vọng này trương quân hào lập tức sắp xếp người lái xe tới trình nhược tâm miến cưỡng lên xe trước khi đi còn nói với lâm thanh diện tôi chợt cảm thấy anh cũng rất tốt sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc với tôi nhé nhìn chiếc xe lái đi lâm thanh diện quay đầu nhìn trương quân hào hỏi mấy năm nay tôi không có ở đây Nhà họ Lâm đã thay đổi như thế nào? Thưa cậu chủ, sau khi cậu rời đi, người cầm quyên ở nhà họ Lâm chính là mẹ cậu. Nhưng cái mà tôi không ngờ là sau khi cậu đi, mẹ cậu lập tức đuổi toàn bộ những người năm đó đi theo ông chủ nhà họ Lâm ra khỏi nhà họ Lâm, chỉ giữ lại những người thân cận với bà ấy. Trước kia tôi đã từng thê cả đời đi theo ông chủ nhà họ Lâm, cũng vì vậy, sau khi cậu đi tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Nhưng cũng may tôi khá may mắn, cũng dốc sức đạt được một số thành tích như bây giờ. Tất nhiên chắc chắn cậu chủ sẽ không để những thứ này vào mắt trương quân hào giải thích với lâm thanh diện một chút giọng điệu có vẻ bùi ngùi mắt lâm thanh diện lập tức híp lại không nghĩ tới sau khi mình đi lạc hân lại có thể đuổi toàn bộ tâm phúc trước kia của ba ra khỏi nhà họ lâm dù nghĩ như thế nào lâm thanh diện cũng cảm thấy sự mất tích của ba là do lạc hân gây ra nhưng lạc tâm đã nói với lâm thanh diện ngay lúc đó lạc hân căn bản không hề có năng lực đó sở dĩ bà ấy có cơ hội cầm quyền cũng là do sau khi ba mất tích, trong gia tộc bắt đầu chia rẽ, bà ấy đã hợp tác với Lạc Tâm, thừa cơ trục xuất Lâm Thanh Diện, lúc này mới nắm quyền quản lý nhà họ Lâm. Nếu nghĩ như vậy, Lâm Thanh Diện có chút không hiểu tại sao Lạc Hân lại coi con mình như kẻ thù, thậm chí không tiếc đuổi anh khỏi nhà họ Lâm, cũng nhất định phải giành được quyền quản lý nhà họ Lâm. Anh lắc mạnh đầu, không nghĩ về những chuyện này nữa, dù sao anh đã trở lại thủ đô, chắc chắn sẽ gặp lại Lạc Hân, lúc đó sẽ có thể hiểu rõ chân tướng những chuyện này thôi anh lấy điện thoại di động ra gọi cho lạc tâm nói cho cô biết mình đang ở cửa cây tv của quân hào bảo cô phái người đến đón mình cậu chủ thứ cho tôi nói thẳng tôi cũng nghe được một chút về chuyện năm đó hiện tại quan hệ giữa cậu và nhà họ lâm có lẽ khá căng thẳng lần này cậu trở về cũng phải cẩn thận một chút tôi cảm thấy mẹ cậu có lẽ sẽ không đối với cậu thân thiện lắm trương quân hào nói tất nhiên tôi biết điều đó dù sau năm đó mọi người đều nói là tôi định giết mẹ đoạt quyền đấy, nên quan hệ giữa tôi và bà ấy sao có thế không căng thẳng chứ, Lâm Thanh Diện nói. Cậu chủ tuyệt đối không phải loại người như vậy, tôi đã sớm biết, chuyện năm đó có ẩn tình khác. Hơn nữa tôi nghe nói gần đây cô chủ của hội thương hội thiên nguyên mất tích, người của hội thương hội thiên nguyên lại tìm tới nhà họ Lâm, nói là cậu chủ nhà họ Lâm giết cô chủ của bọn họ, điều này khiến tôi cảm thấy không thể tưởng tượng được, Trương Quân Hào nói. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa từng gặp cô chủ của thương hội thiên nguyên, chứ đừng nói là giết người. Có vẻ lần này sau khi trở về, phải hỏi kỹ bà ấy một chút, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, Lâm Thanh Diện lẩm bẩm. Ngay khi hai người đang tán gẫu thì có mấy chiếc xe minibus đột nhiên dừng lại ở cửa quán bar, trên xe có tất cả mười mấy người, trong tay đều cầm vũ khí. Dẫn đầu là một người đầu trọc, vẻ mặt dữ tợn, Bên cạnh anh ta là một người đàn ông dáng vẻ trầm ổn. Lâm Thanh Diện lập tức chú ý đến người đàn ông đó, anh có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ người đàn ông này. Nhìn thấy những người này đi tới, Trương Quân Hào biến sắc, hét lên: "Vương Côn, mày định làm gì?" "Ha ha, anh Hào, chẳng lẽ anh lại quên chuyện lần trước cướp địa bàn của tôi rồi sao? Đến giờ vẫn còn có mấy anh em của tôi nằm trong bệnh viện đấy. Lúc đó bọn họ bị các người đánh rất thảm." tất nhiên tôi tới để báo thù cho bọn họ rồi, tên đầu chọc cười lạnh nói. Lần trước tao có thể đánh chúng mày tan tác thì lần này cũng có thể như vậy, chẳng lẽ mày không sợ sẽ lại có mấy anh em của mày ngã xuống à? Trương Quân Hào lạnh lùng nói. Sở dĩ Trương Quân Hào có thể phát triển ở khu Tây Thành này, chính là dựa vào sự hung ác, cộng thêm năm đó khi ở nhà họ Lâm, anh ta đã đi theo học được không ít bản lĩnh từ ba của Lâm Thanh Diện, nên người bình thường căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Ha ha, tất nhiên tao biết sự lợi hại của mày, nếu không khu Tây Thành này, không thể không có ai dám trêu chọc mày. Chỉ tiếc tao vừa nhận được tin tức, hai ngày trước vết thương cũ của mày tái phát, trước mắt đang trong quá trình điều dưỡng. Không biết mày đang ở trong tình trạng đó, còn có thể đối phó với những người này hay không? Vương Côn có vẻ đây tự tin nói, sắc mặt trương quân hào biến đổi. Anh ta không nghĩ tới Vương Côn lại có thể điều tra ra mấy ngày nay vết thương cũ của anh ta tái phát, nếu như vậy, chuyện hôm hơi khó giải quyết. Thế lực của Vương Côn ở khu Tây Thành Ngang với Trương Quân Hào, hai người đã tranh đấu nhiều lần. Dù Vương Côn biết Trương Quân Hào thế lớn, nhưng cũng không sợ anh ta, cho nên mới dám dưới hoàn cảnh Trương Quân Hào vết thương cũ tái phát mà tìm đến gây sự. Vương Côn cũng biết dù như vậy cũng không có nhiều khả năng trừ khử Trương Quân Hào, nhưng có thể khiển khiến Trương Quân Hào chịu chút đau khổ cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa tao còn phải báo cho mày một tin tốt, lần này tao đến, có mời theo người của võ quán tới Vân Khê, vị này là đệ tử xuất sắc của võ quán Vân Khê, Khương Tuyên Vũ, thực lực anh ta sâu không lường được, dùng để đối phó với người đang dưỡng thương như mày, có thể nói là dư xài, vương côn giới thiệu người đàn ông trung niên bên cạnh mình. Trương quân hào biến sắc, nói, mày lại có thể mời người võ quán Vân Khê tới, không phải bọn họ có tiếng là không tham dự bất kỳ tranh đấu gì ở thủ đô sao. Vương côn cười lạnh một tiếng, nói, mày không mời được chỉ có thể chứng minh mày không có bản lĩnh, điều đó cũng không có nghĩa tao không mời được, hôm nay mày hãy ngoan ngoãn bó tay chịu chết đi. Sau khi nghe thấy võ quán Vân Khê, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng khẽ động, ánh mắt nhìn Khương Tuyên Vũ có vẻ hài hước. Trương Quân Hào quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói cậu chủ, cậu đi trước đi, e là hôm nay cậu không thế ở chỗ này của tôi lâu được, lát nữa lại liên lụy đến cậu chủ. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, lát nữa tôi mới đi, dù sao người tới đón tôi còn chưa tới, huống hồ vết thương cũ của cậu tái phát, chắc là không đối phó được những người này nhỉ năm đó cậu là vì đi theo ba tôi mà bị đuổi khỏi nhà họ lâm nên hôm nay tôi sẽ giúp cậu một tay xem như trả lại ân tình cho cậu cậu chủ cậu tuyệt đối không nên xúc động dù vương côn không là gì so với nhà họ lâm nhưng nếu thật muốn ra tay thì cũng không dễ dàng giải quyết như vậy huống hồ hẳn ta còn mời người của võ quán vân khê tới cậu chủ vẫn nên đi trước đi trương quân hào lập tức sốt ruột nói Hiện tại ấn tượng của Trương Quân Hào đối với Lâm Thanh Diện Vân dừng lại ở mấy năm trước khi Lâm Thanh Diện rời đi. Khi đó vì để mọi người dễ tiếp nhận sự thật chuyện Lâm Thanh Diện bị đuổi khỏi nhà họ Lâm hơn, Lạc Tâm đã rêu rao khắp nơi là Lâm Thanh Diện vô cùng ngông cuồng, ngang bướng, là một cậu ấm ham ăn lười làm tiêu chuẩn. Dù bây giờ Trương Quân Hào cảm thấy Lâm Thanh Diện trở nên trầm ổn rất nhiều, nhưng dù sao anh cũng là cậu chủ nhà họ Lâm, từ nhỏ đều muốn gì được đó, không ai dám chọc vào thì anh làm sao có khả năng đổi phó với Vương Côn và người của võ quán Vân Khê. Đừng xem thường tôi, nếu như hôm nay không phải tôi vừa vặn gặp cậu ở nơi này, thì e là hôm nay cậu sẽ chịu khổ đấy." Lâm Thanh Diện cười nói. Trương Quân Hào thấy Lâm Thanh Diện không nghe khuyên bảo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Vương Côn, âm thanh lạnh lùng nói, "Vương Côn, mày đợi đấy, tao đi gọi người." Dù vết thương cũ của tao tái phát, thì đàn em của tao cũng không phải người mày dễ dây vào, hôm nay mày sẽ hối hận vì tới chỗ này." Lâm Thanh Diện tiến thẳng lên một bước, cất cao giọng nói, "Không cần, đối phó với những người này, chỉ cần mình tôi là đủ." Vương Côn lập tức nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không nhận ra Lâm Thanh Diện, thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, liền lạnh giọng hỏi, "Ít ở chỗ này khoác lác đi, có dám nói ra tên mình hay không, để tao xem rốt cuộc là ai mà dám khoác lác như vậy, Lâm Thanh Diện." Lâm Thanh Diện mở miệng âm thanh trầm thấp, nhưng lại có lực xuyên thấu cực mạnh, vang vọng bên tai mỗi người. Audio điện tử võ tấn bền chương 226, tại sao bọn họ đều ngã xuống? Sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện thốt ra tên mình, người phía vương côn đều sững sờ. Vẻ mặt Trương Quân Hào cũng trở nên hơi khó coi. Mấy năm nay, danh tiếng của Lâm Thanh Diện ở thủ đô cũng không tốt lắm, thậm chí từng có người đồn nói là vì Lâm Thanh Diện quá vô dụng, nên mới bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Dần dần, ở thủ đô, cái tên Lâm Thanh Diện này cũng trở thành một chuyện cười. Vào lúc này, Lâm Thanh Diện nói ra tên mình, càng chỉ khiến bọn Vương Côn thêm khinh thường. "Chết tiệt, mày không phải là thằng vô dụng bị đuổi khỏi nhà họ Lâm đấy chứ. Mày vừa nói cái gì? Một mình mày có thể đối phó được tất cả chúng tao ư?" Tao thật buồn cười chết mất, thật không biết một kẻ vô dụng như mày lấy đâu ra tự tin như vậy nếu như mày là người nhà khác có lẽ tao còn có chút kiêng rè nhưng nếu là mày thì tao không cần lo lắng dù hôm nay tao có đánh chết mày thì nhà họ lâm cũng sẽ không trách tội tao không chừng còn phải cảm tạ tao đấy vương côn cười lạnh nói thì ra đây chính là con chó nhà có tang đó à hôm nay cuối cùng cũng đã được diện kiến người thật nhưng tao nghe nói không phải hắn đã bị đuổi khỏi thủ đô sao sao lại xuất hiện ở đây khương tuyên vũ bên cạnh nói quan tâm tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này làm gì, tóm lại chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, không đáng để lo, Vương Côn tỏ vẻ khinh thường nói. Vương Côn, nói năng cẩn thận một chút, dù sao cậu ấy cũng là người của nhà họ Lâm, mày vẫn chưa có tư cách ở đây chỉ trỏ. Trương Quân Hào lạnh mặt nói, Trương Quân Hào, mày hù ai thế? Có ai không biết tên Lâm Thanh Diện này đã bị xóa khỏi ra phải nhà họ Lâm chứ? Hơn nữa nghe nói năm đó hắn còn định giết mẹ để đoạt quyền, mày cho rằng người ta sẽ vì hắn mà đối phó tao sao đừng có nằm mơ vương côn nhếch miệng nói trương quân hào căm tức ở trong lòng nhưng lại không có cách nào phản bác vương côn chỉ có thể nghiến răng đôi mắt tràn ngập sát khí chằm chằm nhìn anh ta thằng nhãi không phải mày vừa nói muốn một mình đối phó tất cả chúng tao sao ra tay đi để tao nhìn xem mày có bao nhiêu năng lực vương côn cười lạnh nói lúc này khương tuyên vũ bước lên phía trước hai bước trên mặt mang theo nụ cười diễu cợt nói, để tao tới lĩnh giáo sự lợi hại của đứa con rơi nhà họ Lâm này một chút, tao cũng đã sớm nghe về danh tiếng của hắn, hôm nay là lần đầu gặp, e là cả đời này tao chỉ có cơ hội duy nhất này có thể bắt nạt người nhà họ Lâm thôi, tất nhiên phải thật trân trọng. Vương Côn lập tức cười lớn, mở miệng nói, anh Khương, anh thật là hài hước, nhưng anh nói như vậy cũng đúng, gia tộc lớn như vậy mà lại sinh ra một kẻ vô dụng như hắn đúng là rất ly kỳ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Khương Tuyên Vũ, nói muốn ra tay thì nhanh chút đi nếu không lát nữa người đón tao sẽ đến trương quân hào vẻ mặt đầy sốt ruột đứng phía sau lâm thanh diện nói lâm thanh diện hay là cậu đừng nhúng tay vào chuyện này người của võ quán vân khê đều không đơn giản cậu không phải là đối thủ của ông ta lâm thanh diện mỉm cười nói võ quán vân khê mà thôi tôi cũng từng nghe nói nếu như quán chủ của họ tới có lẽ tôi còn e sợ một chút nhưng chỉ là một đệ tử bình thường tới còn không có tư cách khiển tôi lùi bước dứt lời lâm thanh diện lập tức lao vẽ phía khương tuyên vũ động tác nhanh gọn dứt khoát thật nói khoác mà không biết ngượng chỉ bằng mày ngay cả sách giày cho quán chủ chúng tao cũng không xứng một mình tao đã có thể nghiền ép mày rồi khương tuyên vũ cũng ngử lạnh một tiếng dưới chân lập tức dùng sức lao về phía lâm thanh diện vương côn cười lạnh nhìn lâm thanh diện cảm thấy lâm thanh diện và khương tuyên vũ đối đầu chính là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình đại ca tại sao em cảm giác tên Lâm Thanh Diện này không hề giống kẻ yếu như vậy, anh hãy nhìn tốc độ của hẳn xem, không hề chậm hơn anh Khương đâu đàn em của Vương Côn nói. Nó là người nhà họ Lâm, từ nhỏ chắc chắn cũng đã tiếp nhận một chút huấn luyện, nên có thể có tốc độ như vậy cũng bình thường, nhưng chắc chắn thực lực của nó không thể bằng anh Khương được. Danh tiếng của võ quán Vân Khê ở thủ đô cũng vô cùng vang dội, anh Khương muốn đối phó một đứa con rơi của nhà họ Lâm là chuyện vô cùng dễ dàng, Vương Côn vẻ mặt đầy tự tin nói. Trương Quân Hào thấy Lâm Thanh Diện và Khương Tuyên Vũ ra tay, trong lòng rất sốt ruột, anh ta biết lúc này muốn ngăn cản là không thể nào, nên vội quay người đi vào trong cây TV, gọi mấy đàn em của mình. Vương Côn thấy Trương Quân Hào đi vào trong, nhếch miệng, căn bản không lo lắng Trương Quân Hào cho người ra, dù sao chỉ cần có Khương Tuyên Vũ ở đây, hôm nay anh ta chẳng sợ gì cả. Lâm Thanh Diện và Khương Tuyên Vũ va vào nhau, lập tức đều tấn công vào chỗ hiếm của đối phương, Khương Tuyên Vũ cười lạnh, mở miệng nói, mày chỉ có chút năng lực ấy mà muốn đối phó tao, còn kém xa lắm, vừa lên đã lộ ra sơ hở, e là mày không thể chống lại nổi 10 chiêu của tao. Thật sao, Lâm Thanh Diện cũng mỉm cười, một tay đánh thẳng đến vị trí xương sườn của Khương Tuyên Vũ. Sắc mặt Khương Tuyên Vũ đại biến, ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể xuất ra chiêu thức xảo trá như thế. Hiện đúng là ông ta có thể tấn công chỗ hiểm của Lâm Thanh Diện, nhưng nếu ông ta tiếp tục tấn công lâm thanh diện thì nắm đấm của lâm thanh diện sẽ đánh vào xương sườn của ông ta đến lúc đó chưa chắc ông ta có thể đả thương lâm thanh diện nhưng chắc chắn lâm thanh diện sẽ đấm gãy xương sườn của ông ta sơ hở đó của lâm thanh diện là cố ý lộ cho khương tuyên vũ anh cũng không lo lắng khương tuyên vũ sẽ tấn công vào sơ hở của mình vì chỉ cần khương tuyên vũ không mốc chắc chắn sẽ thu hồi nắm đấm của mình lại để ngăn nắm đấm của lâm thanh diện mà cứ như vậy Lâm Thanh Diện sẽ chuẩn bị xong chiêu tiếp theo, buộc Khương Tuyên Vũ lần nữa lộ ra sơ hở. Đại ca, tại sao em cảm giác hình như anh Khương có chút bị động? Đàn em của Vương Côn hỏi. Vương Côn cũng nhíu mày, cảm giác đúng là Khương Tuyên Vũ hơi bị động, cảm giác khác hẳn khi ông ta giao thủ với người khác trước đó. Mày thì biết cái gì, đây là anh ấy lấy lui làm tiến, chờ lát nữa mày sẽ biết, thêm một chiêu nữa, anh Khương sẽ tìm được điểm sơ hở của kẻ vô dụng Lâm Thanh Diện này, đến lúc đó trực tiếp một đấm vương côn còn chưa nói xong lâm thanh diện cũng đã dùng chiêu thức vừa nãy ép khương tuyên vũ lộ sơ hở sau đó đấm thẳng vào chỗ sơ hở của ông ta sấm vang chấp giật khương tuyên vũ lập tức kêu thảm một tiếng liên tục lùi lại phía sau mấy bước vẻ mặt đầy thống khổ vương côn và các đàn em của anh ta đều trợn tròn mắt vương côn trợn mắt há môm không ngờ điều anh ta đã nói lại ngược lại lâm thanh diện và khương tuyên vũ lại đổi chỗ cho nhau sao có thể như vậy Sao thằng vô dụng này lại có thể đánh lui anh Khương chứ?" Vương Côn kêu lên. Khương Tuyên Vũ cũng kinh ngạc hệt như Vương Côn, ông ta chẳng thể nghĩ tới, mình lại bị một đứa con rơi đánh lui. Vừa nãy là tao chủ quan, tiếp tục, mày đánh không lại tao đâu." Khương Tuyên Vũ tiếp tục lao đến Lâm Thanh Diện, chỉ tiếc sau khi đánh nhau mấy chục chiêu, Khương Tuyên Vũ khiếp sợ phát hiện, ông ta lại liên tục bị Lâm Thanh Diện đè ép. "Tôi đã nói rồi, trừ phi quán chủ các người tới, nếu không chỉ bằng ông không phải là đối thủ của tôi, Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Khương Tuyên Vũ trong lòng không phục, nổi giận gầm lên một tiếng, đấm thẳng một đấm về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đứng vững dồn lực, cũng đấm tới một đấm, năm đấm hai va vào nhau, một loạt tiếng răng rắc vang lên. Khương Tuyên Vũ vội thu nằm đấm của Minh lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, vừa nãy một đấm của Lâm Sóc Dơn lại trực tiếp đấm gây mấy đốt xương ngón tay của ông ta. Mày, mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao là người của võ quán Vân Khê, sư huynh đệ của tao nhất định sẽ báo thủ cho tao, thực sự không được tao sẽ đi tìm quán chủ, tao không tin không trị được kẻ vô dụng như mày. Khương Tuyên vũ hét lên với Lâm Thanh Diệt, sau đó nén đau, vội chạy tới bên đường, ngăn một chiếc xe lại, ngồi lên nhanh chóng chạy về phía bệnh viện. Đám người vương côn lập tức trợn tròn mắt, bọn họ không hề nghĩ tới, Lâm Thanh Diệt lại có thể đánh Khương Tuyên vũ bỏ chạy lúc này lâm thanh diện quay đầu nhìn bọn vương côn thong thả bước về phía bọn họ vương côn lập tức nuốt ngụm nước bọt không biết tại sao hai đùi không kìm được run rẩy đại ca giờ chúng ta nên làm gì đám đàn em của vương côn vẻ mặt thấp thỏm nhìn chằm chằm lâm thanh diện vương côn hít sâu một hơi nghiến giang nói dù hắn có đánh anh khương bỏ chạy thì thế nào hắn chỉ có một mình mà chúng ta có nhiều người như vậy không cần phải sợ hẳn chúng ta cùng tiến lên bắt đè hẳn xuống đến lúc đó tao sẽ đập vào đầu hắn mấy cái chắc chắn hắn sẽ không có năng lực phản kháng dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng vương côn đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn khi lâm thanh diện đi đến trước mặt đám vương côn vương côn hét lên lên hết cho tao bắt hắn đè xuống hắn không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy đâu đám đàn em của vương côn lập tức lao về phía lâm thanh diện nhưng vương côn lại quay đầu bỏ chạy lâm thanh diện không thèm quan tâm đám đàn em của vương côn mà nhanh chóng chạy đuổi theo anh ta xông phi một cái, vương côn lập tức ngã dập mặt, răng đều bị đập vào đá trên mặt đất mà rơi xuống. Giải quyết xong vương côn, lúc này Lâm Thanh Diện mới quay đầu, ra tay với đám đàn em của anh ta, chỉ vài chiêu, trước cửa quán ba chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Diện đứng đó. Lúc này Trương Quân Hào dẫn đàn em của mình từ trong cây TV đi ra, vẻ mặt đầy lo lắng, không biết một mình Lâm Thanh Diện bên ngoài thế nào. Dựa theo suy đoán của anh ta, có lẽ lúc này Lâm Thanh Diện đã bị Khương Tuyên Vũ đánh cho không đứng dậy nổi, nên anh ta vội dẫn người lao ra để cứu Lâm Thanh Diện. Nhưng sau khi anh ta ra đến bên ngoài cây KTV, nhìn thấy Vương Côn và những người kia đều ngã trên mặt đất, mà cũng không biết Khương Tuyên Vũ đã chạy tới nơi nào, chỉ có một mình Lâm Thanh Diện còn đứng, lập tức ngây người tại chỗ. Điều này, điều này sao có thể, sao bọn họ đều ngã xuống? Trương Quân Hào tự lẩm bẩm Lâm Thanh Diện, đây là cậu làm sao? Bọn họ nhiều người như vậy, tất cả đều bị một mình cậu đánh bại ư. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn anh ta, cười nói, tôi đã nói, một mình tôi đủ ứng phó với những người này, cậu không cần thiết đi vào gọi người. Xuất lời, anh sách vương côn lên, ném tới trước mặt Trương Quân Hào. chương 227, Lâm Thanh Diện tôi đã trở về. Trương Quân Hào không khỏi khiếp sợ trong lòng, chằm chằm nhìn Lâm Thanh Diện trước mặt, thật lâu không thốt nên lời. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng Khương Tuyên Vũ của Võ Quán Vân Khê, nhưng từ lời của Lâm Thanh Diện có thể nghe được chắc chắn Khương Tuyên Vũ cũng đã bị Lâm Thanh Diện đánh bại, có lẽ giờ đã trốn rồi. Nhà họ Lâm quả nhiên sinh ra rồng, dù có bị đuổi đi, trên người Lâm Thanh Diện cũng vẫn chảy dòng máu nhà họ Lâm, sự lợi hại của anh không phải là thứ mà những người bình thường như họ có thể tưởng tượng. "Cậu chủ, xem ra là tôi đã coi thường cậu, tôi xin lỗi cậu." Trương Quân hào nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói không sao khi ở Hồng Thành tôi đã quen với việc những người đó xem thường tôi rồi lúc này Vương Côn ngã trên mặt đất nghiến răng âm thanh lạnh lùng nói Lâm Thanh Diện mày thật sự lợi hại ngay cả người của võ quán Vân Khê cũng không phải là đối thủ của mày nhưng dù sao mày cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm không có nhà họ Lâm che chở mày cũng chỉ là một người người bình thường có thể đánh đấm một chút mà thôi mà phía sau tao lại có vô số anh em ủng hộ dù hôm nay tao không thể trừng trị trương quân hào thì ngày mai cũng vẫn có thể mà mày không thể này nào cũng canh giữ bên cạnh trương quân hào sớm muộn ông đây cũng sẽ khiến trương quân hào chịu khổ lâm thanh diện nhìn chằm chằm vương côn mở miệng nói nếu như mày thật muốn nói như vậy vậy tao sẽ trực tiếp trừ cỏ tận gốc các người không được sao vương côn lập tức bật cười mở miệng nói trừ cỏ tận gốc tao sao mày lấy cái gì để nhổ dễ tao lâm thanh diện mày là kẻ vô dụng đã bị nhà họ lâm đuổi ra khỏi nhà chỉ có một mình mày tối đa cũng cũng chỉ có thể đánh tao một trận muốn diệt trừ tao trương quân hào cũng không dám nói như vậy mày lại lấy đâu ra sức mạnh lâm thanh diện nhếch miệng anh chưa từng cảm thấy diệt trừ một thế lực dòng thứ có khó khăn gì dù mình anh cũng có thể làm được như thường tư duy của vương côn cũng chỉ giới hạn ở quá khứ mà thôi anh ta cũng không biết lâm thanh diện ẩn nhẫn mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ Sát phạt chẳng qua là một ý niệm, muốn diệt trừ thế lực Vương Côn cũng đơn giản như lấy mạng anh ta mà thôi. Cậu chủ, Vương Côn nói không sai, sau lưng hắn liên quan rất nhiều, muốn diệt trừ hắn cũng không dễ dàng, nhưng cậu chủ yên tâm, hôm nay cậu đã giúp tôi thu thập hắn, sau này tôi chắc chắn không để hắn có bất kỳ cơ hội nào tới chỗ này của tôi dương oai, Trương Quân Hảo tiếp lời. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn chầm chem Vương Côn, nói không cần, hắn không có ngày sau nữa ha 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 tao buồn cười chết mất thằng con rơi mày vẫn rất cố chấp tao muốn biết chỉ bằng một mình mày phải làm sao diệt trừ tao dựa vào nắm đấm của mày à mày còn có thể giết tao hay sao hay là mày cần nhờ sức của nhà họ lâm đúng là nhà họ lâm có thể diệt trừ tao nhưng mày đã bị đuổi khỏi nhà họ lâm tỉnh lại đi mày chẳng qua là con rơi nhà họ lâm mà thôi mày căn bản không có năng lực diệt trừ tao vương côn không hề sợ hãi nhận định bằng vào sức của bản thân thì Lâm Thanh Diện không thể diệt trừ mình, mà chuyện Lâm Thanh Diện đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm toàn bộ mọi người thủ đô đều biết, cho nên anh ta cũng không hề lo lắng. Anh ta vừa dứt lời, một chiếc xe Bugatti Veyron màu đen dừng ở cổng cây TV Quân Hào, sau đó trên xe có một người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính đen đi xuống. Người đó lướt nhìn Lâm Thanh Diện, rồi bước nhanh tới. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đó, Trương Quân Hào biển sắc, Mở miệng nói, Lý Văn Hiên, sao anh ta lại tới chỗ này? Cậu chủ, Lý Văn Hiên là cận vệ bên cạnh mẹ cậu, có phải anh ta tới là nhầm vào cậu hay không, cậu có muốn hay không? Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, không cần lo lắng, anh ta tới đón tôi. Trương Quân Hào sững sờ, không ngờ người nhà họ Lâm lại đến đón Lâm Thanh Diện, nói như vậy, Lâm Thanh Diện đã hòa giải với nhà họ Lâm rồi sao? Nếu thật như vậy, không thể nghi ngờ những lời mà Vương Côn vừa nói là tự đào hố chôn mình, giờ đang đợi bản thân anh ta nhảy vào. Trương Quân Hào cười lạnh liếc nhìn Vương Côn, nghĩ thầm hôm nay mình thật may mắn, không chừng thật có thể mượn sức của Lâm Thanh Diện mà diệt trừ Vương Côn. Vương Côn cũng quay đầu liếc nhìn, sau khi phát hiện người đến là Lý Văn Hiên, cũng hơi sững sờ, lập tức suy đoán Lý Văn Hiên nhận được tin Lâm Thanh Diện quay về thủ đô, nên đặc biệt ám sát anh, lập tức cười lạnh liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mày đừng ở đây mà tuyên bố muốn diệt trừ tao, tao thấy hôm nay bản thân mày còn khó đảm bảo. mày thấy người đang đi tới đây không? đó là vệ sĩ nhà họ Lâm, chắc chắn anh ta đến giải quyết mày. mày hãy mau chạy đi. Vương Côn cười nhạo nói. Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ. lúc này Lý Văn Hiên đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, gặp người cúi chào anh, nói cậu chủ, tôi tới chậm rồi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói đúng là tới chậm một chút, nếu anh đến sớm một chút có lẽ tôi không cần tự mình ra tay rồi. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, Lý Văn Hiên lập tức sững sờ, vừa rồi anh ta cũng chú ý tới hoàn cảnh nơi này, cũng thâm đoán được một chút, liền mở miệng hỏi, cậu chủ gặp phải phiền phức gì, có thể nói cho tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Khi Vương Côn nghe thấy Lý Văn Hiên gọi Lâm Thanh Diện cậu chủ đã trợn tròn mắt, anh ta không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nói với Lý Văn Hiên, anh Lý, không phải tên Lâm Thanh Diện này đã bị đuổi khỏi nhà họ Lâm sao, sao anh còn gọi hẳn là cậu chủ, hắn là con rơi của nhà họ Lâm các người mà. nghe Vương Côn nói vậy, Lý Văn Hiên không nói hai lời, đá thẳng một đạp vào đầu anh ta, lạnh lùng nói, ăn nói lung tung, muốn chết hả? cậu chủ, hẳn vừa mạo phạm cậu, cậu muốn giải quyết hẳn thế nào? Lý Văn Hiên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, diệt đi. Lâm Thanh Diệt chỉ nói ngắn ngủi hai chữ, vâng, sau hôm nay. Thủ đô sẽ không còn nhìn thấy người này nữa, Lý Văn Hiên đồng ý luôn. Sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. "Cậu là Trương Quân Hào nhỉ, lát nữa người nhà họ Lâm sẽ tới, cậu hãy ở đây trông coi hắn ta giúp một chút, giờ tôi cần đưa cậu chủ trở về." Lý Văn Hiên nhìn Trương Quân Hào. Trương Quân Hào lập tức gật đầu, nói, "Không thành vấn đề. Có tôi ở đây trông chừng hắn, hắn tuyệt đối không chạy được." có duyên sẽ gặp lại lâm thanh diện quay đầu nhìn trương quân hào cười với anh ta sau đó đi về phía chiếc bugatti veyron lý văn hiên vội đi theo vẻ mặt vương côn đầy tuyệt vọng nghẹn hỏng kêu lên lâm thanh diện tôi biết sai rồi cậu hãy tha cho tôi tôi không dám nói lung tung nữa hãy tha cho tôi trương quân hào đạp một cái vào mặt vương côn cười lạnh nói vương côn tự tạo nghiệt thì không thể sống chắc mày rất hiểu đạo lý này nhỉ đáng tiếc một đạo lý đơn giản như vậy, lại phải dùng chính mạng mày để đổi, giờ dù mày cầu ai cũng không cứu được mày. Nhà cũ nhà họ Lâm tọa lạc ở khu Tây Thành khu vực phồn hoa nhất thủ đô, chiếm diện tích gần 500 mẫu, tòa nhà cũ này tương truyền là một tòa vương phủ cổ đại, sau khi nhà họ Lâm mua lại đã cải tạo thành dáng vẻ như bây giờ. Nhà cũ nhà họ Lâm vẫn giữ lại đình viện tính mịch năm đó của vương phủ, chỉ tiến hành xây dựng lại một số công trình, nên hiện nhà cũ nhà họ Lâm vẫn còn giữ được hơi thở cổ kính nếu nơi này mở ra trở thành điểm tham quan, việc làm ăn nhất định sẽ rất phát đạt, nhưng mọi người đều biết, đây là địa bàn nhà họ Lâm, không được người nhà họ Lâm cho phép, nếu ai dám tự tiện xông vào thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Chiếc Bugatti Veyron dừng ở cổng nhà cũ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện từ trên xe bước xuống, ngắm nhìn tòa tòa nhà mà anh đã sống từ nhỏ đến lớn, trong lòng bùi ngùi. Nhớ lúc đó ba anh thích dẫn anh ngồi trên nóc nhà nhà cũ ngắm mặt trời lặn, vật đổi sao rời nhà cũ đã đổi chủ, mà ba anh cũng đã không biết đã đi đâu. Cậu chủ, cậu hãy tự đi vào đi, tôi đi đỗ xe. Bà chủ đã dặn, nếu cậu chủ trở về, thì có thể đi luôn tới phòng bà tìm bà. Tất nhiên, nếu cậu chủ vẫn chưa muốn gặp bà chủ, thì trước tiên có thể dạo chơi trong nhà cũ, nhớ lại chuyện cũ một chút, Lý Văn Hiên nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nghĩ thầm Lạc Hân muốn dùng quá khứ để khiến mình mềm lòng, đáng tiếc, mấy năm nay ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện đã biến thành người có ý chí sắt đá, sự mềm mại của anh cũng chỉ dành cho mình hứa bích hoài mà thôi. Lâm Thanh Diện một bước bước vào trong nhà cũ nhà họ Lâm, khí thế trên người cũng đột nhiên bộc phát, hơi thở vương giả của riêng anh lại quay về trên người anh. Lúc này, anh không còn là kẻ vô dụng hồng thành nữa, mà anh cũng không có ý định tiếp tục ấn nhẫn nữa. Nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện tôi đã trở về. mươi 228, bà chủ của các người mời tôi trở về. Sân chính nhà họ Lâm, diện tích rộng lớn, tương đương với một quảng trường cỡ nhỏ, thế hệ trẻ tuổi nhà họ Lâm được tiến hành huấn luyện ngay ở nơi này. Tập võ là chuyện mà mỗi thế hệ nhà họ Lâm đều phải trải qua, tổ huấn nhà họ Lâm đã nói, chỉ có thân thể khỏe mạnh cường tráng mới có tinh thần và thể lực trị quốc bình thiên hạ, nên mỗi người nhà họ Lâm từ nhỏ đều phải trải qua quá trình tập võ khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân chính, sau khi trưởng thành, con cháu của nhà họ Lâm có khả năng chịu khổ hơn người khác năm đó lâm thanh diện là thần đồng tập võ anh mất chưa đến nửa năm đã học hết những công phu gia truyền của nhà họ lâm sau đó mỗi lần huấn luyện lâm thanh diện đều sẽ nghĩ hết cách để lười biếng đi làm việc mình thích cho nên lúc đó mọi người người đều cảm thấy lâm thanh diện bất tài trong đó có không ít người cùng thế hệ còn cười nhạo lâm thanh diện ngu ngốc nói anh là do không học được nên mới lười biếng như vậy chỉ có ba của lâm thanh diện lâm trung thiên biết lâm thanh diện là kỳ tài trăm năm khó gặp nên cho Lâm Thanh Diện đặc quyền, để khi tập huấn anh có thể đi làm việc mình muốn. Hơn nữa Lâm Trung Thiên chưa từng đề cập đến chuyện này, ông căn dặn Lâm Thanh Diện, làm người nhất định phải học được khiêm tốn, chỉ có vậy mới có thể sống lâu được, nhất là ở gia tộc lớn như nhà họ Lâm, nếu biểu hiện quá mức lóa mắt, chỉ không ngừng rước đến phiền phức cho bản thân. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật dễ. Lúc còn rất nhỏ Lâm Thanh Diện đã hiểu được đạo lý này, nên có chỗ nào không giống người bình thường, anh chỉ nói cho mình Lâm Trung Thiên biết, ngay cả hộp bách bảo mà anh phát minh ra cũng được nói thành là Lâm Trung Thiên phát minh. Nên từ nhỏ, Lâm Thanh Diện biểu hiện như là một cậu chủ gia tộc tuân thủ quy củ, không ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không hề có điểm nào nổi bật. Tuy nhiên, anh là con trai độc nhất của Lâm Trung Thiên, người thừa kế gia tộc, vâng hào quang này khiến không ít người đố kỵ với anh. Nhưng lúc đó có Lâm Trung Thiên che chở, nên Lâm Thanh Diện căn bản cũng không cảm nhận được ác ý của người chung quanh, đến tận khi Lâm Trung Thiên vô cớ mất tích, Lạc Hân và Lạc Tâm thiết kế hãm hại anh, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà chính vì Lâm Thanh Diện không hề biểu hiện quá mức xuất chúng, nên năm đó mới giữ được một cái mạng. Khi đó Lạc Hân cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện không có uy hiếp gì, nên chỉ đuổi anh ra khỏi nhà họ Lâm mà không giết chết anh. Nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng Lâm Thanh Diện nổi sóng, không ai có thể nghĩ tới, người năm đó được Lâm Trung Thiên che chở đã nhanh chóng trưởng thành bây giờ đã bị hiện thực đẫm máu cải tạo thành người sắt đau thương bất nhập. Anh đi vào trong sân chính, nhìn thấy trong viện những thiếu niên thiếu nữ 17-18 tuổi đang luyện quyền, như nhìn thấy chính mình năm đó. Mà lúc này người đang hướng dẫn những người này luyện quyền chính là Lâm Tài Thu năm đó bất hòa với Lâm Thanh Diện sau khi cho rằng Lâm Thanh Diện chắc chắn không có tiền đô. Lâm Tài Thu là con trai của em trai Lâm Trung Thiên, trong thế hệ của Lâm Thanh Diện người này cũng được xem là khá xuất sắc từ nhỏ đến lớn biểu hiện của lâm tài thu luôn tốt hơn lâm thanh diện nhiều trong gia tộc cũng không ít người cảm thấy lâm tài thu thích hợp làm người thừa kế hơn lâm thanh diện đáng tiếc lâm thanh diện là con trai ông chủ nhà họ lâm dù biểu hiện của lâm tài thu có ưu tú nữa thì cũng không thể vượt qua lâm thanh diện mà giành vị trí ông chủ được nên từ nhỏ đến lớn lâm tài thu vô cùng oán hận lâm thanh diện đến tận khi lâm thanh diện bị đuổi khỏi nhà họ lâm lâm tài thu mới cảm thấy dễ chịu một chút dù vị trí chủ nhà bị mẹ của Lâm Thanh Diện cướp đi, nhưng chỉ cần không phải kẻ vô dụng Lâm Thanh Diện thì Lâm Tài Thu đã cảm thấy vui vẻ rồi. Hãy xốc lại tinh thần cho tôi, hãy dốc ra sức sống mà các người nên có, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, các người mới có tư cách tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Lâm. Nếu các người không chăm chỉ tập võ thì các người sẽ lâm vào hoàn cảnh của kẻ vô dụng Lâm Thanh Diện năm đó, bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, cả đời cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, làm một con ký sinh trùng. Năm đó tôi và Lâm Thanh Diện đó được cùng một thầy huấn luyện, anh ta ngoài lười biếng thì chẳng làm được gì cả, nên hiện các người đã không có cơ hội nhìn thấy anh ta, mà tôi trở thành thầy của các người, đây chính là cố gắng có được, chắc chắn không nên học Lâm Thanh Diện đó, nếu không các người sẽ vĩnh viễn chỉ có thể bị đối thủ dẫm dưới chân mà thôi. Lâm Tài Thu tỏ vẻ đắc ý khoe khoang thành tựu của mình, mỗi lần anh ta nói với những thế hệ sau này đều sẽ dẫm đạp lên Lâm Thanh Diện, như vậy anh ta mới cảm thấy sảng khoái lâm thanh diện cười đi về phía lâm tài thu cất cao giọng nói năm đó đúng là tôi thích lười biếng nhưng làm sao cậu biết tôi không bằng cậu chứ nghe thấy tiếng nói quen thuộc này thân thể lâm tài thu lập tức cứng đờ sau đó vội quay người sau khi nhìn thấy lâm thanh diện lập tức nghiến răng nghiến lợi nói lâm thanh diện kẻ vô dụng này còn dám trở về ư bà chủ các người mời tôi trở về nên tất nhiên tôi phải nể mặt bà ấy lâm thanh diện cười nói đồ khoác loác bà chủ mời một kẻ vô dụng như cậu trở về làm cái gì lâm tài thu tỏ vẻ không tin có thể là muốn để tôi thừa kế sản nghiệp nhà họ lâm đấy lâm thanh diện trêu tức nói lâm tài thu lập tức nảm chặt nắm đấm của mình gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng anh ta hết sức nhạy cảm với chuyện này lâm thanh diện cổ ý nói như vậy nhất định là vì kích thích sự tức giận trong lòng anh ta mẹ kiếp cậu đừng ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày dù cậu là do bà chủ mời về nhưng chắc chắn bà ấy sẽ không để cậu thừa kế sản nghiệp nhà họ Lâm. Gia sản nhà họ Lâm lớn như vậy, sao có thể giao vào tay một kẻ vô dụng như cậu chứ, Lâm Tài Thu chửi ầm lên. Cậu có lẽ tính là người ưu tú nhất thế hệ chúng ta nhỉ, chỉ cần đánh bại cậu, chắc là có thể chứng minh tôi có tư cách tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Lâm nhỉ. Lâm Thanh Diện hỏi, anh không thật nghĩ sẽ tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Lâm, mà chỉ muốn tìm cớ đánh cùng Lâm Tài Thu một trận mà thôi năm đó lâm tài thu hết lần này đến lần khác xem thường anh anh nghe lời ba luôn nhường nhịn bây giờ đã nhiều năm như vậy cũng là lúc để lâm tài thu biết anh ta kém xa mình rồi đôi khi có những người rất khác biệt nếu khác biệt nhiều quá có người không nhìn thấy nên tưởng không có thậm chí còn chế giễu sự khác biệt đó tưởng bản thân mình bình thường thì ghê gớm cỡ nào nghe thấy lâm thanh diện khiêu khích mình lâm tài thu cười lạnh anh ta đang định chọc tức lâm thanh diện nếu lâm thanh diện chủ động muốn chết vậy tất nhiên anh ta sẽ không khách khi. Đám con cháu nhà họ Lâm đều vẻ mặt đầy tò mò nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Năm đó khi Lâm Thanh Diện bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, bọn họ đều đang học cấp 2 nên không có ấn tượng sâu sắc với Lâm Thanh Diện. Cộng thêm mấy năm nay Lâm Tài Thu đều bôi nhọ Lâm Thanh Diện nên trong lòng bọn họ đã vô thức cho rằng Lâm Thanh Diện chính là kẻ vô dụng. Đó là Lâm Thanh Diện sao, nhớ có chút không giống với năm đó, anh ta đúng là khiến nhà họ Lâm chúng ta mất mặt, tôi còn không thèm nhắc đến anh ta với người khác. Đúng vậy, nhà họ Lâm chúng ta là gia tộc lợi hại như vậy, thế mà lại sinh ra một kẻ bất tài như anh ta, thật sự quá mất mặt, cũng không hiểu sao anh ta còn mặt mũi quay về. Hừ, anh ta còn dám khiêu khích anh Tài Thu, thật không biết lấy đâu ra dũng khí, anh Tài Thu lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh anh ta như tử. Không sai, đại ca, đánh chết anh ta đi, một kẻ vô dụng có tư cách gì mà ở đây phách lối. Một đám người lập tức cùng hét lên. Lâm Tài Thu cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói "Thấy không, trong mắt bọn họ, cậu chỉ là một kẻ vô dụng, cậu có tư cách gì so với tôi, lại còn muốn đánh bại tôi, nằm mơ." Lâm Thanh Diện đứng ngay giữa sân chính, mở miệng nói, "Tôi có thể đánh bại cậu hay không, dù sao cũng phải sau khi đánh rồi mới biết được, đừng phí lời, ra tay đi." Lâm Tài Thu không hề e ngại, hoạt động gân cốt một chút, đứng đối diện Lâm Thanh Diện lúc này một người trẻ chạy đi gọi hai người lớn tuổi tới, trong đó một người là lão bôi trước đó từng đi Hồng Thành tìm Lâm Thanh Diện, người còn lại là thầy dạy võ năm đó của Lâm Thanh Diện và Lâm Tài Thu, Lâm Nguyên. Đứa bé này, xảy ra chuyện gì thế, sao lại gọi chúng ta đến, thực sự là... Cái gì, Lâm Thanh Diện, cậu ta đã trở về ư, lão bôi vốn đang mỉm cười đầy hòa ái, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì cũng cảm thấy giật mình. Lâm Nguyên liếc nhìn bên đó, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, cũng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Tên bất tài này lại còn có mặt mũi trở về sao? Nhìn dáng vẻ của cậu ta, dường như muốn ra tay với Tài Thu, thật buồn cười, năm đó cậu ta kém nhất trong nhóm học sinh của tôi, với chút năng lực đó mà cũng dám khiêu chiến Tài Thu ư?" Tài Thu còn là học trò ưu tú nhất của tôi, bây giờ thực lực Tài Thu đã cực kỳ điêu luyện rồi, tôi cũng muốn xem, kẻ vô dụng này có thể chống được mấy chiêu của Tài Thu. Chương 229: Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Mọi chiêu thức đều vô dụng. Ông Độ cũng híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, ông đã đi Hồng Thành một chuyến rồi, chỉ biết anh trở nên rất giàu có, nhưng chưa từng thấy anh ra tay, nên không biết rõ thực lực của anh. Chỉ mong lần này đứa bé này trở về, có thể chống lại thành kiến của mấy người này, ông Độ thở dài. Lâm Tài Thu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt xem thường, rồi đứng đó bày ra một tư thế tiếp chiêu, chiêu thức này của anh là một chiêu khá cao cấp trong võ học nhà họ Lâm. Người bình thường rất khó học được, anh vừa tới đã bày ra chiêu này, tất nhiên là muốn cho Lâm Thanh Diện thấy rõ khoảng cách giữa mình với anh. Rất tốt, xem ra tài thu đã thành thục nắm vững chiêu lạc anh này rồi, trong chiêu mở đầu của thằng bé còn mang theo vẻ tàn nhẫn, trong mấy học trò của tôi, chỉ có mấy người có thể làm tới trình độ này, Lâm Huyên nói với vẻ mặt đây tán thưởng. Mặc dù tôi không nhìn ra Lâm Thanh Diện muốn dùng chiêu thức gì, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy không đơn giản như ông nghĩ, chỉ dựa vào khí thế trên người cậu ấy, đã tạo cho người khác cảm giác không tầm thường rồi, ông Độ nói. Cậu ta thì có thể có khí thế gì, chẳng qua chỉ ra vẻ ta đây thôi, năm đó khi tôi dạy cậu ta, ngoài việc nghịch bùn, cậu ta còn biết làm gì khác, có thế nào cậu ta cũng không thể là đối thủ của tài thu được, vẻ mặt Lâm Nguyên đầy khinh bỉ. Lâm Thanh Diện thấy Lâm Tài Thu bày ra tư thế tiếp chiêu thì không hề do dự, sải bước lao về phía trước. Anh cũng dùng chiêu thức võ học nhà họ Lâm, nhưng là hoành quyền cơ bản nhất, nhìn qua thì thấy không có bất kỳ động tác đẹp đẽ nào. Lúc Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành từng có một cơ duyên, chính cơ duyên này đã làm thực lực anh tăng vọt, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Nhưng hôm nay giao đấu với Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Diện không có ý định dùng mấy chiêu thức có thể lấy mạng đó, hôm nay anh muốn dùng võ học nhà họ Lâm để hoàn toàn đánh bại Lâm Tài Thu. Lâm Tài thu thấy Lâm Thanh Diện chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất trong võ học nhà họ Lâm thì bắt đầu cười nhạo ngay. Lâm Thanh Diện, xem ra anh vẫn dừng lại trên những cơ bản năm đó, như vậy anh làm sao có thể đánh thắng tôi được. Mấy thế hệ sau nhà họ Lâm cũng cười ha ha, ngay cả bọn họ cũng không thèm dùng chiêu thức cơ bản đơn giản này nữa, không ngờ Lâm Thanh Diện vừa ra tay đã dùng chiêu không thể làm gì được này. Đúng là cười chết tôi rồi, chẳng lẽ anh ta chỉ biết mấy chiêu thức cơ bản này à? nếu quả thật là thế, vậy thì việc anh ta dám khiêu chiến với anh Tài Thu, chẳng phải là tìm đường chết ư. Lâm Nguyên thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu thức này cũng hừ lạnh nói, nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ, quả nhiên là gỗ mục thì không thể điêu khắc được, một chiêu hành quyền này của cậu ta, sao có thể đấu lại chiêu lạc anh của Tài Thu chứ, phế vật mãi mãi là phế vật. Ông Độ thấy Lâm Thanh Diện ra chiêu hành quyền đơn giản này cũng hơi mất mát, theo quan điểm của ông, anh cũng không thể đánh thắng Lâm Tài Thu được lâm thanh diện không hề để tâm đến phản ứng của mấy người xung quanh mà lao đến trước mặt lâm tài thu ngay nhắm thẳng chiêu hoành quyên đó vào người anh ta lâm tài thu hừ lạnh sau khi bày ra chiêu lạc anh ngăn cản nắm đấm của lâm thanh diện rồi trưởng vào bụng đối phương dựa theo tình huống bình thường chắc chắn lâm thanh diện sẽ thu hồi nắm đấm của mình để tiếp một trưởng về phía mình kia giống như lúc anh xử lý khương tuyên vũ cũng dùng các chiêu thức tương tự với chiêu này nhưng đó là tình huống bình thường khi chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu có thể ngăn cản chiêu hoành quyền này của Lâm Thanh Diện, với tính khí của anh, tất nhiên sẽ không để tình huống bình thường xảy ra. Sau khi hoành quyền của Lâm Thanh Diện đánh lên người Lâm Tài Thu, bỗng bùng phát một sức mạnh to lớn, đập thẳng vào cánh tay đang ngăn cản nắm đấm mình của anh ta, rồi tiếp tục tới gần đầu Lâm Tài Thu. Lâm Tài Thu biến sắc, anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh cứ thế anh không những không thể thu hồi bàn tay đang ngăn cản năm đấm lâm thanh diện của mình, mà chiêu thức sau chiêu lạc anh cũng không thể nào thi triển được. Cái gì, sao tên này lại có sức mạnh lớn như vậy, còn phá hỏng mọi chiêu thức của tài thu nữa? Lâm Uyên thấy cảnh tượng này thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc nãy ông còn tán thưởng chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu, cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ dựa vào hoành quyên thì chắc chắn không phải là đối thủ của Lâm Tài Thu, nhưng với điều kiện tiên quyết là sức mạnh của hai người tương đương nhau, Lâm Uyên luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện kém cỏi, chắc chắn sức mạnh trên người sẽ không quá mạnh mẽ, nói không chừng còn thua xa Lâm Tài Thu, nên mới khẳng định Lâm Thanh Diện sẽ thua. Nhưng giờ Lâm Thanh Diện lại một đấm phá hỏng mọi chiêu thức của Lâm Tài Thu, Lâm Tài Thu chuyển từ chủ động sang bị động, cứ thế này thì muốn thẳng là điều không dễ dàng. Ông Độ cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, nhưng không biết tại sao, thấy anh chiếm được thế thượng phong, trong lòng ông lại thở phào nhẹ nhõm. Mấy thế hệ sau nhà họ Lâm đều trợn tròn mắt nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện và Lâm Tài Thu, trước giờ bọn họ luôn được truyền bá suy nghĩ, chiêu thức quyết định tất cả, dù gì người trưởng thành tới một trình độ nhất định thì không tranh nhau nhiều về mặt sức mạnh. Nhưng hôm nay Lâm Thanh Diện dùng hành động thực tế để lật đổ nhận thức bọn họ, cho bọn họ biết rằng, chiêu thức cao cấp trong võ học nhà họ Lâm cũng không huyền diệu như vậy, Lâm Thanh Diện chỉ dùng một chiêu hành quyền đã phá vỡ chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu đây chính là đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi chiêu thức đều là vật trang trí. Sau khi phá vỡ chiêu lạc anh của Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Diện lại đánh một trưởng về phía anh ta. Lần này Lâm Tài Thu không dám dùng chiêu cứng rắn với Lâm Thanh Diện nữa, mà cắn răng lùi về sau hai bước, để Lâm Thanh Diện đánh hụt, rồi nhanh chóng vòng ra sau anh ta, định đạp anh ta một phát. Lâm Thanh Diện vươn tay, túm lấy chân Lâm Tài Thu, bỗng nhấc đầu gối lên, đá thẳng vào bắp chân Lâm Tài Thu. Anh ta đau đến mức nghiến răng, vội lùi về sau mấy bước, bắt đầu dùng tay xoa chân mình. Đến lúc này, Lâm Tài Thu mới ý được, Lâm Thanh Diện không hề đơn giản như anh ta nghĩ, hơn nữa điều khiến anh ta không thể chấp nhận là, Lâm Thanh Diện chỉ dùng chiêu thức đơn giản nhất trong võ học nhà họ Lâm, đánh anh ta tới mức liên tục lùi về sau, điều này chứng tỏ thực lực của anh ta không bằng Lâm Thanh Diện. Ngay cả chiêu thức cơ bản nhất mà cậu cũng không tiếp được, giờ cậu còn cảm thấy mình rất ưu tú nữa không? Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Tài Thu nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, hít sâu một hơi rồi siết chặt hai tay nói, "Lại lần nữa. Lúc nãy tôi chỉ sai sót thôi." Lâm Tài Thu lao về phía Lâm Thanh Diện lần nữa, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục dùng chiêu thức cơ bản nhất, điều này gần như làm Lâm Tài Thu phát điên. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu, gần như mỗi chiêu Lâm Thanh Diện đều dồn đánh Lâm Tài Thu còn Lâm Tài Thu thì rơi vào thế bị động. Cuối cùng Lâm Thanh Diện không muốn dây dưa với Lâm Tài Thu nữa, nên đá thẳng vào bụng anh ta. Cả người Lâm Tài Thu bay ngược ra ngoài, rồi nặng nề rơi xuống đất, bỗng phun ra một ngụm máu. Những người có mặt tại đây đều trở nên yên tĩnh, Lâm Uyên nhìn chằm chem Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Lúc này, sâu trong nhà tổ nhà họ Lâm, trong phòng thiếu nữ, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nón, cả người toát ra khí chất không dính khói bụi nhân gian, đang chăm chú đọc một cuốn sách dạy đánh cờ. Đúng lúc này, lại có một cô gái chạy tới nói với cô gái đang ngồi này, cô chủ, Lâm Thanh Diện trở về rồi, giờ anh ta đang đánh nhau với cậu Tài Thu trong sân chính, nhìn tình hình có vẻ cậu Tài Thu không phải là đối thủ của anh ta. Lúc cô gái nghe thấy cái tên Lâm Thanh Diện thì vẻ mặt hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên tia dao động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cô gái này tên là Lâm Thanh Ngân, là em họ Lâm Thanh Diệt, hồi nhỏ ngày nào cô cũng bám theo anh, lúc đó ngoài việc thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt Lâm Trung Thiên, thì Lâm Thanh Diệt chỉ chơi đùa ở trước mặt Lâm Thanh Ngân. Nên lúc đó cả nhà đều xem thường Lâm Thanh Diệt, chỉ có mình Lâm Thanh Ngân là cảm thấy anh rất đẹp trai, thậm chí còn nghĩ sau này lớn lên nhất định phải gả cho anh. Nhưng từ khi Lâm Thanh Diệt bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Thanh Ngân đã thay đổi thái độ với anh, cô hoàn toàn tỉnh ngộ nhận ra rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một tên vô dụng bị gia tộc vứt bỏ, giờ nhìn lại, vẻ điển trai mà hôi nhỏ anh thể hiện trước mặt cô chỉ là mấy trò trẻ con. Vì vậy từ khi Lâm Thanh Diện rời đi, Lâm Thanh Ngân không còn cảm giác với anh nữa, thậm chí còn nảy sinh chút cảm giác chán ghét. Giờ nghe lại cái tên Lâm Thanh Diện này, trong lòng cô chỉ còn lại khinh bỉ. Hiện nay cô đã là thiên tài trong cờ vây, từng đạt giải quán quân cuộc thi cờ vây kinh đô trong 3 năm liên tiếp, giờ cô đã có niềm kiêu hãnh của riêng mình tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận một người bị mọi người xem là phế vật anh ta có quay về hay không thì liên quan gì đến tôi giờ trong lòng tôi chỉ có cờ vây thôi tối nay tôi sẽ thi đấu với học trò thầy thẩm bình vương ở đội tuyển quốc gia chỉ cần có thể đánh thắng học trò ông ấy thầy thẩm bình vương sẽ nhận tôi là học trò đến lúc đó tôi sẽ bộc lộ tài năng của mình trong cuộc thi cờ vây toàn quốc lâm thanh diện hết gây hứng thú với tôi rồi thầy thẩm bình vương đã tới đây chưa lâm thanh ngân hỏi có lẽ bọn họ sắp đến rồi lúc nãy bên đại sảnh đã dọn đẹp sạch sẽ rồi tối nay sẽ có không ít người tới xem cô chủ thi đấu giờ đã có mấy người lục tục tới rồi cô gái kia nói lâm thanh ngân gật đầu nói cô giúp tôi thu dọn một chút nhất định phải dùng thái độ tốt nhất thi đấu với học trò thầy thẩm bình vương là bước đà để tôi nổi tiếng cả đời tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội này vâng cô gái kia đáp xong thì đi dọn dẹp giúp lâm thanh ngân ngay Chương 230, thiếu nữ đã lớn rồi. Trong sân chính nhà tổ nhà họ Lâm. Sau khi Lâm Tài Thu ngã xuống đất rồi thổ huyết, những người có mặt tại đây đều trở nên yên tĩnh, mấy thế hệ sau nhà họ Lâm vốn đang đợi Lâm Tài Thu dậy dỗ Lâm Thanh Diệt, thì lúc này đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Diệt, ai cũng há to miệng đến mức có thể đút lọt một quả trứng vịt. Lâm Tài Thu nghiến răng bò dậy, nhìn Lâm Thanh Diệt với vẻ mặt đầy căm hận, hai tay siết thành nắm đấm, rồi hét lên, lại lần nữa tôi không tin tên phế vật như anh có thể đánh bại tôi. ô, tôi đã đánh cậu đến phun máu rồi, vậy mà chưa xem là đánh bại à? lâm thanh diện lạnh nhạt nói. lâm tài thu cuống lên ngay, anh bất đắc ý lại đi, ông đây sẽ trả lại anh hết. nói xong, lâm tài thu lại nhào về phía lâm thanh diện. lâm thanh diện thấy lâm tài thu không chịu thua như vậy cũng không khách sáo với anh ta nữa, lúc lao tới trước mặt anh ta, anh lại đạp anh ta bay ra ngoài. Lần này Lâm Tài Thu không bị Lâm Thanh Diện đạp chúng, anh luôn cảm thấy lúc nãy mình bị anh ta dồn đánh là do mình sai sót, chỉ cần anh chú ý một chút, không đời nào bị Lâm Thanh Diện đánh bị thương. Giờ thấy Lâm Thanh Diện lại dùng chiêu thức như lúc nãy, Lâm Tài Thu vẫn hử lạnh, thầm nghĩ ông đây không thể thua hai lần trong cùng một chiêu thức, nên lần này anh đã lưu thêm một chiêu, để Lâm Thanh Diện không thể đánh được anh. Nhưng anh không thể ngờ rằng, mình vừa tránh được một cước của Lâm Thanh Diện, anh ta đã đổi chiêu trong nháy mắt, chuyển từ đá thẳng thành đá ngang, cả người Lâm Tài Thu chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lâm Thanh Diện đá trúng eo. Lâm Tài Thu lại ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lần nữa, lần này anh ta đã hoàn toàn không còn sức để đấu với Lâm Thanh Diện nữa, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một sự sợ hãi nồng đậm. Anh vốn tưởng rằng cho dù Lâm Thanh Diện có lợi hại thế nào thì trình độ cũng tương đương mình, nhưng sau khi Lâm Thanh Diện thay đổi chiêu thức lúc nãy, trong lòng anh đã hiểu rõ, dù có cho anh thêm 10 năm nữa chỉ sợ anh cũng không có cách nào đuổi kịp anh ta lâm uyên thấy lâm tài thu lại bị đánh đến phun máu thì vội vàng chạy tới trước mặt lâm thanh diện lạnh lùng nhìn chăm chằm anh quát lâm thanh diện đây chỉ là một cuộc so tài mà thôi cậu ra tay quá tàn nhẫn rồi đấy lâm thanh diện liếc nhìn lâm uyên rồi nói so tài cũng là cuộc chiến nếu không dốc hết sức đợi đến khi đối mặt với nguy hiểm sẽ trở nên yếu ớt chẳng phải ông đã dạy tôi như thế à hơn nữa lúc nãy lâm tài thu cũng dùng hết sức nếu tôi nhẹ tay, chẳng phải tôi đang thiếu tôn trọng cậu ta à? Cậu, Lâm Huyên không ngờ Lâm Thanh diện lại dùng những lời ông từng nói lúc trước để phản bác ông, trong lòng nhất thời tức giận, nhất là khi anh còn dùng thái độ thờ ơ, làm ông cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích. Từ nhỏ tôi đã bị ông xem là điển hình của việc kém cỏi, giờ học trò mà ông đắc ý nhất bị tôi đánh bại, có phải chuyện này khiến ông khó chấp nhận đúng không? Lâm Thanh diện cười nói. Lâm Huyên hừ lạnh tiến lên một bước quát cậu đang khiêu khích tôi hà cậu đánh bại học trò của tôi không có nghĩa là đánh bại tôi tôi thấy cậu vẫn chưa ý thức được vị trí của mình có cần tôi đích thân dạy bảo để cậu hiểu rõ không tôi rất sẵn lòng tiếp đón lâm thanh diện không hề sợ hãi đáp lâm uyên định ra tay ngay nhưng đúng lúc này ông độ vội đi tới đứng giữa hai người để khuyên can hôm nay là ngày thi đấu của cô chủ và học trò thấm bình vương chúng ta so tài đến đây thôi nếu tiếp tục đánh đấm nữa, chỉ sợ sẽ tốn thương hòa khí, đến lúc đó nếu ảnh hưởng đến cuộc thi đấu của cô chủ thì phiền phức lắm, ông Độ nói. Lâm Uyên nghe ông Độ nói vậy thì hừ lạnh ngay, phất tay áo quát, Lâm Thanh Diệt, hôm nay tôi tạm tha cho cậu, nhưng cậu nhớ rõ cho tôi, trong mắt tôi, cậu mãi mãi là đứa kém cỏi, không hề có thực lực thật sự, chỉ dựa vào mấy đường ngang ngõ tắt thì khó mà trở thành người có tài được. Lâm Uyên cho rằng, chắc chắn Lâm Thanh Diệt đã dùng cách thức đường ngang ngõ tắt nào đó, để có thể đánh bại Lâm Tài Thu, bằng không anh không bao giờ có được kết quả này. Một đứa kém cỏi còn mạnh hơn học trò chân chính của ông, tôi không trở thành người có tài, chẳng lẽ Lâm Tài Thu thì có thể à? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Lâm Nguyên suýt phát nổ, ông Độ thấy thế thì vội nói, Lâm Thanh Diện, cậu đừng kích thích ông ấy nữa, xem như nể mặt cô Thanh Ngân, hôm nay cậu đừng ép bọn họ ra tay nữa, nếu bị thẩm bình vương nhìn thấy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiên đồ sau này của cô Thanh Ngân lâm thanh diện nghe ông độ nói vậy thì nhất thời sửng sốt trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một cô bé luôn bám theo mình không ngừng gọi anh là anh thanh diện thanh ngân ư nhiều năm không gặp không biết cô nhóc đó thế nào rồi nghe hàm ý của ông độ có lẽ chuyện tối nay rất quan trọng với lâm thanh ngân đã như vậy anh cũng không so đo với mấy người lâm uyên nữa trước đây lâm thanh diện cũng từng nghe qua cái tên thấm bình vương này là người đã xương bá trong giới cờ vây năm đó xem ra mấy năm nay Lâm Thanh Ngân cũng bắt đầu nghiên cứu con đường cờ vây rồi, hồi đó, khi anh và cô chơi cờ vây, vì muốn dỗ cô vui, nên lần nào anh cũng nhường cô. Không biết mấy năm qua, kỹ năng chơi cờ của cô đã đạt đến trình độ nào rồi. Ông Độ vội kêu mấy thế hệ sau nhà họ Lâm tới đây, bảo bọn họ khiêng Lâm Tài thu tới bệnh viện. Lâm Uyên hừ lạnh với Lâm Thanh Diệt, rồi phất tay áo rời đi. Ông Độ nhìn Lâm Thanh Diệt, rồi nở nụ cười vui mừng xem ra huyết mạch của gia chủ muốn không ưu tú cũng khó trước đây là do chúng tôi xem thường cậu rồi lâm thanh diện mỉm cười với ông độ ông độ quá khen rồi có lẽ cậu cũng muốn gặp thanh ngân rồi đúng không chúng ta cùng đi xem cô ấy thi đấu đi hôm nay cô ấy quyết đấu với học trò thẩm bình vương chắc hẳn sẽ rất đặc sắc ông độ nói nhưng mấy năm nay cô ấy thay đổi rất nhiều đã không còn là cô nhóc luôn bám theo cậu như trước kia nữa cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý đi Lâm Thanh Diện gật đầu nói, chuyện này cũng nằm trong suy đoán của tôi rồi, mấy năm qua, danh tiếng của tôi kém như vậy, cô ấy có cái nhìn về tôi như vậy cũng là chuyện thường tình. Hai người cùng đi về phía đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, tất cả những người này đều là khách do nhà họ Lâm mời tới, dù gì học trò Thẩm Bình Vương cũng được xem là tài năng trẻ đứng đầu kinh đô, tất nhiên cuộc quyết đấu giữa anh ta và Lâm Thanh Ngân sẽ thu hút không ít ánh mắt của các gia tộc thượng đẳng. Trong đại sảnh có một người đàn ông trung niên để dâu dê đang ngồi nghiêm chỉnh, không giận mà uy, người này chính là Thẩm Bình Vương, nhân vật được mọi người kính trọng trong giới cờ vây. Lúc này, Thẩm Bình Vương đang bị một nhóm người vây quanh, ai cũng muốn có giao thiệp tốt với ông ta. Các gia tộc đứng đầu đều xem trọng gia giáo, có thể nói cờ vây là môn học bắt buộc của con cháu gia tộc lớn, Thẩm Bình Vương lại là bậc thầy trong giới cờ vây, tất nhiên sẽ được mấy người này săn đón. Lúc này, Bên cạnh Thẩm Bình Vương có một thanh niên khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng đang đứng, trên mặt thanh niên nở một nụ cười tự tin, đang chào hỏi những người xung quanh. Anh ta là Lưu Vân Trường, học trò Thẩm Bình Vương, là ngôi sao mới trong giới cờ vây kinh đô, từng vinh dự giành được chức á quân trong cuộc thi đấu cờ vây toàn quốc. Vì thành danh từ lúc còn trẻ, nên trong lòng Lưu Vân Trường cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Vân Trường đúng là tuổi trẻ tài cao, còn đẹp trai như vậy, thật ra theo tôi thấy Vân Trường rất xứng đôi với cô chủ nhà họ Lâm, mặc kệ thắng hay thua, thầy thẩm cũng sẽ nhận cô chủ nhà họ Lâm làm học trò. Một người đàn ông trung niên cười nói. Thẩm Bình Vương mỉm cười nói, nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, cô chủ nhà bọn họ cũng xứng đôi với học trò Thẩm Bình Vương tôi. Thật ra hôm nay ông tới đây là để cầu thân Lâm Thanh Ngân, ông để Lưu Vân Trường chơi một ván cờ với cô trước, để thằng bé dùng thực lực của mình để thuyết phục cô, như vậy trong lòng cô sẽ sinh ra cảm giác sùng bái với Lưu Vân Trường, Đến lúc đó hai nhà muốn thông gia sẽ dễ dàng hơn. Dù gì nhà họ Lâm cũng là gia tộc lớn hàng đầu ở kinh đô, nếu có thể thông gia với nhà bọn họ, ông sẽ nhận được vô số lợi ích. Lưu Vân Trường cũng tràn đầy đắc ý, anh tự cho rằng mình thừa sức xứng đôi với Lâm Thanh Ngân, cô cũng là người đẹp có tiếng ở kinh đô, nên anh sớm muốn có được cô rồi. Cô chủ nhà họ Lâm tới rồi, đúng lúc này, có người hét lên. Mọi người quay đầu lại nhìn ngay thấy lâm thanh ngân mặc một bộ trang phục lộng lẫy đang đi ra cùng một cô gái lâm thanh ngân có khí chất bất phàm khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm tài năng chơi cờ vây giữa hai hàng lông mày mang theo nét riêng biệt làm người khác thầm tán thưởng cảm thấy cô chính là tiên nữ hạ phàm trong lòng lâm thanh ngân cực kỳ kiêu ngạo hôm nay cô tới đây là để đánh bại lưu vân trường trong mắt cô chỉ có cờ vây mới có thể để cô chứng minh bản thân lúc này lâm thanh diện và ông độ cũng đi vào đại sảnh sau khi anh nhìn thấy lâm thanh ngân thì nở nụ cười hình như cô cũng cảm nhận được quay đầu nhìn về phía lâm thanh diện bốn mắt nhìn nhau trong mắt lâm thanh ngân mang theo vẻ lạnh lùng vội quay đầu đi nhìn lâm thanh diện như một người bình thường lâm thanh diện bất đắc dĩ thở dài xem ra thiếu nữ ngày xưa đã lớn thật rồi nhưng thành kiến mà cô dành cho lâm thanh diện đều bị ảnh hưởng từ những người xung quanh cô không hề biết rằng giờ anh càng trói mắt hơn người mà năm đó cô luôn bám theo phía sau Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 230.